Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 1081, Hứa Thanh Sơn nổi giận. Lúc này tất cả mọi người trong Hứa gia đều dùng ánh mắt khó tin nhìn ông lão phía trước. Dù là Hứa gia hay tên chỉ huy Phương Trung Thiên và hai tên thủ hạ đều có thể nhận ra, ông lão kia không phải là ai khác, chính là Hứa Thanh Sơn. Điều làm cho mọi người khiếp sợ không phải vì Hứa Thanh Sơn nói Phương Trung Thiên cút đi, dù Phương Trung Thiên là một chỉ huy cao cấp của Cục Cảnh sát, nhưng nếu so sánh về thân phận và địa vị thì Phương Trung Thiên vẫn cách xa ngàn dặm với Hứa Thanh Sơn. Đừng nói Hứa Thanh Sơn chỉ bắt Phương Trung Thiên phải cút đi, dù lão có nói ra những lời quá đáng hơn thì Phương Trung Thiên cũng chỉ còn cách chịu đựng mà thôi. Điều làm cho mọi người thật sự khiếp sợ chính là Hứa Thanh Sơn, người nào trong Hứa gia cũng biết lão đã nằm trên giường nhiều tháng. Dù là thầy thuốc hay thầy tướng số đều cơ bản đưa ra phán quyết tử hình. Tuy một ngày lão vẫn còn có vài giờ tỉnh táo nhưng chưa từng bao giờ ngồi dậy khỏi giường, nhưng bây giờ dù có hai người đỡ nhưng lão không chỉ đứng lên, thậm chí còn chậm rãi đi xuống lầu, điều này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của người trong Hứa gia. Điều càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là trước đó Hứa Thanh Sơn có nước da vàng vọt khô héo, bây giờ đã hoàn toàn biến dạng, da trở nên tươi trẻ, trên mặt còn có chút hồng nhuận. Chỉ cần nhìn qua là biết đã trẻ hơn 10 tuổi. Gia Văn, Hiểu Đồng, các con không cần đỡ bố, để bố tự mình đi xuống. Lúc này Hứa Thanh Sơn đi xuống đến chính giữa cầu thang thì trầm giọng nói một câu. Bố, cẩn thận một chút. Hứa Gia Văn tuy thả Hứa Thanh Sơn ra nhưng vẫn không quên dùng giọng lo lắng dặn dò một câu. Bây giờ sức khỏe của bố rất tốt, đừng nói là cầu thang, dù chạy bộ 2 cây số cũng không có vấn đề. Hứa Thanh Sơn lên giọng. Có vẻ rất khí thế, không còn giống như một ông lão nằm trên giường bệnh lâu ngày. Điều này làm cho đám người ở đây không thể nào hiểu nổi, bọn họ thấy Hứa Thanh Sơn bệnh rất nặng, dù thế nào cũng không thể khôi phục nhanh như vậy chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tục ngữ nói bệnh đến như núi sập, bệnh đi như rút sợi, bệnh đến nhanh nhưng đi rất chậm, nhưng lúc này bệnh của Hứa Thanh Sơn rút đi quá nhanh, thậm chí làm cho người ta sinh ra cảm giác kỳ lạ. Đây không phải là hồi quang phản chiếu đấy chứ. Nhưng Hứa Thanh Sơn bây giờ thật sự không giống như hồi quang phản chiếu, lão đi từng bước vững vàng xuống lầu, đi không có chút dấu hiệu run rẩy, nhanh chóng đi xuống bên dưới. Sau đó lão nhìn Phương Trung Thiên. Cậu mang người của mình ra ngoài, hay cậu muốn tôi điện thoại cho trưởng phòng? Vẻ mặt Phương Trung Thiên càng mất tự nhiên, hắn biết rõ Hứa Thanh Sơn có quan hệ cá nhân rất khá với trưởng phòng của mình, nếu Hứa Thanh Sơn điện thoại cho trưởng phòng. Tuy hắn không quan tâm nhưng chức vụ sẽ gặp nguy hiểm. Rõ ràng bây giờ lựa chọn sáng suốt nhất chính là lập tức bỏ đi, không cần làm cho sự việc truyền đến tai trưởng phòng. Nhưng Phương Trung Thiên đến bây giờ vẫn chưa hiểu, hắn chẳng qua đến bắt hung thủ đả thương vợ của Hứa Gia Phú, theo lý thì Hứa Thanh Sơn phải giúp hắn mới đúng, vì sao lão lại tức giận như vậy? Hứa Thanh Sơn tức giận cũng có nguyên nhân, lão bị bệnh vài tháng và đám con trai bắt đầu tranh giành tài sản, dù tinh thần không tốt. Phần lớn thời gian đều nằm trên giường nhưng lão vẫn biết rõ, cũng biết rõ nhiều chuyện. Hứa Thanh Sơn có hai người vợ, nhưng không may là cả hai người đều đi trước lão, mà hai người vợ cũng sinh cho hắn ba người con trai một con gái. Người vợ đầu tiên sinh ra hai đứa con trai, chính là Hứa Gia Phú và Hứa Gia Hưng. Năm xưa khi sinh Hứa Gia Phú thì Hứa Thanh Sơn còn chưa phát đạt, vì vậy cũng không thể tận tâm bồi dưỡng con trai. Khi Hứa Gia Hưng sinh ra thì lão đã có một chút gia nghiệp. Bắt đầu toàn tâm toàn ý bồi dưỡng con trai, mà Hứa Gia Hưng cũng không làm lão thất vọng, bây giờ tất cả sản nghiệp quan trọng của Hứa Gia đều cơ bản do Hứa Gia Hưng quản lý. Còn Hứa Gia Phú, tuy hắn cũng được quản lý một vài sản nghiệp của Hứa Gia nhưng tương đối không quan trọng, mà hai anh em Hứa Gia Phú và Hứa Gia Hưng trên cơ bản quản lý tất cả tài sản Hứa Gia. Người vợ thứ hai của Hứa Thanh Sơn sinh ra một nam một nữ, cũng chính là Hứa Gia Thịnh và Hứa Gia Văn, trên căn bản chỉ biết xài tiền mà thôi. Khi Hứa Gia Thịnh được sinh ra thì Hứa Thanh Sơn đã chính thức là phú hào, mà lão cũng rất cưng chiều Hứa Gia Thịnh, vì thế mà hắn không khỏi ăn chơi trác táng. Khi còn bé hắn không chịu học, không có nghề nghiệp, lớn lên không làm việc đàng hoàng, cả ngày chỉ biết tán gái, suốt ngày tạo ra xì căng đan với các ngôi sao hay người mẫu. Hứa Thanh Sơn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi, nhưng khi lão phát hiện mình cưng chiều Hứa Gia Thịnh là không đúng, muốn bắt đầu quản giáo lại thì đã không còn kịp. Điều duy nhất làm cho Hứa Thanh Sơn cảm thấy được an ủi chính là đứa con này ăn chơi trác táng nhưng chẳng phải không có ưu điểm, đầu tiên là rất hiếu thảo. Hứa Gia Phú và Hứa Gia Hưng suốt ngày bận rộn công tác, bình thường một năm khó đến thăm cha một lần, nhưng Hứa Gia Thịnh thì ít nhất một tuần cũng đến một lần,
đối với một Hứa Thanh Sơn lớn tuổi thì đây chính là chuyện đáng quan tâm nhất. Gần đây Hứa Gia Thịnh làm một việc có thể làm cho Hứa Thanh Sơn vui sướng, đó chính là tìm được một bạn gái chính thức, hơn nữa bạn gái này đang mang thai, lại là một đứa bé trai. Hứa Thanh Sơn có ba con trai, con lớn Hứa Gia Phú sinh ba gái, con thứ hai Hứa Gia Hưng sinh hai gái, nói cách khác bây giờ Hứa Thanh Sơn còn chưa có một đứa cháu trai. Hứa Thanh Sơn cũng giống như rất nhiều ông lão khác, lão cũng trọng nam khinh nữ. Dù lão chỉ có một Hứa Gia Văn là con gái nhưng từ nhỏ đến lớn đều không được quan tâm, lão chỉ đảm bảo cho nàng không cần lo cơm áo gạo tiền mà thôi. Vì thế khi sức khỏe ngày càng kém thì lão càng có hy vọng bức thiết có được một đứa cháu trai, bây giờ lão biết mình sắp có cháu, sao không mừng như điên cho được. Hứa Thanh Sơn hưng phấn và lập tức làm ra một quyết định, mà quyết định đó chính thức bùng lên tranh chấp giữa ba anh em. Hứa Thanh Sơn quyết định chỉ cần Vệ Hiểu Đồng có thể sinh con trai, như vậy lão sẽ cho đứa cháu một nửa gia sản, mà một nửa gia sản còn lại sẽ được chia đều cho ba đứa con của mình. Còn Hứa Gia Văn thì lão chỉ cho chút tiền, đảm bảo nửa đời sau không cần lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. Hứa Thanh Sơn đưa ra quyết định này thì Hứa Gia Thịnh mừng như điên, Hứa Gia Phú và Hứa Gia Hưng lại thiếu chút nữa đã nổi điên. Trước nay Hứa Gia Phú đều cảm thấy mình sẽ tìm được một phần di sản lớn nhất, tất nhiên nguyên nhân đầu tiên là vì hắn là con cả, đồng thời hắn đi theo Hứa Thanh Sơn từ những năm đầu khổ sở, lại không được học hành chu đáo. Vì thế Hứa Gia Phú cho rằng Hứa Thanh Sơn sẽ đền bù tổn thất cho mình, hắn tất nhiên sẽ nghĩ rằng mình được phần lớn nhất. Hứa Gia Hưng cũng cho rằng mình sẽ được một phần lớn nhất, nguyên nhân rất đơn giản, những năm gần đây hắn quản lý kinh doanh của Hứa Gia, hắn cảm thấy mình là cống hiến nhiều nhất. Hắn cho rằng nếu không có mình thì Hứa Gia sẽ không có được tình huống tài sản chất đống như bây giờ, cũng chỉ có hắn mới tiếp tục làm cho Hứa Gia càng thêm hưng thịnh, vì vậy hắn được nhiều tài sản là lẽ đương nhiên. Nhưng bọn họ dù sao cũng không ngờ, bọn họ không được một phần lớn nhất, ngược lại còn là một phần ít nhất. Điều làm cho Hứa Gia Phú và Hứa Gia Hưng khó tiếp nhận chính là nếu một trong số hai người nhận được phần lớn nhất thì tuy có bất mãn cũng sẽ hoàn toàn không thể không tiếp nhận, nhưng khốn nổi bây giờ phần lớn nhất lại thuộc về Hứa Gia Thịnh. Hai người Hứa Gia Phú cảm thấy Hứa Gia Thịnh cả ngày không làm gì ra hồn, hắn chỉ có một cống hiến là phá sản cho Hứa Gia. Những năm qua hắn tán ngôi sao, cưa người mẫu, đã lấy đi của Hứa Gia không ít tiền, rõ ràng là tiêu chuẩn đứa con phá sản. Một đứa con như vậy chỉ cần cho chút tiền là được, nhưng khốn nổi bây giờ hơn phân nửa tài sản vào trong tay Hứa Gia Thịnh, điều này làm bọn họ khó thể tiếp nhận được. Đến lúc này Hứa Gia Phú và Hứa Gia Hưng trước đó có quan hệ không tốt cũng bắt đầu liên thủ đối ngoại, bắt đầu triển khai thế tranh đoạt tài sản với Hứa Gia Thịnh. Tất nhiên Hứa Thanh Sơn cũng biết được tất cả, nhưng lão không thay đổi quyết định của mình. Vài đứa con trai âm thầm tranh cướp tài sản, điều này làm cho Hứa Thanh Sơn tương đối bất mãn. Nhưng sau khi lão tỉnh lại thì biết được hai sự kiện trong miệng Vệ Hiểu Đồng, sau đó lập tức nổi giận. Chuyện thứ nhất chính là Hứa Thanh Sơn biết Vệ Hiểu Đồng đến đón Hạ Thiên đến Hong Kong chữa bệnh và bị theo dõi trên đường, giống như muốn gây bất lợi cho nàng. Điều này làm lão rất tức giận, lão không ngốc, tất nhiên sẽ đơn giản nghĩ ra vấn đề, có người muốn đánh chết đứa cháu nội chưa ra đời của lão. Một sự kiện khác làm cho Hứa Thanh Sơn tức giận ngồi thẳng người lên giường. Đó là con dâu lớn Vương Thục Di lại ngăn cản thần y Hạ Thiên đến chữa bệnh cho mình, điều này không phải muốn lão chết đi sao? Hạ Thiên Sinh vừa ra khỏi cửa đã phát hiện có người muốn bắt thần y chữa tốt bệnh cho mình, vì vậy trực tiếp nói Phương Trung Thiên cút đi. Cha, chỉ huy Phương chỉ là. Khi thấy Phương Trung Thiên không thể xuống đài thì Hứa Gia Phú cuối cùng cũng mở miệng, dù sao người cũng do hắn mời đến, vì vậy hắn phải giảng hòa, tạo nên bậc thang cho Phương Trung Thiên. Câm mồm. Hứa Thanh Sơn tức giận cắt ngang lời Hứa Gia Phú. Nếu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà thì câm mồm. Vẻ mặt Hứa Gia Phú chợt biến đổi, sau đó hắn không nói thêm điều gì. Hắn thấy bây giờ Hứa Thanh Sơn đang nổi giận, nếu tiếp tục cứng mồm thì sợ rằng sẽ chẳng có được một góc tài sản, vì vậy câm miệng là hay hơn. Hứa Lão Tiên Sinh, thật xin lỗi, xem ra đây chỉ là hiểu lầm, tôi sẽ không quấy rầy mọi người nữa. Phương Trung Thiên tuy còn chưa hiểu rõ tình huống nhưng vẫn biết vài vấn đề. Lựa chọn sáng suốt của hắn lúc này là bỏ đi, vì vậy hắn nói lời xin lỗi với Hứa Thanh Sơn rồi đưa thủ hạ bỏ đi. Vợ, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, trước khi đi hắn còn bắt chuyện với Hứa Thanh Sơn. Này, ông lão, chúng ta bây giờ không ai nợ ai, đừng đến tìm tôi rất bận. Chương 1082, gọi điện thoại không dứt. Hạ Thiên không có chút hứng thú nào với Hong Kong,
hắn còn có vài chuyện cần xử lý ở cảng thành, dù sao nơi đó cũng còn vài chuyện mà hắn chưa xử lý tốt. Ví dụ như tên Dịch Chi Ngôn, còn có Y Tiểu Âm không biết đang ở đâu trong cảng thành. Hắn cảm thấy nếu mình tìm được Dịch Chi Ngôn thì sẽ giải quyết ngay, sau đó để Y Tiểu Âm làm vợ mình, coi như tất cả sự việc ở cảng thành đã hoàn thành. Nhưng bây giờ chỉ còn cách ngày Tết không là bao, nếu không xử lý xong tất cả trong vài ngày thì sợ rằng hắn cũng sẽ sớm quay về Giang Hải. Hắn đã đồng ý sẽ ăn Tết với Lãnh Băng Băng, vì vậy hắn phải làm cho bằng được. Còn chuyện ở cảng thành cũng không phải muốn xử lý trong vài ngày là được, sau này còn nhiều thời gian, khi đó xử lý cũng không muộn. Hạ Thiên kéo Ninh Khiết bước đi, Hứa Thanh Sơn vốn nổi giận nhưng phát hiện tình huống như vậy cũng trở nên nôn nóng, lão vội vàng đuổi theo vài bước, sau đó hô lớn. Hạ Thần Y, xin chờ chút, xin chờ chút. Làm gì vậy, bệnh của ông đã khỏi hẳn, bây giờ ông có thể ăn ngủ chạy nhảy, sống thêm 10 năm 8 năm cũng không phải là vấn đề, thậm chí ông muốn tìm gái 20 làm vợ bé cũng ok, tôi chỉ lấy của ông một củ sâm núi mà thôi, chẳng phải tôi thiệt thòi hơn sao. Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói. Hạ Thần Y, ngài nói đúng, ngài đã cứu mạng tôi, còn cho tôi trẻ thêm 10 tuổi, thứ này không phải chỉ là một củ sâm núi hay tiền tài có thể đổi được. Ngài có ơn tái tạo đối với tôi thật sự rất cảm tạ ngài, vì vậy dù thế nào thì ngài cũng phải ở lại đây vài ngày, tôi cũng có cơ hội biểu hiện chút tâm ý. Hứa Thanh Sơn dùng giọng chân thành nói, giọng điệu của hắn cũng cực kỳ khách khí, làm cho đám người ở đây cảm thấy rất thái quá. Dù là Hứa Gia Thịnh cũng cảm thấy khó thể ngờ, trong ấn tượng của hắn, hắn đã từng gặp nhiều người khách khí với cha mình như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy cha khách khí với người như thế bao giờ, dù là gặp mặt các nhân vật đặc thù thì cha cũng căn bản có thể ngang hàng bàn luận. Hứa Gia Thịnh chợt sinh ra cảm giác, cha mình khách khí với Hạ Thiên, sợ rằng không phải chỉ đơn giản là chữa bệnh, có lẽ còn nguyên nhân gì khác. Hứa Gia Thịnh tuy là một công tử ăn chơi từ nhỏ, bình thường không bao giờ làm gì ra hồn nhưng cũng không ngốc. Lúc này coi như hắn thật sự đoán đúng. Hứa Thanh Sơn khách khí với Hạ Thiên như vậy, tuy có nguyên nhân được Hạ Thiên chữa bệnh, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là lão biết thân phận của hắn không tầm thường. Trước đó Mộc Hàm thông qua con đường đặc biệt mà biết Hứa Thanh Sơn có sâm trăm năm trong tay, vì vậy nàng đồng ý để cho Hạ Thiên chữa bệnh cho Hứa Thanh Sơn. Nhưng thực tế nếu Mộc Hàm không dùng quyền lực tạo nên áp lực thì Hứa Thanh Sơn sao có thể sảng khoái giao ra nhân sâm. Phải biết rằng khi đó lão luôn trông cậy vào nhân sâm để kéo dài tuổi thọ đến ngày được tận mắt nhìn thấy đứa cháu nội được sinh ra đời. Hứa Thanh Sơn tuy bây giờ còn chưa rõ thân phận của Hạ Thiên nhưng vẫn có thể xác định là không tầm thường. Bây giờ hắn phát hiện Hạ Thiên còn có y thuật thần kỳ, có thể làm cho lão phản lão hoàn đồng trong thời gian nháy mắt. Điều này càng làm lão ý thức được vấn đề, một người như vậy tuyệt đối không thể đắc tội, cũng chỉ có thể khoản đãi thật tốt mà thôi. Nhưng Hứa Thanh Sơn dù rất khách khí và chân thành nhưng Hạ Thiên lại không có hứng thú ở lại, hắn thuận miệng nói một câu. À, ông không cần cảm tạ tôi làm gì, ông chỉ cần sống thêm vài năm, đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng Hạ Thần Y tôi là được. Hạ Thần Y, dù thế nào thì ngài cũng phải ở lại dùng một bữa cơm rau dưa chứ. Bây giờ đã là giữa trưa, nếu ngài cứ đi như vậy, sự việc truyền ra ngoài, sợ rằng người khác sẽ nói chúng tôi không hiểu đạo đãi khách. Hứa Thanh Sơn tiếp tục cầu khẩn. Thôi khỏi, tôi không thích ăn cơm với những ông lão. Hạ Thiên lười biếng nói. Tuy ông có vẻ không tệ nhưng tôi còn muốn dùng cơm ở cảng thành. Hứa Thanh Sơn chợt ngẩn ngơ, Hạ Thần Y này rõ ràng không dễ tiếp, không nể mặt lão chút nào. Cha, vừa rồi Hạ Thần Y đã xảy ra chút chuyện không thoải mái ở đây, có lẽ không muốn ở lại nhà chúng ta. Con thấy thế này, bố đã hết bệnh, cũng cần phải đi tắm, nghỉ ngơi một chút. Con để em gái ở nhà cùng bố, con và Hiểu Đồng sẽ đi dùng cơm với Hạ Thần Y và Ninh Tiểu Thư. Hứa Gia Thịnh lúc này đón lời nói, hắn đã thấy cha muốn kéo quan hệ với vị Hạ Thần Y này, hắn tin ánh mắt của cha làm như vậy đã chứng tỏ vị Hạ Thần Y này có giá trị kết giao, vì vậy hắn lập tức có ý kiến. Hứa Gia Thịnh không đợi Hứa Thanh Sơn trả lời, hắn quay sang Hạ Thiên. Hạ Thần Y, thức ăn ở Hong Kong cũng không kém cảng thành, bây giờ đã là giữa trưa. Nếu cậu và Ninh Tiểu Thư quay về dùng cơm thì sẽ có hơi muộn. Nếu không thì chúng ta cùng nhau đi dùng cơm, sau đó tôi sẽ cho tài xế đưa mọi người về nhà, cậu thấy thế nào? Đúng vậy, Hạ Thần Y, cậu dùng cơm xong và trở về, sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian, vì sao cậu về cũng phải dùng cơm, chẳng phải sao? Vệ Hiểu Đồng cũng góp lời. Khi thấy Hạ Thiên còn muốn từ chối thì Ninh Khiết ở bên cạnh đã không nhịn được mà khuyên một câu. Chồng! Trước tiên ở lại dùng một bữa cơm,
chúng ta còn chưa ăn sáng, thật ra tôi có chút đói bụng. Như vậy cũng được, ở lại dùng cơm cũng được. Nghe Ninh Khiết nói như vậy thì Hạ Thiên lập tức đồng ý, tuy hắn không thích nơi này nhưng cũng không nên để cho vợ mình đói bụng, nói thật bây giờ hắn cũng có hơi đói. Cảm ơn Hạ Thần Y nể mặt. Hứa Gia Thịnh vội vàng nói, sau đó hắn quay đầu nhìn Hứa Thanh Sơn. Cha, con và Hiểu Đồng cùng Hạ Thần Y đi dùng cơm. Được, các con nhất định phải khoản đãi Hạ Thần Y. Hứa Thanh Sơn khẽ gật đầu, lão càng thêm thỏa mãn với những biểu hiện của Hứa Gia Thịnh. Hứa Thanh Sơn hơi dừng lại rồi dặn dò thêm một câu. Hiểu Đồng, con phải cẩn thận một chút, đừng ăn bậy bạ, cũng đừng để người ta đụng phải. Bố, cứ yên tâm, con sẽ chiêu đãi tốt Hạ Thần Y và Ninh Tiểu Thư, con sẽ chăm sóc Hiểu Đồng thật kỹ. Hứa Gia Thịnh vội vàng nói. Hứa Thanh Sơn khẽ gật đầu. Vậy thì được, các con đi thôi, bố lên lầu nghỉ ngơi trước. Hạ Thần Y, Ninh Tiểu Thư, mời. Hứa Gia Thịnh mở cửa phòng, hắn cung kính mời Hạ Thiên và Ninh Khiết ra ngoài. Hứa Thanh Sơn thì quay lên lầu, thậm chí không nói lời nào với Hứa Gia Phú và Hứa Gia Hưng. Hứa Gia Phú và Hứa Gia Hưng nhìn Hứa Gia Thịnh và đám người Hạ Thiên ra khỏi cửa, lại nhìn Hứa Thanh Sơn đi lên lầu mà vẻ mặt có chút âm trầm, bọn họ đã có dự cảm không tốt, nếu tình hình cứ tiến triển như vậy, sợ rằng phần tài sản mà bọn họ được nhận sẽ càng ngày càng ít. Một quán ăn cao cấp ở Hong Kong. Trong phòng VIP là hai nam hai nữ, là Hạ Thiên, Ninh Khiết, Hứa Gia Thịnh và Vệ Hiểu Đồng. Tuy Hứa Gia Thịnh nói đây là một trong những quán ăn xa hoa nhất ở Hong Kong nhưng Hạ Thiên căn bản không thể nhớ rõ tên, cũng không có hứng thú để nhớ. Dù sao hắn cũng cảm thấy mình ăn xong bữa cơm này sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa. Hứa Gia Thịnh không phải là lần đầu tiên dùng cơm ở đây, vì vậy cũng không cần đặc biệt gọi món, chỉ nói nhân viên phục vụ đưa lên những món ăn đắt giá nhất. Sau khi nhân viên phục vụ đi ra thì hắn quay sang nói vài câu với Hạ Thiên, nhưng hắn lại phát hiện ra một vấn đề, Hạ Thiên đang gọi điện thoại. Khả khả, em đang ở đâu? À, còn ở Giang Hải sao? Anh cũng sắp về Giang Hải. Lần này Hạ Thiên gọi đến cho An Khả Khả. Hứa Gia Thịnh ở bên cạnh không biết nói gì, người này đúng là châu chó, trên đường đến Hong Kong đã chứng tỏ khả năng dẫm nhiều thuyền, nhưng hắn không ngờ Hạ Thiên không chỉ là như vậy, lúc này vẫn còn có thể tiếp tục điện thoại cho đám phụ nữ khác. Sau khi điện thoại cho An Khả Khả thì Hạ Thiên lại gọi đến cho Tiểu Yêu Tinh, nhưng lần này vừa nối máy thì bên kia vang lên một tiếng thét lớn. Á, quỷ, quỷ. Này, em nói gì vậy? Em mới là quỷ. Hạ Thiên tức giận nói, vợ Tiểu Yêu Tinh này đúng là, thật sự muốn ăn đòn. À, chồng, là anh sao? Em còn tưởng rằng mình nằm mơ. Giọng điệu ngượng ngùng của Tiểu Yêu Tinh vang lên. Ủa, chồng, sao anh lại ở Hong Kong? Tiểu Yêu Tinh không hổ là Tiểu Yêu Tinh, chỉ sau phút chốc đã phát hiện ra vị trí của Hạ Thiên. Anh đến Hong Kong chữa bệnh cho người ta, nhưng ngay sau đây anh sẽ quay về Cảng Thành. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hắn cũng không sợ bên cạnh có người, hắn tiếp tục hỏi. Đúng rồi, em đã tìm ra tin tức mới về tên Dịch Chi Ngôn ngu ngốc kia chưa? Anh còn chưa tìm được hắn. Chồng, em cũng chưa tìm được hắn, nhưng em biết tên kia gần đây đắc tội nhiều đại nhân vật, vì vậy chồng đừng vội, tên kia sắp bị móc lên rồi. Tiểu Yêu Tinh lầm bầm nói. Đúng rồi, chồng, em cảm thấy Dịch Chi Ngôn chỉ là tên giả, em đã tìm qua bản danh sách tên người nhiều lần, không tìm ra một người như vậy. Tên ngốc kia đắc tội với đại nhân vật, đó không phải là anh sao? Hạ Thiên thuận miệng nói. Không cần quan tâm đó là tên giả hay thật, đến khi anh túm được hắn, sẽ cho tất cả biến mất. À, chồng, tuy anh cũng là đại nhân vật nhưng người em nói đến không phải là anh. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói. Anh biết Y Tiểu Âm không? Bây giờ cô ấy đang chiếm đoạt bệnh viện của Dịch Chi Ngôn, em thấy không bao lâu nữa thì Dịch Chi Ngôn sẽ xong hàng. Ủa? Vợ Tiểu Yêu Tinh, em nói vợ Y Y đang đối phó với Dịch Chi Ngôn sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, hắn thật sự không biết về điều này. Y Tiểu Âm, không phải là vợ Y Y. Á! Tiểu Yêu Tinh chợt hét lên. Chồng chồng, anh không phải cướp Y Tiểu Âm làm vợ rồi đấy chứ? Em lại thét lên làm gì vậy? Hạ Thiên có chút mất hứng. Chị ấy vốn và vợ anh, có gì mà kỳ quái, chị ấy xinh đẹp như vậy, tất nhiên chỉ có thể làm vợ anh mà thôi. Chương 1083, Phu nhân ngoại giao. Điều này, chồng, em chỉ quá sùng bái anh mà thôi. Tiểu Yêu Tinh ở đầu dây bên kia trầm mặc 10 giây, sau đó nàng mới nói ra một câu như vậy.
Em cúp điện thoại trước, em buồn ngủ lắm rồi. Tiểu yêu tinh nói xong thì cúp điện thoại, Hạ Thiên dù có chút bất mãn nhưng nể mặt vợ tiểu yêu tinh vừa mới nói sùng bái mình, hắn quyết định không so đo. Tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất vẫn chính là Hạ Thiên chuẩn bị gọi điện thoại cho vợ đại yêu tinh, vì vậy hắn lập tức bấm số của Triệu Vũ Cơ. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Trong điện thoại vang lên một âm thanh ngọt ngào làm cho Hạ Thiên buồn bực, vợ đại yêu tinh này sao lại tắt máy đi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nhớ mình còn chưa điện thoại cho Mị Nhi, vì vậy hắn điện thoại đến cho Mị Nhi. Mị Nhi nhanh chóng nhận điện thoại, nhưng nàng lại nói một câu làm hắn buồn bực, chỉ nghe Mị Nhi nhanh chóng nói. Tôi biết cậu còn sống, cũng biết cậu đang rảnh rỗi, bây giờ tôi đang rất bận, không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu, tôi cúp máy đây. Giọng điệu của Mị Nhi rất dễ nghe nhưng cũng rất lạnh lùng, hơn nữa nàng nói mà thực hiện ngay, không cho Hạ Thiên cơ hội nói chuyện, nàng cúp điện thoại ngay. Hạ Thiên cảm thấy rất bức bối, hắn lại điện thoại đến, lần này Mị Nhi không bắt máy. Một lát sau Hạ Thiên cũng không tiếp điện thoại cho Mị Nhi, nhưng hắn bức bối lẩm bẩm. Những cô vợ ở thủ đô này càng ngày càng không nghe lời, xem ra sau này về thủ đô cần phải trừng phạt mới được, nếu không các nàng ta sẽ không thèm quan tâm đến một người chồng như mình. Hạ Thiên dù lẩm bẩm nhưng âm thanh cũng không tính là nhỏ, vì vậy mà Hứa Gia Thịnh và Vệ Hiểu Đồng đều nghe thấy rõ ràng. Hai người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, Hạ Thần Y này thật sự quá hùng mạnh, chỉ cần nghe lời nói của hắn thì ít nhất cũng có hai bà vợ ở thủ đô. Vô tình Hứa Gia Thịnh thậm chí sinh ra xúc động muốn hỏi xem Hạ Thiên có bao nhiêu vợ, tất nhiên thật ra hắn cũng rất muốn biết những cô vợ kia của đối phương có đẹp hay không. Nếu những bà vợ khác của người này cũng xinh đẹp như Ninh Khiết, như vậy rõ ràng tên này là kẻ trời đánh. Hứa Gia Thịnh thầm nghĩ. Bàn ăn khá lớn. Vệ Hiểu Đồng và Ninh Khiết ngồi khá gần nhau, Hạ Thiên và Ninh Khiết ngồi có hơi cách xa, tất nhiên Hứa Gia Thịnh cũng ngồi xa Vệ Hiểu Đồng nhưng lại gần Hạ Thiên. Vừa rồi khi ở trong Hứa Gia thì Hứa Gia Thịnh phát hiện Hạ Thiên rất quan tâm đến Ninh Khiết, chỉ cần Ninh Khiết nói một câu đói bụng thì Hạ Thiên quyết định đi dùng cơm. Vì vậy trước đó Hứa Gia Thịnh đã lén nói với Vệ Hiểu Đồng, để nàng tìm cơ hội tâm sự với Ninh Khiết, như vậy gọi là phu nhân ngoại giao, chính hắn chỉ cần nói vài câu chuyện phiếm với Hạ Thiên. Vì vậy mới phải sắp xếp cách ngồi như vậy. Nhưng Hứa Gia Thịnh phát hiện Hạ Thiên không muốn nói chuyện với mình, vì vậy hắn cũng rất sáng suốt là không đáp lời, ngược lại Vệ Hiểu Đồng và Ninh Khiết bắt đầu hàn huyên. Ninh tiểu thư, chị cũng là người thủ đô sao? Vệ Hiểu Đồng khẽ hỏi. Không phải, tôi chỉ học đại học ở thủ đô và công tác vài tháng mà thôi. Ninh Khiết dù biết Vệ Hiểu Đồng đang lôi kéo làm quen nhưng cũng sẽ mở lời tâm sự. Chị và Hạ Thần Y quen biết nhau đã lâu chưa? Vệ Hiểu Đồng lại hỏi. Ninh Khiết lắc đầu, nàng cười nhạt một tiếng. Không tính là quá lâu, cũng chỉ là vài tháng mà thôi. Hạ Thiên nghe Vệ Hiểu Đồng hỏi chuyện của mình thì không khỏi liếc mắt nhìn, nhưng hắn cũng không xen vào câu chuyện giữa hai nàng, hắn suy nghĩ rồi gọi một cuộc điện thoại, gọi cho Tống Ngọc Mị. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu, cuối cùng bên kia cũng nhận điện thoại, sau đó là một âm thanh mà Hạ Thiên vẫn khá quen thuộc. Alo, vợ Mị Mị, là tôi đây. Hạ Thiên cười hì hì nói. Chị nhớ tôi không? Hứa Gia Thịnh ở bên cạnh nghe nói như vậy thì thiếu chút nữa muốn nện ly rượu lên đầu Hạ Thiên, đúng là không có thiên lý, người này còn một cô vợ nữa, điều này. Rõ ràng là mười mấy vợ. Vệ Hiểu Đồng cuối cùng cũng không nhịn được, nàng khẽ hỏi. Ninh tiểu thư, chị biết Hạ Thần Y đang điện thoại cho ai sao? Thật ra Vệ Hiểu Đồng hỏi như vậy cũng không thích hợp, nhưng nàng thật sự không nhịn được, điều này thật sự không có đạo lý, sao Ninh tiểu thư này lại không có phản ứng gì thế này? Vệ tiểu thư, tôi hiểu ý chị, cũng cảm tạ chị đã quan tâm, nhưng chồng không bao giờ gạt tôi, vì vậy tôi cũng không quan tâm cậu ấy điện thoại cho ai. Ninh Khiết thản nhiên nói, nàng nói không quan tâm nhưng trong lòng cũng thầm mắng Hạ Thiên, chồng thật là, không thể giảm bớt những tình huống anh em với các bà vợ khác trước mặt người ngoài sao? Nếu như vậy mà người ngoài không cảm thấy quái dị mới là lạ. À, xấu hổ quá, tôi thật sự chỉ có chút hiếu kỳ, không có ý gì khác. Vệ Hiểu Đồng nở nụ cười xấu hổ, sau đó nàng tranh thủ thời gian di chuyển chủ đề. Ninh tiểu thư, xin mạo muội hỏi một câu, chị làm công tác gì vậy? Trước kia tôi làm thiết kế thời trang, nhưng gần đây xem như bỏ việc, trước mắt còn chưa tìm được công tác. Ninh Khiết cũng không che giấu. À. Thì ra Ninh tiểu thư là nhà thiết kế. Vệ Hiểu Đồng lập tức có chút hưng phấn, nàng có dáng người mẫu và tất nhiên cũng có hứng thú với trang phục,
lần này xem như hai nàng có chung một chủ đề. Kết quả là Vệ Hiểu Đồng và Ninh Khiết trò chuyện về trang phục, cũng chậm rãi nói về vài vấn đề khác. Mà Vệ Hiểu Đồng thì rất thức thời, không hỏi về chuyện của Hạ Thiên, cũng không hỏi quan hệ cụ thể giữa Hạ Thiên và Ninh Khiết, vì vậy hai người trò chuyện có vẻ rất hợp gu. Ninh Khiết và Vệ Hiểu Đồng ở bên kia buôn chuyện, Hạ Thiên ở bên này cũng buôn chuyện, nhưng đối tượng của hắn lại là Tống Ngọc Mị. Nghe được âm thanh của Hạ Thiên thì Tống Ngọc Mị thật sự có chút kinh ngạc, với thính lực siêu cường của Hạ Thiên cũng có thể nghe thấy chống ngực của nàng nhanh hơn một chút. Nhưng ngay sau đó nhịp tim của nàng đã trở lại như thường, lúc này hắn cũng được nghe giọng nói êm ái của Tống Ngọc Mị. Cậu có khỏe không? Tất nhiên tôi rất khỏe, nhưng nếu vợ Mị Mị đến tìm thì tôi sẽ còn khỏe hơn. Hạ Thiên cười hì hì nói. Cậu thật sự muốn tôi đến tìm sao? Tống Ngọc Mị khẽ nói. Tất nhiên là thật, tôi chưa bao giờ lừa vợ. Hạ Thiên trả lời không chút do dự. Được rồi, tôi đi tìm cậu. Tống Ngọc Mị trả lời. Cậu ở đâu? Vợ Mị Mị, chị thật sự muốn đến tìm tôi sao? Hạ Thiên ngây người, hắn thật sự có chút bất ngờ, hắn chỉ nói mà thôi, không nghĩ rằng Tống Ngọc Mị sẽ thật sự đến tìm. Tất nhiên là thật, tôi cũng không muốn gạt cậu. Giọng điệu của Tống Ngọc Mị có chút dịu dàng, nhưng ngay sau đó lại không vui hỏi. Sao vậy, có phải cậu không muốn tôi đến tìm? Vợ Mị Mị muốn đến tìm, tất nhiên tôi sẽ rất vui, nhưng bây giờ tôi còn ở Hong Kong, lát nữa dùng cơm xong sẽ quay về Cảng Thành, trước Tết lại phải quay về Giang Hải. Nếu hôm nay vợ Mị Mị muốn đến thì nên sang Cảng Thành, đến nơi thì điện thoại cho tôi. Hạ Thiên nhanh chóng nói, vợ Mị Mị muốn đưa đến cửa, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đến rất nhanh, nhanh nhất là hôm nay và muộn nhất là ngày mai tôi sẽ đến Cảng Thành, đến nơi tôi sẽ điện thoại cho cậu. Tống Ngọc Mị đồng ý, rõ ràng nàng cũng không nói giỡn mà thật sự muốn tìm Hạ Thiên. Tống Ngọc Mị dừng lại một chút rồi nói thêm. Tôi còn phải để người khác sắp xếp, trước tiên cứ như vậy, tôi cúp điện thoại, đợi sau khi gặp mặt sẽ trò chuyện sau. Được rồi, vợ Mị Mị, khi đó gặp lại. Hạ Thiên đồng ý. Tống Ngọc Mị không nói gì nữa, nàng cúp điện thoại. Khi thấy Hạ Thiên thu điện thoại thì Hứa Gia Thịnh cũng vội vàng mở miệng. Hạ Thần Y, Ninh Tiểu Thư, thức ăn đã được đưa lên, chúng ta vừa ăn vừa nói. Hạ Thần Y, tôi mời cậu một ly. Hứa Gia Thịnh nâng ly lên muốn mời rượu Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên lại khoát tay. Hôm nay tôi không uống rượu. Hạ Thiên cũng không quan tâm Hứa Gia Thịnh đang nâng ly rượu lên, hắn trực tiếp cầm đũa ăn cơm, hắn muốn đánh nhanh rút gọn. Hứa Gia Thịnh có chút bất đắc dĩ, đành phải không nói gì. Một lúc sau hắn thật sự buồn bực, vì hắn thấy Hạ Thiên ăn như sói như hổ, tuy có vẻ không có phong độ nhưng Hứa Gia Thịnh thấy ít ra đối phương cũng hài lòng vì các món ăn, hôm nay coi như hắn đã chiêu đãi tốt. Điều càng làm cho Hứa Gia Thịnh cảm thấy an ủi chính là mình không thu được tin tức gì nhưng vợ lại rất có thu hoạch, Vệ Hiểu Đồng và Ninh Khiết nói chuyện rất rôm rả, còn thành công trao đổi phương thức liên lạc với Ninh Khiết, phu nhân ngoại giao rõ ràng lấy được thành công lớn. Nửa giờ sau khi đám người Hạ Thiên ra khỏi quán ăn thì đám nhân viên phục vụ tiến vào thu dọn cảm thấy sợ hãi và liên tục than vãn, bọn họ làm nhân viên phục vụ ở đây được vài năm, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy những kẻ có tiền đến ăn sạch sẽ như vậy, xem ra đây là hàng kiếm. Tam thiếu gia, trước tiên chúng tôi đưa anh về nhà hay là... Lúc này Hứa Cương mở miệng, hắn và Hứa Cường luôn chờ bên ngoài. Anh Cương, không được. Hứa Gia Thịnh cắt đứt lời Hứa Cương. Tất nhiên là đưa Hạ Thần Y và Ninh Tiểu Thư về trước. Hứa Gia Thịnh dừng lại một chút rồi bổ sung. Tôi và Hiểu Đồng sẽ cùng lên xe đưa Hạ Thần Y và Ninh Tiểu Thư về Cảng Thành, sau đó mọi người cùng về. Vâng, Tam Thiếu Gia. Hứa Cương khẽ gật đầu, sau đó hắn mở cửa xe. Tam Thiếu Gia, mời lên xe. Hạ Thần Y, Ninh Tiểu Thư, mời lên xe. Hứa Gia Thịnh mở cửa xe rồi nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên chuẩn bị lên xe. Hắn đột nhiên cảm nhận được một điều gì đó, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó là một người đàn ông mặc áo khoác thùng thình và đeo kính râm. Khoảnh khắc khi Hạ Thiên quay sang nhìn thì tên đàn ông kia rút súng trong ngực ra nhắm về phía bên này và bóp cò. Đùng! Tiếng súng vang lên, những tiếng thét cũng vang lên. Chương 1084, hung danh bên ngoài. Này, có kẻ muốn giết người, mau tránh ra! Khoảnh khắc khi tiếng súng vang lên thì Hạ Thiên lập tức nói một câu với Vệ Hiểu Đồng, với năng lực của hắn thì chỉ cần nháy mắt cũng đoán được đối tượng mà đối phương muốn sát hại chính là Vệ Hiểu Đồng.
nhưng dù Hạ Thiên biết đối phương muốn sát hại Vệ Hiểu Đồng nhưng hắn cũng không ra tay cứu giúp, hắn thấy Vệ Hiểu Đồng có chết hay sống cũng không liên quan đến mình, hắn chỉ nhắc nhở một câu xem như tốt lắm rồi. Tam thiếu gia chú ý. Hứa Cương và Hứa Cường hầu như có phản ứng đồng thời, Hứa Cương hô lên một tiếng rồi phóng về phía Hứa Gia Thịnh, mà Hứa Cường thì phóng về phía Vệ Hiểu Đồng. Bọn họ là lái xe kiêm vệ sĩ, vào đúng thời điểm quan trọng thì trực tiếp dùng cơ thể làm lá chắn. Đáng tiếc là muốn làm lá chắn cũng khó thể được, dù anh tình nguyện chết thì chưa chắc người ta đã cho cơ hội. Vì vậy tình huống của Hứa Cường lúc này là như thế, hắn muốn đỡ đạn thay cho Vệ Hiểu Đồng, nhưng vấn đề là tốc độ của viên đạn quá nhanh, hắn còn chưa kịp đứng chắn thì viên đạn đã phóng về phía ngực Vệ Hiểu Đồng. Vệ Hiểu Đồng đứng yên không nhúc nhích, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, một dạng choáng váng kinh hoàng. Rõ ràng một câu nhắc nhở của Hạ Thiên cũng không đưa ra hiệu quả gì quá lớn. Không. Hứa Gia Thịnh gào lên một tiếng đau đớn, có thể nói là cực kỳ đau đớn, không có chút dấu hiệu giả vờ. Phải biết rằng bây giờ Vệ Hiểu Đồng cực kỳ quan trọng đối với hắn, nàng không phải chỉ là vợ hắn, mà đứa con trong bụng vợ hắn cũng có giá trị hơn vài tỷ đô la Hong Kong. Dù Hứa Thanh Sơn không nằm trong hàng ngũ 10 đại phú hào Hong Kong nhưng cũng có gần chục tỷ đô la Hong Kong. Nói cách khác thì đứa con trong bụng Vệ Hiểu Đồng cũng có 5 tỷ đô la Hong Kong. Nhưng đứa bé này mới được mang thai 5 tháng, bây giờ mà Vệ Hiểu Đồng bị bắn, sợ rằng 8 phần đứa bé sẽ xong đời, đối với Hứa Gia Thịnh thì coi như mất tong 5 tỷ. Không thể nghi ngờ nếu viên đạn thật sự găm vào ngực Vệ Hiểu Đồng, như vậy viên đạn này còn có giá trị hơn cả đạn kim cương, vì nó là một viên đạn có giá 5 tỷ đô la Hong Kong. Nhưng cá chép vượt Long Môn chưa chắc đã thành công. Viên đạn bình thường muốn thành đạn kim cương thì cũng không dễ dàng như vậy. Khoảnh khắc khi viên đạn muốn tiếp xúc thân mật với lớp da trắng nõn của Vệ Hiểu Đồng và tiến cấp lên đạn kim cương thì một bàn tay trắng nõn vung ra chụp lấy cánh tay Vệ Hiểu Đồng, vào khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông đó Vệ Hiểu Đồng cảm thấy một lực lượng khủng bố kéo mình xịch ra. Cơn đau đớn như dự đoán không đến, Vệ Hiểu Đồng chợt có phản ứng và cúi xuống nhìn ngực mình, cũng không thấy có vết máu. Sau đó nàng không tự chủ được phải nhìn người ngay bên cạnh. Cuối cùng nàng cũng hiểu người cứu mạng mình không phải ai khác mà chính là Ninh Khiết vừa quen biết không lâu. Ninh Khiết, cảm ơn. Vệ Hiểu Đồng còn chưa hết kinh hồn vẫn không quên cảm tạ Ninh Khiết, nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì phát hiện Ninh Khiết biết mất. Á! Một tiếng rên truyền vào trong tay Vệ Hiểu Đồng, nàng vô thức nhìn lại và ngẩn ngơ, điều này. Ninh Khiết đến đâu rồi? Lúc này Ninh Khiết đã xuất hiện ngay trước mặt tên sát nhân, súng trên tay tên kia đã rơi xuống đất. Cơ thể cũng ngã xuống ngay sau đó, rõ ràng đó là tác phẩm của nàng. Hiểu Đồng, mau lên xe. Hứa Gia Thịnh lúc này đã kịp phản ứng, hắn vội vàng nói. Vệ tiểu thư, mau lên xe, sợ rằng còn sát thủ ẩn núp đâu đó. Hứa Cương cũng vội vàng nói. Khi thấy đám người Hứa Gia Thịnh tỏ ra kinh hoàng thì Hạ Thiên có chút mất vui. Lo cái gì, tên sát thủ đã bị vợ tôi bắt được rồi. Gia Thịnh, em không sao. Ninh Khiết đã cứu em. Vệ Hiểu Đồng bình tĩnh trở lại. Nếu Hạ Thần Y đã nói không còn sát thủ, như vậy cũng đừng nên lo lắng. Vệ Hiểu Đồng tuy có xuất thân là người mẫu nhưng rất thông minh, Hứa Gia Thịnh đã từng có không ít phụ nữ, nhưng bạn gái chính thức chỉ có một mình Vệ Hiểu Đồng. Điều này cũng không phải nàng là người xinh đẹp nhất, chẳng qua nàng rất có đầu óc, không phải bình hoa thuần túy. Vệ Hiểu Đồng liên tưởng đến những gì đã xảy ra từ sau khi gặp mặt Hạ Thiên và Ninh Khiết và những gì phát sinh bây giờ, nàng nhanh chóng đoán được vị Hạ Thần Y này tuyệt đối không chỉ có y thuật cao siêu mà thôi. Thật ra buổi sáng Hạ Thiên lấy của nàng một quả mơ, hắn ném ra và chiếc xe theo dõi phía sau đã không tiếp tục bám theo, điều này làm cho Vệ Hiểu Đồng sinh ra hoài nghi. Đồng thời vừa rồi Hạ Thiên đã phát hiện có người muốn ám sát nàng, điều này càng làm nàng cảm thấy không tầm thường. Lúc này Ninh Khiết không những cứu nàng một mạng mà còn ra tay đánh ngã tên sát thủ. Điều này càng làm cho Vệ Hiểu Đồng xác định một điều, Hạ Thiên không chỉ là thần y, Ninh Khiết không chỉ là một nhà thiết kế thời trang, bọn họ còn có năng lực cực kỳ không tầm thường. Cũng vì như vậy mà dù Vệ Hiểu Đồng có chút lo lắng nhưng quyết định không vào xe, nàng cảm thấy như vậy sẽ làm cho Ninh Khiết và Hạ Thiên mất hứng, dù sao người ta cũng cứu mạng nàng, mà nàng lại trốn đi, không quan tâm đến người ta. Như vậy hình như không được tốt lắm. Mặt khác Vệ Hiểu Đồng cũng ý thức được bây giờ có vấn đề rất lớn về an toàn, vệ sĩ của Hứa Gia giống như không đủ đảm bảo sự an toàn của mình. Bây giờ nàng có thể cần sự trợ giúp của người khác, nàng thấy nếu Hạ Thiên và Ninh Khiết đồng ý giúp đỡ thì hệ số an toàn của nàng sẽ được đề cao rất lớn, chỉ cần nhìn tình cảnh vừa rồi thì có thể thấy năng lực của bọn họ là thế nào.
Bóng người lóe lên, Ninh Khiết cũng đã trở về, một tay xách theo tên sát thủ, một tay cầm súng ngắn. Ai thuê ngươi? Ninh Khiết ném tên sát thủ xuống đất rồi dùng giọng lạnh lùng hỏi. Thật ra Ninh Khiết cũng không phải thích xen vào việc của người khác, nhưng nàng và Vệ Hiểu Đồng xem như cũng có chút quen thuộc, quan trọng là nàng cảm thấy ra tay sát hại một phụ nữ có thai là khó thể chấp nhận được. Tên sát thủ đã đánh rơi kính râm xuống đất, gương mặt có chút anh tuấn. Hắn có vẻ không lớn tuổi, chưa đến 30, nhưng lúc này gương mặt anh tuấn vì đau đớn mà có chút vặn vẹo. Ninh Khiết ra tay rất nặng, nàng trực tiếp đánh gãy tay phải của đối phương, hơn nữa còn đá gãy chân của tên sát thủ. Nói cách khác thì tên sát thủ đã trở thành một nửa phế nhân. Tên sát thủ nhìn Ninh Khiết, trong ánh mắt là cái nhìn cừu hận, còn có chút kinh hoàng, rõ ràng hắn không hiểu vì sao người phụ nữ kia lại hùng mạnh thái quá như thế. Nhưng một giây sau ánh mắt hắn chuyển lên người Hạ Thiên, hắn vừa nhìn thì vẻ mặt chợt biến đổi lớn, trong mắt chỉ có kinh hoàng. Ngươi là Hạ Thiên. Giọng điệu của tên sát thủ không khỏi có chút run rẩy. Trong mắt tên sát thủ bùng lên sự sợ hãi. Điều này làm cho Hứa Gia Thịnh và Vệ Hiểu Đồng chợt sững sốt, loại sát thủ giết người không chớp mắt này sẽ sợ Hạ Thiên sao? Ninh Khiết không biết nói gì hơn, chồng mình xem ra thật sự có hung danh, bây giờ sát thủ gặp mặt cũng phải sợ hãi, tên sát thủ này không phải người của ám ảnh đoàn đấy chứ? Nếu thật sự là như vậy thì không phải người một nhà sao? Đúng vậy, anh là Hạ Thiên, chú là ai? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên sát thủ. Chú đừng nói mình là người ám ảnh đoàn đấy nhé. Tôi là... Tên sát thủ có chút do dự. Này, chú cũng đừng nghĩ muốn gạt anh, nếu không anh sẽ xử lý chú. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên sát thủ. Hạ Thiên, tôi thật sự không phải là người ám ảnh đoàn, tôi chỉ lấy tiền làm việc. Trước đó tôi không biết mục tiêu có liên quan đến anh, nếu biết thì tôi sẽ không thực hiện nhiệm vụ này. Tên sát thủ cố nén đau, cuối cùng còn khó khăn nói một câu. Xin tha tôi một mạng. Hứa Cương và Hứa Cường đều có cảm giác tan vỡ, điều này. Tên sát thủ bị dọa thành như vậy sao? Còn đứng đó cầu xin tha thứ. Hạ thần y, không thể tha hắn. Hứa Gia Thịnh vội nói. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Hứa Gia Thịnh. Muốn tha hay không là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh? Hứa Gia Thịnh tuy có chút buồn bực nhưng cũng không dám nói thêm điều gì. Hắn cũng không phải kẻ ngu, đến lúc này tất nhiên biết Hạ Thiên căn bản không dễ chọc vào. Người này không những có y thuật siêu quần, còn có cả một bà vợ có công phu đặc biệt, mà ngay cả sát thủ cũng bị hù dọa phải cầu xin tha thứ. Loại người này rõ ràng không nên động vào, nếu không sợ rằng chết cũng không biết nguyên nhân. Chú ra tay với phụ nữ có thai, rõ ràng không có tính người, bây giờ còn muốn anh tha mạng cho sao? Ninh Khiết hừ lạnh một tiếng. Chú muốn làm sát thủ cũng không sao. Nhưng làm sát thủ cũng phải có nguyên tắc chứ. Dám giết hại của phụ nữ có thai, loại người như chú sống còn ý nghĩa gì sao? Tôi thật sự không biết cô ấy có mang, trước đó tôi đã xem qua ảnh, cũng không biết cô ấy có mang. Tôi cũng vừa nhận được tin cô ấy xuất hiện ở đây, vì thế chờ ở đây để ra tay, trước khi nổ súng tôi cũng không chú ý. Tên sát thủ cố gắng giải thích, lúc này vì bảo vệ tính mạng mà hắn chờ mong Ninh Khiết sẽ tin. À, nhìn bộ dạng của chú. Hình như cũng không nói dối, anh tin chú một lần vậy. Hạ Thiên lại nói một câu. Tên sát thủ nghe nói như vậy thì chợt vui vẻ, hắn cho rằng Hạ Thiên sẽ thả người, nhưng Hạ Thiên lại bồi thêm một câu. Nhưng chú có giết phụ nữ mang thai hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh, bây giờ vợ anh rất mất vui, vì thế anh thấy nên xử lý chú. Dù sao chú sống hay chết cũng vậy, không liên quan gì đến anh, nhưng làm vợ anh mất hứng, anh sẽ cho chú biết tay. Tên sát thủ vừa vui vẻ được 10 giây thì sinh ra cảm giác từ thiên đàng xuống địa ngục, hắn biết nếu Hạ Thiên muốn mình chết thì sẽ chắc chắn xong đời. Dù hắn là sát thủ thì cũng không muốn chết, hắn còn trẻ, còn chưa hưởng thụ đủ. Tôi biết một tin tức, chỉ cần không giết tôi sẽ nói ra. Tên sát thủ chợt nghĩ đến một sự kiện, hắn bổ sung thêm. Một tin tức rất quan trọng với anh. Chương 1085, tin tức về dịch chi ngôn. Tin tức gì? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Anh cần phải đồng ý đừng giết tôi mới có thể nói cho anh biết. Tên sát thủ không chịu nói ra ngay, hắn còn muốn đàm phán điều kiện với Hạ Thiên. Thằng ngu, chú muốn cò kè mặc cả với anh sao? Hạ Thiên tức giận nói. Nếu tin tức của chú quan trọng với anh sẽ tha cho chú một mạng, nếu vô dụng thì anh sẽ xử lý chú, mà nếu chú không chịu nói thì anh sẽ có biện pháp cho chú phải mở miệng.
vì vậy chú suy nghĩ lại đi, bây giờ chú nên thành thật nói cho anh biết hay muốn anh bức cung? Đừng nói anh không cảnh cáo chú, sau khi anh bức cung, anh sẽ xử lý chú. Hứa Gia Thịnh lúc này rất bội phục Hạ Thiên, người này đứng trước mặt nhiều người mà mở miệng là muốn xử lý tên sát thủ, còn nói sẽ bức cung. Phải biết rằng nơi đây ở bên ngoài, người tương đối nhiều, hơn nữa vừa rồi tiếng súng cũng làm nhiều người chú ý, tuy lúc đầu mọi người rất kinh hoàng, nhưng bây giờ bọn họ thấy sát thủ đã bị bắt, tất nhiên sẽ có nhiều người vây xem. Hạ Thần Y, nếu không thì đưa hắn lên xe trước, sẽ hỏi cung sau. Vệ Hiểu Đồng đề nghị, chiếc Lincoln có không gian rất lớn, thẩm vấn trên xe không thành vấn đề, như vậy cũng tránh đám người vây quanh xem xét. Không cần đâu, thế này là được. Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm, hắn chừng mắt nhìn tên sát thủ. Này, chú có phải muốn nếm thử chút cảm giác sống chẳng bằng chết không? Đừng, tôi nói. Tên sát thủ lập tức thỏa hiệp. Tôi không phải người ám ảnh đoàn, nhưng tôi đến từ liên minh sát thủ, tôi biết liên minh chúng tôi tiếp nhận vài nhiệm vụ ám sát anh. Lúc này Hứa Cương và Hứa Cường không khỏi dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Thiên, Hạ Thần Y này rốt cuộc là thần thánh phương nào, chỉ cần tùy tiện nói vài câu cũng làm cho tên sát thủ phải khai nhận, điều này cũng quá lợi hại rồi. Tin tức này vô dụng, người muốn giết anh là rất nhiều, anh đã sớm biết rồi. Hạ Thiên lười biếng nói. Xem ra anh phải xử lý chú rồi. Chờ chút, tôi còn chưa nói xong. Tên sát thủ cũng trở nên nôn nóng. Vậy nói mau, tính kiên nhẫn của tôi cũng chỉ có hạn mà thôi. Hạ Thiên tức giận nói. Tôi biết rõ thân phận một cố chủ trong số đó. Tên sát thủ vội vàng nói. Dù phần lớn các nhiệm vụ không thể biết cố chủ là ai, nhưng có một cố chủ thường hợp tác với liên minh sát thủ, vì thế tôi biết một số chuyện về hắn. À, tin tức này có vẻ rất đáng chú ý, vậy chú nói thằng ngu muốn giết anh là ai? Hạ Thiên có chút hứng thú. Tôi chỉ biết hắn được gọi là Dịch Tiên Sinh, hơn nữa ám sát Vệ Hiểu Đồng cũng là ủy thác của Dịch Tiên Sinh. Tên sát thủ vội vàng nói. Vị tiên sinh này thường xuyên nhờ liên minh sát thủ chúng tôi ra tay, vì vậy mỗi lần có nhiệm vụ của Dịch Tiên Sinh, chúng tôi đều cố gắng đi làm tận tình. Dịch Tiên Sinh. Hạ Thiên sững sờ. Chẳng lẽ là tên ngu ngốc Dịch Chi Ngôn? Tôi chỉ biết hắn tên là Dịch Tiên Sinh, tôi cũng không biết rõ tình huống của hắn ta. Theo tôi được biết thì Dịch Tiên Sinh kia rất thần bí, vì vậy tôi cũng không thể biết tên. Tên sát thủ nhanh chóng nói. Hạ Thiên, tôi đã nói tất cả cho anh biết, anh thấy những tin tức này của tôi có hữu dụng không? Tên sát thủ dùng ánh mắt có chút căng thẳng nhìn Hạ Thiên, bây giờ hắn đã lật bài của mình, nếu Hạ Thiên còn muốn ra tay xử lý, hắn cũng không còn biện pháp nào khác. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào tên sát thủ một lúc lâu, sau đó hắn đột nhiên đâm một châm lên người tên này. Tên sát thủ không kịp hô lên một tiếng mà hôn mê ngay lập tức. Đám người Hứa Gia Thịnh không khỏi sững sờ, người này xử lý tên sát thủ thật sao? Hạ Thiên khẽ cúi người ôm lấy tên sát thủ, sau đó hắn tiến vào trong xe rồi nói với Ninh Khiết. Vợ, lên xe. Ninh Khiết dù có chút bực bội nhưng vẫn lên xe, nàng dùng giọng hiếu kỳ hỏi. Chồng, cậu muốn đưa hắn đi đâu? Hứa Gia Thịnh và Vệ Hiểu Đồng cũng đã lên xe, bọn họ cũng nhìn Hạ Thiên. Vì bọn họ cũng không biết đối phương muốn đi đâu. Này, trước tiên chạy xe về Hứa Gia. Hạ Thiên nói một câu với Hứa Gia Thịnh. Vâng, Hạ Thần Y. Hứa Gia Thịnh cảm thấy rất khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Anh Cương, lái xe đi. Hứa Cương khởi động xe, nhưng tốc độ xe cũng không nhanh, mà Hạ Thiên lại tiếp tục đâm ngân châm lên người tên sát thủ. Hạ Thiên dùng tốc độ rất nhanh đâm trên trăm châm lên người tên sát thủ, sau đó hắn hỏi. Chú em tên gì? Zess. Tên sát thủ trả lời. Nghe được âm thanh của tên sát thủ, đám người Hứa Gia Thịnh phát hiện tên này đã tỉnh lại. Thì ra chú là người nước ngoài, sao chú giống người Trung Quốc vậy? Hạ Thiên dùng giọng không vui hỏi. Tôi là người Mỹ gốc Hoa. Zess trả lời. Đúng là chán chết, chạy đến Mỹ làm sát thủ làm gì? Hạ Thiên bĩu môi. Thôi được, anh không muốn nói nhảm với chú, anh muốn chú giúp anh làm một việc. Anh cứ việc phân phó. Zess dùng giọng cung kính nói. Hứa Gia Thịnh và Vệ Hiểu Đồng cảm thấy rất mê hoặc, tên sát thủ này hình như biết nghe lời thì phải. Ninh Khiết thì hiểu ra, sợ rằng chồng lại tiếp tục sử dụng đòn thôi miên với tên Zess kia. Trước nay anh luôn tìm một thằng khốn tên là Dịch Chi Ngôn, thằng này có lẽ chính là Dịch Tiên Sinh mà liên minh sát thủ các chú thường được nhận được ủy thác. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói.
Nếu thằng ngu kia thường liên hệ với liên minh sát thủ, như vậy liên minh sát thủ các chú phải có chút tư liệu về hắn. Tóm lại chú chuyển cáo cho tên đại ca của liên minh sát thủ biết, để hắn giao tất cả tư liệu về Dịch tiên sinh cho anh, mặt khác còn phải giúp anh tìm ra Dịch Chi Ngôn, nếu không anh sẽ xử liên minh sát thủ, chú hiểu chưa? Hiểu, tôi nhất định sẽ chuyển cáo. Zed khẽ gật đầu. Mặt khác chú cũng giúp anh xem xét tên Dịch tiên sinh kia, nếu có tin tức gì thì báo cho anh biết ngay, bây giờ lưu số điện thoại của anh có thể cho chú đi. Hạ Thiên đọc số điện thoại của mình cho tên Zed. Tên Zed tranh thủ lưu lại số điện thoại, sau đó hắn khẽ gật đầu. Tôi đi trước làm việc. Đi đi, anh tiễn chú một đoạn đường. Hạ Thiên mở cửa xe trực tiếp ném Zed ra ngoài, tuy xe đang chạy nhưng tên Zed bị ném ra lại đứng vững ven đường. Hạ Thiên đóng cửa xe, Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Chồng, cậu muốn làm gì? Thằng ngu Dịch Chi Ngôn trước kia dám bắt cóc mẹ của chị Mộng, còn dám uy hiếp tôi, trước nay tôi vẫn luôn tìm hắn. Nhưng tên ngốc này trốn rất giỏi, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết hắn ở phương nào. Hạ Thiên nhớ đến điều này thì cảm thấy khó chịu. Lúc này tôi nhất định sẽ tìm được hắn. Nhưng, chồng, để tên sát thủ Z kia hỗ trợ cũng chưa chắc tìm được Dịch Chi Ngôn. Hơn nữa tên Z kia không phải cũng đã nói chưa xác định Dịch tiên sinh là Dịch Chi Ngôn sao? Ninh Khiết có chút nghi ngờ. Trước nay tôi đánh rất nhiều người nhưng chưa kẻ nào có họ Dịch, xem ra tên Dịch tiên sinh kia chắc chắn là Dịch Chi Ngôn. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôi chỉ cảm thấy kỳ quái, tên ngốc kia trước nay không dám chọc tôi, bây giờ sao dám thuê sát thủ giết tôi? Chẳng lẽ hắn cho rằng tôi là Tống Tử, không phải Hạ Thiên? Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nhanh chóng nói. Thôi, mặc kệ hắn, mặc kệ tên kia có phải là Dịch Chi Ngôn hay không, tôi đều phải xử lý hắn. Đúng rồi, vợ, tôi muốn chị giúp tôi làm một chuyện. Chuyện gì? Ninh Khiết vội vàng hỏi. Vợ. Chị ở lại đây vài ngày, tên Dịch tiên sinh kia muốn giết Vệ Hiểu Đồng, chị ở đây xem xét, để xem có tìm ra được manh mối nào nữa không. Tôi cũng không hoàn toàn tin cậy vào tên sát thủ Z. Hạ Thiên nhìn Vệ Hiểu Đồng, đồng thời hắn nói. Tôi muốn trước khi đến Tết phải xử lý vấn đề này, cũng chỉ còn vài ngày nữa, tạm thời không làm việc gì khác. Ninh Khiết có chút bất ngờ, nhưng nàng vẫn đồng ý. Không có vấn đề, tôi sẽ ở bên này. Tôi nghĩ Vệ tiểu thư và Hứa tiên sinh cũng muốn điều tra ra hung thủ đứng phía sau chứ. Tất nhiên, chúng tôi sẽ dồn hết sức để tìm hung thủ phía sau, nhưng nếu nói theo lý thì kẻ muốn giết Vệ Hiểu Đồng phải là đại ca hay nhị ca của tôi, không phải là Dịch tiên sinh kia mới đúng. Hứa Gia Thịnh có chút mê hoặc. Có lẽ đại ca và nhị ca của anh có hợp tác với Dịch Chi Ngôn cũng nên, tóm lại vợ của tôi tạm thời ở lại đây, vì vậy anh tốt nhất nên tìm mọi cách tìm ra Dịch Chi Ngôn, nếu không vợ anh bị giết. Anh hối hận cũng không kịp. Hạ Thiên lười biếng nói. Ninh Khiết khẽ hỏi. Chồng, vậy cậu chuẩn bị đi đâu? Tôi muốn quay về Cảng Thành. Hạ Thiên trả lời, nhưng lần này hắn không nói rõ nguyên nhân với Ninh Khiết. Trạng vạng tối. Trong một tòa biệt thự ở bờ biển thành phố Cảng Thành. Trên sân thượng lầu 2, một người đẹp với dáng người yểu điệu lẳng lặng đứng đó, phía sau nàng là một cô gái cũng rất xinh đẹp nhưng so ra vẫn thua kém rất xa. Tiểu thư, đã sắp đến Tết âm lịch, trước Tết chúng ta phải quay về thủ đô chứ. Bên kia không có ít người hy vọng chúng ta quay về. Thiếu nữ khẽ hỏi. Tôi không phải sống vì bọn họ. Người đẹp tuyệt mỹ dùng giọng bình tĩnh nói. Chuyện bên này chưa giải quyết xong, tôi sẽ không quay về. Tiểu thư, Nhạc tiên sinh cũng hy vọng chỉ có thể quay về. Thiếu nữ có chút chần chừ, sau đó lại nói. Tôi nói rồi, tôi không phải sống vì bọn họ. Người đẹp tuyệt mỹ nói có chút mất vui. Nhưng, thiếu nữ muốn nói thêm gì đó. Nhưng đúng lúc này một âm thanh đột ngột vang lên. Vợ y y nói không sai, chị không cần sống vì người khác, chỉ cần sống vì tôi là được. Khi nghe được âm thanh này thì vẻ mặt người đẹp tuyệt sắc và thiếu nữ chợt biến đổi lớn, cả hai cùng nhìn chằm chằm vào một tên thanh niên xuất hiện nơi cửa sân thượng, trong hai con ngươi xinh đẹp đều bùng lên lửa hận hừng hực. Tên thanh niên vừa xuất hiện chính là Hạ Thiên. Mà người đẹp tuyệt mỹ chính là Y Tiểu Âm, còn cô gái lại chính là A Cửu. Hạ Thiên không quan tâm đến vẻ căm tức của hai nàng, hắn nở nụ cười sáng lạn. Vợ Y Y, những ngày qua có nhớ tôi không? Chương 1086, có tin anh khai trừ các cô không? Vô sỉ, cầm thú. A Cửu dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, nàng hận không thể phóng đến cắn chết hắn, đáng tiếc nàng biết mình không có năng lực như vậy,
vì thế nàng chỉ biết đứng nơi đó, nhưng nàng vẫn vô thức đứng chặn trước mặt Y Tiểu Âm, bộ dạng muốn bảo vệ tiểu thư của mình. Nàng không muốn Y Tiểu Âm lại bị tên Hạ Thiên cầm thú kia làm ô nhục. Lửa giận trong mắt Y Tiểu Âm nhanh chóng biến mất, vẻ phẫn nộ trên mặt cũng nhanh chóng biến mất, chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã trở lại như thường, ít nhất thì xem xét mặt ngoài cũng thấy nàng đã bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, những ngày nay tôi đều nghĩ đến cậu, nhớ đến những gì cậu đã làm với tôi. Giọng điệu của Y Tiểu Âm rất bình tĩnh, nhưng cũng khó thể che giấu được hận ý trong lòng nàng. Tôi biết ngay mà, chỉ thế nào mà chẳng nhớ đến tôi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vợ Y Y, nói cho chị biết một tin tức tốt, lần trước tôi đã nói đến người phụ nữ ở thủ đô, bây giờ chị ta đã không thể nào uy hiếp tôi được nữa. Phải không? Giọng nói của Y Tiểu Âm vẫn rất bình tĩnh. Đối với tôi thì đây lại là một tin tức xấu. Vợ Y Y, sao lại là như vậy? Hạ Thiên có chút mất hứng. Đây là một tin tức rất tốt, chị lại nói đó là tin tức xấu. À, đúng rồi, vợ Y Y, tôi rất nhớ chị, để tôi ôm một cái. Đừng đụng vào tôi. Vẻ mặt Y Tiểu Âm chợt biến đổi, nàng hô lên khó thể khống chế. Đáng tiếc là nàng còn chưa nói dứt lời đã cảm thấy vòng eo bị siết chặt, Hạ Thiên đã ôm nàng vào lòng, hơn nữa bàn tay chết tiệt của hắn còn bắt đầu vuốt ve cặp mông vỉnh của nàng. Thả tôi ra. Y Tiểu Âm kêu lên, sau đó nàng liều mạng vùng vẫy, dù nàng biết mình không thể nào làm gì được, vùng vẫy cũng là không công, nhưng nàng vẫn dùng toàn lực để vùng vẫy. Nàng muốn cho Hạ Thiên biết, tuy nàng đã bị hắn làm ô nhục, nhưng không có nghĩ là vò mẻ lại sứt, nàng vẫn dùng quyết tâm rất lớn để phản kháng lại hắn. Buông tiểu thư ra. A Cửu cũng đánh về phía Hạ Thiên, nàng đá và cắn hắn như kẻ điên, trong miệng còn liên tục mắng chửi. Ngươi là loại cầm thú vô sỉ hạ lưu. Buông Y Tiểu Thư ra. Buông tay, nếu không tôi nổ súng. Hai tiếng hô trong trẻo và lạnh lùng hầu như cùng vang lên một lượt, hai cô gái cao gầy chợt xuất hiện trong tầm mắt Hạ Thiên, các nàng đều dùng súng chĩa vào Hạ Thiên, bộ dạng căng thẳng. Hai người này tất nhiên là thập bát muội và thập cửu muội của ám tổ được phái đến bảo vệ Y Tiểu Âm, với công lực của Hạ Thiên tất nhiên sẽ không để cho hai nàng phát hiện ra, các nàng vừa nghe thấy tiếng thét của Hạ Thiên mới vội vàng chạy lên mà thôi. Hai nàng vừa chạy lên thì lập tức hoảng sợ, có một người đàn ông đang sàm sỡ với Y Tiểu Thư sao? Điều này sao có thể? Nếu để cho ám tổ biết dưới sự bảo vệ của bọn họ mà Y Tiểu Thư vẫn bị ức hiếp, các nàng còn có thể ở lại ám tổ hay không cũng khó nói, vì ám tổ vĩnh viễn không cần những thành viên vô năng như vậy. Này, đừng học theo phương pháp cắn người của chó, em cũng khá xinh xắn, cần gì phải làm vậy? Hạ Thiên lúc này dùng giọng không vui nói với A Cửu, sau đó hắn vỗ lên mông nàng, nhấc nàng lên ném về phía giường. Sau đó Hạ Thiên trừng mắt nhìn thập bát muội và thập cửu muội. Hai cô làm loạn gì vậy? Có tin tôi khai trừ các cô không? Cuối cùng Hạ Thiên nhìn Y Tiểu Âm vẫn còn vùng vẫy trong lòng. Vợ Y Y, tôi chỉ ôm chị một chút mà thôi, chị kích động như vậy làm gì? Tôi cũng chưa nói sẽ buông ra, được rồi, nhìn chị có vẻ mất vui, tôi sẽ buông ra. Hạ Thiên nói xong thì thật sự buông lỏng Y Tiểu Âm. Sau khi thoát khỏi ma trưởng của hắn thì nàng nhanh chóng vào nhà. A Cửu vừa bị Hạ Thiên đánh vào mông cũng nhanh chóng ngồi dậy trên giường, nàng dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, nàng thấy Y Tiểu Âm không việc gì, cũng không nói gì thêm, chỉ biết canh giữ bên cạnh Y Tiểu Âm, bộ dạng đề phòng. Hai nữ đặc công ám tổ cũng choáng váng, vì bây giờ các nàng đã nhận ra Hạ Thiên. Thật ra đệ nhất ám hoàng của ám tổ chính là tam sư phụ ám hoàng nữ nhân của Hạ Thiên, đây là một nhân vật tương đối an phận. Lúc đó dù là thành viên ám tổ gặp mặt ám hoàng cũng chưa chắc đã nhận ra. Khi đó trong ám tổ có rất ít người biết được tướng mạo của ám hoàng, nhưng bây giờ đến đời ám hoàng thứ hai là Hạ Thiên, lại hoàn toàn khác biệt với ám hoàng đời thứ nhất. Dù ám tổ và tiểu yêu tinh đã làm nhiều công tác giữ bí mật cho Hạ Thiên, bây giờ tư liệu của Hạ Thiên cũng vào loại tuyệt mật, nhưng thật sự không có biện pháp, hắn lại không chịu an phận. Bây giờ có lẽ người thường không biết thân phận của Hạ Thiên nhưng tất cả thành viên ám tổ đều biết rất rõ. Dù bọn họ không rõ năng lực của hắn nhưng lại biết hình dạng của hắn. Vì vậy lúc này thập bát muội và thập cửu muội vừa thấy Hạ Thiên thì lập tức nhận ra. Mà một câu nói khai trừ của Hạ Thiên cũng làm cho thập bát muội và thập cửu muội xác nhận đây là lãnh đạo của mình, là ám hoàng mới của ám tổ, là Hạ Thiên chiếm vài người đẹp ở thủ đô làm cho nhiều người căm phẫn. Thực tế Hạ Thiên có khiến cho đám công tử ở thủ đô công phẫn hay không, điều này hai nữ đặc công kia không biết rõ ràng. Nhưng trong ám tổ thì Hạ Thiên thật sự làm cho đám nữ đặc công bất mãn.
vì hắn có hai người tình, một công khai một bí mật trong ám tổ, đó chính là tổ trưởng Thiên Tổ Mị Nhi và tổ trưởng Địa Tổ Mộc Hàm, đều là phụ nữ của Hạ Thiên. Trước khi ám tổ chưa được trùng kiến thì Mị Nhi có danh tiếng rất lớn trong khối đặc công, có thể nói nàng là một truyền kỳ, là tấm gương và là thần tượng của rất nhiều nữ đặc công. Mà sau khi ám tổ được trùng kiến thì Mị Nhi vẫn là một niềm kiêu ngạo của khối đặc công. Trước đó Mộc Hàm cũng có danh tiếng nhưng chỉ nổi tiếng về vẻ đẹp, nhưng sau đó Mộc Hàm dùng sức một mình để giết chết đệ nhất sát thủ Hắc Ám Vương tử Sa Tăng thì danh vọng cũng bùng lên, có thể nói là theo gót Mị Nhi. Trước nay nữ đặc công luôn kém nam đặc công, điều này làm nhiều người cho rằng nữ đặc công chỉ dựa vào vẻ đẹp để thu thập thông tin tình báo. Bây giờ xuất hiện hai nữ đặc công hùng mạnh, tất nhiên bọn họ sẽ là niềm kiêu ngạo cho các nữ đặc công. Nhưng điều làm hai nàng cảm thấy khó hiểu chính là hai người phụ nữ ưu tú như vậy lại đi theo một người đàn ông, tất nhiên điều này cũng làm cho các nàng bất mãn với người đàn ông kia. Tất nhiên ngoài bất mãn thì các nữ đặc công cũng rất tò mò, vị tổ trưởng kia có ma lực gì mà làm cho hai người đẹp vĩ đại như Mị Nhi và Mộc Hàm phải nhảy vào lòng. Thập bát muội và thập cửu muội có cùng một tâm tư, cả hai nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên một lúc lâu, cuối cùng cũng không thấy hắn có gì đặc biệt. Điều duy nhất làm các nàng cảm thấy đặc biệt chính là vị ám hoàng kia chưa biết dừng lại với Mộc Hàm và Mị Nhi, bây giờ còn chạy đến sàm sỡ với Y Tiểu Âm, đúng là quá đáng. Các người xuống trước đi, chỗ này không còn việc gì nữa. Y Tiểu Âm lúc này mở miệng, lời nói của nàng cũng làm cho hai nữ đặc công kinh ngạc, nếu không có gì thì sao vừa rồi lại hô lớn như vậy. A Cửu cảm thấy rất khó hiểu. Tiểu thư, A Cửu, em cũng ra ngoài trước đi, chỉ có việc muốn nói với hắn. Y Tiểu Âm cắt ngang lời A Cửu, nàng nói với vẻ mặt bình tĩnh. Được, tiểu thư, em sẽ ở ngay bên ngoài, nếu có gì cứ gọi một tiếng. A Cửu tuy không tình nguyện nhưng tiểu thư đã nói như vậy thì cũng chỉ có thể nghe theo, vì vậy nàng ra khỏi phòng. Y tiểu thư, chúng tôi xuống lầu trước. Hai nữ đặc công cũng không bỏ đi, các nàng không dám ra tay với Hạ Thiên, cũng không chào hỏi hắn, hai người ăn ý làm ra vẻ không biết Hạ Thiên. Sau khi ba người phụ nữ rời đi thì trong phòng chỉ còn lại Y Tiểu Âm và Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên cười hì hì nói với Y Tiểu Âm. Vợ Y Y, cũng là chị thông minh, tìm thế giới của riêng hai chúng mình. Hạ Thiên, tôi biết rõ cậu có năng lực mạnh, nếu cậu muốn dùng sức mạnh ép phụ nữ, tôi tin trên đời này có rất ít người ngăn được cậu. Nếu cậu còn muốn tiếp tục dùng thủ đoạn hèn hạ để làm ô nhục tôi, cậu chỉ có thể tìm được một thi thể xinh đẹp. Dù y thuật của cậu cao siêu đến mức nào thì cũng chẳng thể nào cải tử hoàn sinh. Y thuật của tôi không bằng cậu, nhưng tôi tin, tôi tuyệt đối có thể làm cho mình chết đi. Y thuật của cậu dù cao thế nào cũng không thể nào ngăn cản được tôi. Giọng điệu của Y Tiểu Âm rất bình tĩnh nhưng lại rất kiên quyết, chỉ cần nhìn bộ dạng như vậy là biết có quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Vợ Y Y, thật ra tôi đã nói với chị rồi, tôi không thích người khác uy hiếp, lần trước chị đã làm sai một chuyện chính là uy hiếp tôi. Vì vậy tôi mới trừng phạt chị. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Y Tiểu Âm. Thật ra dù chị có tin hay không, tôi thật sự có biện pháp cho chị muốn chết cũng không xong. Cậu! Bộ ngực sữa của Y Tiểu Âm phập phồng dữ dội, cuối cùng nàng cũng phát hiện, dù tâm cảnh của mình tu luyện đến cảnh giới nào cũng có sơ hở. Đứng trước mặt Hạ Thiên thì dù nàng có tỉnh táo thế nào thì đơn giản cũng không được quá lâu, người đàn ông này có thể phá hủy tất cả. Vợ Y Y đừng giận. Tôi trước nay rất tốt với các bà vợ, nếu không phải tối hôm đó chị uy hiếp tôi sẽ không làm vậy với cậu. Nhưng chị cứ yên tâm, chỉ cần sau này chị không uy hiếp tôi sẽ rất tốt với chị, sẽ không bao giờ đánh mông chị. Hạ Thiên lúc này bắt đầu an ủi Y Tiểu Âm, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Vợ Y Y, thật ra hôm nay tôi đến giúp chị. Cậu không nên hiện ra trước mặt tôi, như vậy đã là tốt với tôi lắm rồi. Y Tiểu Âm lạnh lùng nói. Nàng không còn bình tĩnh, trước mặt người đàn ông này nàng không còn cách nào ngụy trang, cũng dứt khoát không muốn ngụy trang. Vợ Y Y, chị không muốn cải tiến âm môn châm pháp của âm y môn sao? Hạ Thiên cười hì hì nói. Cậu nói hôm nay đến tìm tôi để nói ra cách cải tiến âm môn châm pháp sao? Y Tiểu Âm nói có chút trào phúng, nàng cũng không tin người này lại có lòng tốt như vậy, nàng thấy tên đàn ông vô sỉ kia đến đây chỉ muốn tiếp tục hành hạ nàng mà thôi. Y Tiểu Âm thầm thề, lúc này nàng tuyệt đối không cho hắn thực hiện được ý nghĩ kia. Chương 1087, thủ thuật giải phẫu trong trung y. Đúng vậy, vợ Y Y, tôi đến để nói với chị thứ này. Hạ Thiên khẽ gật đầu rồi nghiêm trang nói. Tôi vất vả lắm mới thu phục được người phụ nữ chết tiệt kia,
sau đó chạy ngay đến tìm chị xem, tôi tốt với chị thế còn gì. Y Tiểu Âm lúc này chợt có một ý nghĩ, muốn đánh cho bộ mặt cười hì hì của Hạ Thiên Thành nát bấy. Người này vô sỉ vậy sao? Đã cưỡng ép nàng, bây giờ còn nói luôn tốt với nàng. Nếu đã như vậy thì cậu nói đi, phải làm sao để cải tiến âm môn châm pháp. Y Tiểu Âm biết mình không có cách nào đập nát mặt Hạ Thiên, vì vậy nàng chỉ có thể kềm nén xúc động của mình. Điều này thật ra rất đơn giản. Hạ Thiên cười hì hì nói. Y Tiểu Âm lại muốn cầm trứng gà nện vào mặt Hạ Thiên, đơn giản sao? Nàng hao tổn biết bao tâm tư mà không tìm ra giải pháp, tên khốn này còn nói là đơn giản. Nếu thật sự đơn giản thì mình đã cải tiến được âm môn châm pháp, cần phải hỏi loại vô sỉ như hắn sao? Nếu đơn giản thì cậu nói đi. Y Tiểu Âm tức giận nói, tuy nàng không phải quá tin tưởng nhưng vẫn hy vọng Hạ Thiên thật sự biết cải tiến âm môn châm pháp, vì đây là nguyện vọng lớn nhất của nàng. Thật ra trước kia đại sư phụ đã nói với tôi, âm môn châm pháp tuy được coi là thứ châm pháp hại người, nhưng nó cũng là một thứ châm pháp rất vĩ đại. Ông ấy nói khi đó người sáng tạo ra âm môn châm pháp phải tuyệt đối là thiên tài. Hạ Thiên có vẻ nghiêm chỉnh một chút. Ông ấy thậm chí còn nói âm môn châm pháp còn lợi hại hơn cả nghịch thiên bát châm của tôi. Quỷ y Trương Minh Đà chính là bậc đại kỳ nhân, lời nói của ông ấy tất nhiên không sai. Y Tiểu Âm thản nhiên nói. Vợ y, thật ra đại sư phụ thường nói lung tung, ông ấy nói những lời này chắc chắn đã sai, nghịch thiên bát châm của tôi mới là lợi hại nhất. Hạ Thiên lại lắc đầu. Tất nhiên rồi, đại sư phụ của tôi cũng chẳng phải nói câu nào cũng rất đúng, nhưng ông ấy nói nghịch thiên bát châm tuy vĩ đại nhưng không thuộc phàm nhân, mà âm môn châm pháp lại là thứ thuộc nhân gian, là một châm pháp bình dân. Đáng tiếc chính là âm y môn các người chỉ có thể dùng âm môn châm pháp trên người giới quyền quý, vì vậy âm y môn có vẻ phát triển tốt nhưng thực tế lại đi lạc lối, nếu cứ tiếp tục thì cách điểm diệt vong không còn xa. Ánh mắt của quỷ y rất đặc biệt, cũng thấy rất xa. Ông ấy nói không sai, nếu âm y môn cứ tiếp tục sinh tồn như vậy, cuối cùng sẽ đi đến đường diệt vong, vì vậy tôi mới muốn cải tiến âm môn châm pháp. Y Tiểu Âm chậm rãi nói, Hạ Thiên nói lời vừa rồi làm nàng có cảm xúc, thậm chí còn nghĩ rằng mình gặp tri âm. Đáng tiếc những lời này cũng không phải của Hạ Thiên, mà là của quỷ y Trương Minh Đà sư phụ của Hạ Thiên. Vợ y đừng lo lắng, dù âm y môn thật sự diệt vong thì chị cũng sẽ không việc gì, chị là vợ tôi sẽ bảo vệ chị. Hạ Thiên bắt đầu an ủi Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm lại muốn bóp chết Hạ Thiên, hắn bảo vệ nàng sao? Nàng tình nguyện tin heo mẹ biết leo cây cũng không tin tên khốn kia bảo vệ mình, dù hắn thật sự bảo vệ cũng muốn giữ lại, làm việc, mà thôi. Cậu còn chưa nói cho tôi biết nên cải tiến âm môn châm pháp thế nào. Y Tiểu Âm tức giận nói, tên khốn này nói có vẻ đơn giản nhưng cuối cùng vẫn chưa nói ra nên xử lý vấn đề thế nào. Vợ y, thật ra âm môn châm pháp của các chị rất quỷ dị, đại sư phụ có nói, âm môn châm pháp khác biệt rất lớn so với những phương pháp châm cứu thông thường, nó giống như dùng dao giải phẫu trong trung y. Thi triển âm môn châm pháp giống như dùng dao giải phẫu cho người ta vậy. Hạ Thiên vẫn không trực tiếp nói ra phương pháp cải tiến âm môn châm pháp. Điều đáng tiếc duy nhất chính là con dao giải phẫu này có vấn đề, nó căn bản không được thầy thuốc khống chế, hoặc có thể nói, âm y môn các người trước nay chưa có ai khống chế được con dao này. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung. Vợ y, vì vậy biện pháp rất đơn giản, đó chính là tìm cách khống chế thanh dao kia mới là biện pháp tốt. Cậu nói có vẻ nhẹ nhàng nhỉ? Y Tiểu Âm tức giận nói. Tôi nghiên cứu âm môn châm pháp vài chục năm, những gì cậu nói tôi đều hiểu, nhưng vấn đề ở chỗ khống chế thế nào? Căn bản là không cách nào khống chế được. Có thể khống chế. Hạ Thiên dùng ánh mắt chăm chú nhìn Y Tiểu Âm. Vợ y, thật ra có một biện pháp khống chế rất đơn giản, chẳng qua trước nay các người không biết mà thôi. Đơn giản, cậu chỉ biết nói hai từ đơn giản. Y Tiểu Âm cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu đừng nói nhảm nhiều như vậy được không? Tôi rất muốn xem nó có phải thật sự đơn giản như vậy hay không. Được rồi, tôi sẽ nói cho chị biết. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ y, thật ra âm môn châm pháp có thể khống chế được, chị chỉ cần luyện chút nội công là xong. Hạ Thiên dừng lại một chú rồi bổ sung. Nguyên lý chữa bệnh của âm môn châm pháp chính là dùng châm pháp di rời ổ bệnh đến một chỗ khác, giả thiết trên đầu có khối u, có thể rời khối u này đến những chỗ cơ bản không chí mạng như ngón tay chẳng hạn, sau đó cắt đứt ngón tay, trên cơ bản thì bệnh sẽ được trị. Đáng tiếc là các người căn bản không thể nào khống chế được bước này, u sẽ chạy loạn, thậm chí có thể phóng vào vài chỗ chí mạng,
vì vậy mà âm môn châm pháp căn bản không thể chữa hết bệnh, nhiều nhất cũng kéo dài chút thời gian mà thôi. Nếu âm môn châm pháp phối hợp với chân khí thì có thể giải quyết được điều này, có thể làm cho ổ bệnh di rời đến vị trí thích hợp. Hạ Thiên nói xong thì phát hiện Y Tiểu Âm vẫn nhìn mình, hai mắt không chớp, vì vậy hắn đắc ý hỏi một câu. Thế nào, vợ Y Y, có đơn giản không? Cậu gọi đó là đơn giản sao? Y Tiểu Âm sắp nổi điên, giọng điệu chợt đề cao lên vài phần. Không phải nói bây giờ tôi có học được nội công hay không, dù được cũng không phải chỉ là ngày một ngày hai hoàn thành, cậu còn cho rằng nó đơn giản sao? Vợ Y Y, đầu tiên nội công chắc chắn sẽ có, tôi biết thứ này không cần một hai ngày, thậm chí không đến mức một hai giờ, có thể luyện thành. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tôi chỉ cần nửa giờ là có thể cho chị một nội công hùng mạnh, mặt khác mất nửa giờ cho chị biết nên khống chế chân khí thế nào, vì vậy tôi thật sự không gạt chị, điều này thật ra rất đơn giản. Cậu cảm thấy tôi sẽ tin sao? Y Tiểu Âm hừ lạnh một tiếng. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, trên đời này đã xuất hiện nhiều cao thủ nội công rồi. Vợ Y Y, chị cũng không hiểu rồi, tuy tôi có thể dễ dàng biến một người thành cao thủ nhưng chỉ giúp vợ mình mà thôi, chị là vợ tôi. Tất nhiên tôi sẽ tình nguyện biến chị thành nội công cao thủ, nhưng người khác thì chưa chắc. Vì vậy trên đời này sẽ chẳng bao giờ có nhiều nội công cao thủ. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm giải thích. Tôi không phải vợ của kẻ khốn nạn như cậu. Y Tiểu Âm thiếu chút nữa đã nói ra lời này, nhưng lời vừa đến bên miệng thì đã đổi thành một câu khác. Cậu thật sự có thể biến tôi thành cao thủ, để tôi có được chân khí sao? Thật ra Y Tiểu Âm bây giờ cũng không xác định có thể học được chân khí để phối hợp với âm môn châm pháp, có thể cải tiến âm môn châm pháp. Nhưng nàng thân là một trung y, nàng thật ra vẫn tin sự tồn tại của nội công, mà vũ lực hùng mạnh của Hạ Thiên cũng làm nàng nghi ngờ hắn có nội lực hùng mạnh. Vì vậy nàng cảm thấy nếu có nội công, dù không cải tiến được âm môn châm pháp nhưng đối với nàng cũng rất tốt, ít nhất bằng những lần sau nếu gặp phải những kẻ khốn nạn như Hạ Thiên, nàng cũng có một phương pháp để tự bảo vệ mình. Nhưng cũng vì ý nghĩ này mà Y Tiểu Âm đưa ra quyết định, dù chân khí có thật sự cải tạo được âm môn châm pháp hay không, nếu thật sự có được nội công, nàng sẽ không ngại học. Tất nhiên là có thể, tôi cũng không gạt chị, chỉ cần vợ Y Y muốn trở thành cao thủ nội công, tôi sẽ làm được. Hạ Thiên dùng giọng không chút do dự nói. Vậy cậu có điều kiện gì? Y Tiểu Âm hỏi, nàng không tin Hạ Thiên sẽ không công làm việc này. Tôi không nói điều kiện với vợ mình. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vì vậy không có điều kiện gì cả, chỉ cần vợ Y Y cảm thấy không có vấn đề, bây giờ tôi có thể thi châm cho chị. Cậu muốn dùng châm cứu biến tôi thành cao thủ nội công sao? Y Tiểu Âm dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Thiên, nàng bắt đầu lo lắng đối phương dùng chuyện châm cứu để làm những việc vô sỉ với mình. Đúng vậy, đệ tứ châm của Nghịch Thiên Bát Châm có tác dụng tẩy tủy, như vậy không những biến chị thành cao thủ nội công, còn tẩy tủy để chị sau này không có bệnh tật. Có thể trường sinh. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Còn trường sinh, đúng là lừa gạt. Y Tiểu Âm thầm mắng Hạ Thiên, người này căn bản nói hưu nói vượt, nàng không tin những trò quỷ này. Nhưng truyền thuyết về Nghịch Thiên Bát Châm thì nàng vẫn nghe thấy một ít, đệ tứ châm tẩy tủy, nàng cũng được nghe nói, vì vậy dù trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn rất tin tưởng. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói. Đúng rồi, vợ Y Y, khi tôi tẩy tủy thì trên người chị sẽ có rất nhiều tạp chất. Sẽ làm bẩn quần áo, nếu chị không muốn quần áo vấy bẩn thì tốt nhất nên cởi ra. Không được, cậu đừng mơ tưởng. Vẻ mặt Y Tiểu Âm chợt biến đổi, nàng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Hạ Thiên, lúc này chợt vô cùng tức giận. Tên khốn kiếp kia rõ ràng không có lòng tốt, nói nửa ngày biến nàng thành cao thủ nội công, thì ra cuối cùng chỉ biết lừa gạt nàng cởi quần áo, nàng cũng không để hắn được như ước nguyện. Vợ Y Y, chị kích động như vậy làm gì? Hạ Thiên ra vẻ buồn bực. Nếu chị không muốn cởi quần áo cũng không sao, tôi có thể giúp chị tẩy tủy, nhưng sau đó phải tắm rửa thay quần áo mới. Y Tiểu Âm không khỏi sững sờ, chẳng lẽ nàng nghĩ lầm, tên khốn này không có ý với mình. Y Tiểu Âm suy nghĩ rồi nói. Được, tôi có thể cho cậu thi châm, nhưng tôi muốn A Cửu ở bên cạnh. Hạ Thiên đang định mở miệng thì điện thoại vang lên, hắn lấy điện thoại ra xem và vẻ mặt không khỏi vui sướng, hắn nhận điện thoại. Vợ Mị Mị. Chị đã đến Cảng Thành rồi sao? Chương 1088, tôi muốn ngồi. À, tôi đã đến sân bay Cảng Thành. Âm thanh của Tống Ngọc Mị từ bên kia truyền đến. Cậu bây giờ đang ở Cảng Thành sao? Hay cậu đang từ Hong Kong chạy sang? Tôi đang ở Cảng Thành. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Vợ Mị Mị,
nếu không thì chị chờ một chút, tôi sẽ đến sân bay đón chị ngay. Không cần, cậu nói cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ đến tìm cậu. Tống Ngọc Mị dùng giọng dịu dàng nói. Sân bay cách thành phố khá xa, hơn nữa tôi đã ngồi trên xe, cậu đến sợ rằng sẽ không thấy tôi. Vậy cũng được. Hạ Thiên nhìn Y Tiểu Âm rồi suy nghĩ một lúc, sau đó hắn nói địa chỉ cho Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, chị trực tiếp đến biệt thự 181 ở khu biệt thự Hồ Hương Tuyết, tôi còn đang ở bên ngoài có chút chuyện, nhưng một giờ sau sẽ quay về, nếu chị đến sớm thì chờ một chút, tôi sẽ về. À, không có vấn đề. Tống Ngọc Mị cũng đồng ý. Tôi cúp điện thoại trước, lát nữa gặp mặt sau. Được. Hạ Thiên cúp điện thoại sau đó nhìn sang Y Tiểu Âm. Vợ Y, chị gọi A Cửu vào đây, bây giờ tôi thi châm cho chị, lát nữa tôi sẽ đi. Y Tiểu Âm có chút chần chừ, sau đó nàng xoay ra cửa hô một câu. A Cửu, vào đây. Vâng, tiểu thư. A Cửu lên tiếng rồi xuất hiện trong phòng ngủ. Vợ Y, chị nằm lên giường, như vậy thi châm sẽ dễ dàng hơn. Hạ Thiên nói với Y Tiểu Âm. Tôi muốn ngồi, như vậy có thể thi châm được không? Y Tiểu Âm nhìn giường, nàng không khỏi nghĩ đến những tình cảnh tối hôm trước, nàng không muốn nằm lên đó. Ngồi sao? Hạ Thiên suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. À, vợ Y, chỉ thích ngồi cũng được, nhưng không được cử động, quá trình thi châm sẽ mất nửa giờ. Được. Y Tiểu Âm thấy Hạ Thiên đáp ứng tất cả yêu cầu của mình thì cũng bắt đầu không quá phòng bị, nàng mơ hồ sinh ra cảm giác, lần này tên khốn kia có vẻ thật sự muốn giúp mình. Bây giờ tôi sẽ thi châm. Hạ Thiên lấy ra hai cây ngân châm. Vợ Y, chuẩn bị xong chưa? Được rồi. Y Tiểu Âm hít vào một hơi thật sâu, sau đó nàng trả lời. Hạ Thiên cũng không thèm nhìn, hai cây châm đâm vào người Y Tiểu Âm, sau đó lại rút ra đâm vào, vận châm như bay, thủ pháp cực kỳ thành thạo. Y Tiểu Âm dù không nói lời nào nhưng nàng cũng thấy tất cả động tác của Hạ Thiên. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện với năng lực của mình thì căn bản không thấy rõ thủ pháp thi châm của hắn. Tốc độ thi châm của hắn là quá nhanh, đều là những gì mà trước nay nàng chưa từng thấy. Nàng không thể không thừa nhận dù người đàn ông này là cầm thú nhưng y thuật thật sự không thể chê, đủ để làm cho một nữ thần y đệ nhất thủ đô cảm thấy mặc cảm. A Cửu cũng không nói lời nào, nàng cũng nhìn Hạ Thiên, trong ánh mắt có thêm chút cừu hận. Thậm chí nàng đang nghĩ có nên tận dụng cơ hội này để giết chết Hạ Thiên hay không. Nhưng nàng lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiểu thư, vì thế nàng ở bên cạnh mà không có hành động gì. Thật ra vừa rồi ở bên ngoài nàng cũng nghe được mẩu đối thoại giữa Hạ Thiên và tiểu thư, nàng cũng hy vọng tên khốn này có thể làm được một việc tốt, thật sự cải tiến âm môn châm pháp của tiểu thư, để tiểu thư sau này tự có bản lĩnh bảo vệ mình. Á! Hơn 10 phút sau A Cửu chợt hô lên kinh hoàng, sau đó nàng phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Ngươi sao lại làm cho tiểu thư? A Cửu sở sĩ hô lên hoảng sợ vì nàng chợt phát hiện trên mặt trên tay tiểu thư có một thứ chất đen gì đó túa ra, vì vậy mà gương mặt và những phần cơ thể xinh đẹp của Y Tiểu Âm được phủ một lớp như vậy, trở nên rất đáng sợ. Nhưng A Cửu còn chưa dứt lời thì Hạ Thiên đã đâm một châm lên người nàng, lúc này nàng chợt phát hiện mình không nói được lời nào, khi nàng còn đang căng thẳng thì nghe được âm thanh của Hạ Thiên. Vợ Y, đừng lo lắng, đây là giai đoạn cần trải qua, tôi đã nói với chị từ khi nãy. Sẽ làm cho quần áo trở nên rất bẩn. A Cửu cuối cùng cũng an tâm, thật ra Y Tiểu Âm trong lòng cũng cảm thấy bất an, nàng nghe hắn giải thích như vậy cũng nghĩ đến câu nói vừa rồi hắn muốn nàng cởi quần áo, vì vậy mà nàng cũng yên lòng. Lúc này nàng chợt sinh ra ý nghĩ quái dị, chẳng lẽ hôm nay mình thật sự hiểu lầm tên khốn này. Y Tiểu Âm cũng không tiếp tục suy nghĩ về đề tài này, nàng thấy dù bây giờ mình có hiểu lầm Hạ Thiên hay không thì cũng chẳng quan trọng. Vì những gì hắn làm với nàng đã nói rõ tất cả, đủ chứng tỏ hắn là tên cầm thú khốn nạn. Nước đen liên tục chảy ra, dần dần Y Tiểu Âm thậm chí còn không mở mắt ra được, mà nàng cũng biết trong cơ thể mình có thêm một khí tức không biết tên, nàng vô tình sinh ra ý nghĩ, chẳng lẽ đây là chân khí? Được rồi. 10 phút sau Y Tiểu Âm cuối cùng cũng nghe thấy lời nói của Hạ Thiên, nhưng lúc này nàng đã hoàn toàn nhắm mắt lại. A Cửu, giúp vợ Y tắm rửa, rửa nước bùn trên người. Tiểu thư, lúc này A Cửu thấy mình có thể nói chuyện được. Làm theo lời cậu ta. Y Tiểu Âm hiểu A Cửu đang trưng cầu ý kiến của mình. Vợ Y, nhớ tắm nhanh lên, tôi còn phải dạy chị khống chế chân khí, sau đó tôi sẽ đi. Hạ Thiên lúc này lại dặn dò một câu. Tôi biết rồi. Y Tiểu Âm trả lời, sau đó nàng phát hiện mình bị A Cửu bế lên.
Đợi hai nàng đi ra ngoài thì Hạ Thiên đã lóe người đến bên giường, nàng trực tiếp nằm xuống rồi lầm bầm. Thật sự hoài niệm dáng người của vợ y, đáng tiếc là bây giờ vợ y còn chưa nghe lời, xem ra sau này còn phải từ từ. Hạ Thiên nằm trên giường vài phút thì nhảy dựng lên, vì hắn thấy Y Tiểu Âm bước vào, hắn không khỏi mỉm cười. Vợ y, chỉ càng ngày càng đẹp. Phụ nữ thường thích được người khác khen đẹp, dù là Y Tiểu Âm cũng không phải ngoại lệ, dù nàng được nhiều người khen nhưng thật sự không chấp nhận lời khen của Hạ Thiên, vì tên khốn kia đã giày vò vẻ đẹp của nàng, đã hủy diệt sự thanh khiết của nàng. Cậu không phải đã nói sẽ dạy tôi học cách khống chế chân khí sao? Y Tiểu Âm thản nhiên nói, vừa rồi nàng tắm xong thì A Cửu nói làn da của nàng đã tốt lên rất nhiều. Thật ra nàng cũng có thể nhìn ra, là một thầy thuốc thì nàng biết rõ những biến hóa trên cơ thể mình, bây giờ thể chất của nàng tốt hơn trước rất nhiều, vì vậy dù nàng vẫn hận Hạ Thiên nhưng cũng thật sự tin tẩy tủy của nghịch thiên bát châm có được công hiệu như truyền thuyết. Đúng vậy, vợ y, bây giờ tôi sẽ dạy chị. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Điều này rất đơn giản, người bình thường phải mất vài giờ mới học được, nhưng chị là thầy thuốc, sẽ học được rất nhanh. Hạ Thiên cũng không tiếp tục nói nhảm, nếu rảnh rỗi hắn sẽ kéo lê hơn nửa giờ, thậm chí là nửa ngày, mượn cơ hội ở gần bên Y Tiểu Âm. Nhưng bây giờ sợ rằng Tống Ngọc Mị đã đến Hồ Hương Tuyết rồi, hắn phải nhanh chóng xử lý mọi việc và chạy sang, vì vậy hắn bắt đầu dạy nội công tâm pháp cho Y Tiểu Âm. Nội công tâm pháp này không giống với những gì hắn đã dạy các bà vợ trước, là một loại tâm pháp hoàn toàn mới, là thứ mà cách đó không lâu Thần Tiên Tỷ Tỷ đã dạy hắn. Dựa theo lời của Thần Tiên Tỷ Tỷ thì đây chính là tâm pháp tu tiên, sau khi tẩy tủy xong cho ai đó thì nên dạy cho người ta tâm pháp này. Sau khi tu luyện một thời gian thì hắn mới có thể thi triển đệ ngũ châm, nếu không thì cơ thể sẽ chẳng thể nào chịu nổi. Y Tiểu Âm rất thông minh, nàng lại là trung y, tất nhiên sẽ rất quen thuộc các kinh mạch huyệt vị. Vì thế mà không nằm ngoài dự đoán của Hạ Thiên, chưa đến nửa giờ thì Y Tiểu Âm đã học xong cách khống chế chân khí trong cơ thể, còn dựa theo tâm pháp để vận chuyển một vòng. Cứ như vậy mà chỉ sau một giờ ngắn ngủi thì Y Tiểu Âm đã không những biến thành một cao thủ nội công hùng mạnh, thậm chí còn bước một chân vào cánh cửa tu tiên. Tất nhiên Y Tiểu Âm không biết những thứ này, nàng chỉ biết Hạ Thiên hôm nay thật sự không gạt mình, nàng thật sự đã là một cao thủ nội công, trong người nàng có chân khí hùng mạnh. Chân khí này có cải tiến được âm môn châm pháp của nàng hay không, điều này còn cần thời gian nghiệm chứng. Được rồi, vợ y, bắt đầu từ bây giờ chị sẽ là cao thủ thật sự, sau này chị chỉ cần học một vài chiêu thức thì cơ bản sẽ không có ai ức hiếp được. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Nhớ kỹ tâm pháp tôi vừa dạy, mỗi ngày đều phải tu luyện, ít nhất cũng phải vận hành 12 vòng, tôi phải đi trước, sau này sẽ đến dạy võ. Y Tiểu Âm không nói gì, Hạ Thiên thật sự muốn đi làm nàng bất ngờ. Vì nàng tưởng rằng tên khốn tới đây nhất định sẽ muốn làm ô nhục mình. Nhưng tên khốn Hạ Thiên ngoài lúc đầu có ôm nàng một cái thì những lúc khác rất quy củ, lại biến nàng từ một người bình thường thành nội công cao thủ, điều này làm nàng cảm thấy khó hiểu, tên khốn kia có ý gì. Tốt nhất lần sau đừng đến nữa. A Cửu tức giận nói. Cô nên đổi tên làm bà Tám, quá lắm lời. Hạ Thiên bất mãn nhìn A Cửu, sau đó hắn tiếp tục nhìn Y Tiểu Âm. Vợ y, thật ra hôm nay tôi còn một việc. Chuyện gì? Y Tiểu Âm khẽ hỏi, bây giờ đầu óc nàng rất rối, có nhiều chuyện nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nàng chỉ giả vờ như bình tĩnh mà thôi. Vợ y, tôi biết chị đang cướp những bệnh viện của tên Dịch Chi Ngôn ngu ngốc kia, tôi cũng đang tìm đám ngu ngốc kia, vì vậy nếu chị biết hắn ở đâu nhớ báo cho tôi biết, tôi sẽ đi xử lý hắn, thuận tiện cũng giúp chị cướp những bệnh viện kia vào trong tay. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Đúng rồi. Chị lưu lại số điện thoại của tôi, có việc thì cứ điện thoại cho tôi. Hạ Thiên cũng không quan tâm Y Tiểu Âm có đồng ý hay không, hắn ghi số của mình vào tờ giấy, sau đó biến mất trong phòng, chỉ để lại một câu. Tôi đi trước, lần sau sẽ đến tìm chị. Chương 1089, được ôm sẽ không lạnh. Hạ Thiên đi rất nhanh, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy vội trên đường. Trước kia khi hắn chạy thì người khác sẽ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ. Nhưng bây giờ với tốc độ của hắn thì người thường không thể nào nhìn thấy được gì, tối đa cũng chỉ đột nhiên cảm thấy một luồng gió nhẹ thổi qua bên người mà thôi. Hạ Thiên đã từng ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ từ khu biệt thự Hồ Hương Tuyết đến biệt thự ở bờ biển, nhưng bây giờ hắn chạy về chỉ mất vài phút. Khi hắn vừa vào trong cổng khu biệt thự Hồ Hương Tuyết thì đã thấy một bóng người màu trắng đứng trước một căn biệt thự cách đó không xa. Vợ Mị, chị đã đến rồi à? Hạ Thiên lách mình nhào đến. Đồng thời cũng mở miệng nói,
nhưng còn chưa nói dứt lời thì bóng người màu trắng đã xoay lại. Hạ Thiên còn chưa nói xong đã không thể nói được nữa, hắn ngơ ngác nhìn người phụ nữ quần áo trắng trước mặt, khoảnh khắc này cảm thấy như một giấc mộng. Khi thấy biểu hiện ngây ngốc của Hạ Thiên thì người phụ nữ nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó nàng dùng giọng êm ái nói. Sao vậy, không biết tôi sao? Hạ Thiên vẫn không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, giống như muốn nhìn rõ tất cả những gì trên người nàng. Tất nhiên, thực tế hắn chỉ cần liếc mắt là thấy nàng rất rõ ràng, dù bây giờ là buổi tối nhưng khu biệt thự Hồ Hương Tuyết vẫn có đèn đường, tất nhiên với thị lực của hắn thì không cần đèn cũng có thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì trong bóng đêm. Tôi đã chờ cậu cả giờ, cậu trở lại cũng không nói lời nào, chẳng lẽ không muốn gặp tôi? Người phụ nữ bạch y có chút tức giận. Nếu vậy thì tôi đi. Người phụ nữ vừa nói dứt lời thì lập tức cảm thấy vòng eo bị siết chặt, một đôi tay có lực đã ôm siết lấy nàng, hơi thở đàn ông quen thuộc cũng pê phả vào mặt nàng. Vài tháng trước nàng cũng được người đàn ông này ôm vào lòng, nhưng bây giờ lại có vẻ không giống trước đó. Vợ mị mị, chị muốn đi nhưng tôi sẽ không cho đi. Hạ Thiên ôm thật chặt người phụ nữ bạch rồi thì thào nói. Tất nhiên người phụ nữ bạch y chính là Tống Ngọc Mị, nàng xuất hiện đối với Hạ Thiên cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn vội vàng từ biệt thự của Y Tiểu Âm quay về cũng chính là vì muốn gặp Tống Ngọc Mị, nhưng khi hắn thấy được nàng thì thiếu chút nữa đã choáng váng, vì hắn giống như không phải được gặp Tống Ngọc Mị kia, mà giống như gặp thần tiên tỷ tỷ. Cũng là bộ áo bào trắng giống như đúc với thần tiên tỷ tỷ, tìm không thấy bất kỳ thứ gì khác nhau. Cũng xinh đẹp thoát tục giống như tiên tử, cũng một cách ăn mặc, một kiểu tóc. Càng làm cho Hạ Thiên cảm thấy không ngờ chính là trên người Tống Ngọc Mị cũng có một khí chất hoàn toàn giống với thần tiên tỷ tỷ, ngoài vẻ mặt không giống, bây giờ Tống Ngọc Mị rõ ràng là một phiên bản của thần tiên tỷ tỷ, hoặc có thể nói đó là phiên bản của thần tiên tỷ tỷ 16 năm trước. Thực tế Hạ Thiên thấy bây giờ Tống Ngọc Mị và thần tiên tỷ tỷ có rất nhiều khác biệt, 16 năm trôi qua, thần tiên tỷ tỷ đã trưởng thành rất nhiều. Nếu nói 16 năm trước thần tiên tỷ tỷ là tiên tử trẻ trung thì bây giờ nàng là một tiên nữ trưởng thành, hơn nữa kiểu tóc của nàng cũng có chút thay đổi so với 16 năm trước, tóc cũng dài hơn một chút, khí chất trên người cũng có chút khác biệt. 16 năm trước khí chất của thần tiên tỷ tỷ là một tiên nữ, rất cao quý, nhìn có vẻ dịu dàng nhưng thực tế lại khó tiếp cận. Nhưng bây giờ thần tiên tỷ tỷ đã cho Hạ Thiên một cảm giác khác biệt, vì mối quan hệ giữa bọn họ đã biến đổi. Vì thế thần tiên tỷ tỷ vẫn cao quý nhưng không hề làm hắn sinh ra cảm giác khó thân cận. Nhưng khi Hạ Thiên thấy được bộ dạng của Tống Ngọc Mị vào lúc này, hắn chợt sinh ra một cảm giác, hắn giống như trở lại là một Hạ Thiên 16 năm trước, trở lại khoảnh khắc hắn và thần tiên tỷ tỷ gặp mặt nhau. Bây giờ cách ăn mặc và khí chất của Tống Ngọc Mị, hoặc sự cao quý trên người sinh ra cảm giác như gần như xa, đều có thể nói là giống hệt như thần tiên tỷ tỷ 16 năm trước. Thật ra trong lòng Hạ Thiên có một bí mật. Một bí mật mà thần tiên tỷ tỷ cũng không biết, đó là năm xưa hắn luôn lo lắng thần tiên tỷ tỷ sẽ bỏ mình mà đi, vì khi đó hắn không đủ năng lực để giữ lại nàng. Khi Hạ Thiên được gặp Tống Ngọc Mị thì bí mật trong lòng lại hiện ra, nhưng lúc này hắn đã không còn phải lo lắng, bây giờ hắn có đầy đủ năng lực làm cho Tống Ngọc Mị chỉ thuộc về mình, hắn sẽ không để cho nàng rời đi. Trước tiên chúng ta vào nhà cái đã. Tống Ngọc Mị khẽ nói, giọng điệu tuy rất dịu dàng nhưng trong lòng lại phập phồng. Khó thể bình tĩnh trở lại. Tống Ngọc Mị dùng cách ăn mặc này xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, tất nhiên đó cũng không phải là ngẫu nhiên, là nàng cố gắng chuẩn bị. Bây giờ nàng phát hiện Mị Di nói không sai, nếu nàng xuất hiện như thế này trước mặt Hạ Thiên, nàng sẽ là một nguyệt thanh nhã thứ hai, nàng có thể làm cho hắn phải si mê, thậm chí có thể bắt hắn làm tất cả cho mình. Sự việc rõ ràng đang tiến triển theo đúng kế hoạch của Tống Ngọc Mị, theo lý thì nàng phải vui sướng, nhưng nàng phát hiện mình khó thể vui mừng cho được. Vì nàng cảm thấy bây giờ mình là sản phẩm thay thế cho Nguyệt Thanh Nhã. Tất nhiên nàng sẽ không tình nguyện làm một vật thay thế, nàng là Tống Ngọc Mị có cá tính đặc biệt ở thủ đô, nàng hy vọng mình là một tồn tại Tống Ngọc Mị, không phải là một tồn tại thay thế cho Nguyệt Thanh Nhã. Vợ Mị Mị, chị ăn cơm tối chưa? Hạ Thiên lúc này lại mở miệng hỏi. Chưa, nhưng tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút, bây giờ mới 7 giờ, đến tối chúng ta đi dùng cơm cũng được. Tống Ngọc Mị khẽ lắc đầu nói, nàng quả thật còn chưa dùng cơm, nhưng bây giờ nàng thật sự không muốn ăn. Được rồi, chúng ta vào nhà trước. Hạ Thiên vẫn ôm lấy Tống Ngọc Mị mà không buông, bộ dạng không nỡ, nhưng hắn cũng nhanh chóng mở cửa tiến vào biệt thự, sau đó hắn ôm Tống Ngọc Mị ngồi xuống ghế salon. Những ngày qua cậu luôn ở đây sao? Tống Ngọc Mị quét mắt nhìn bốn phía, sau đó nàng khẽ hỏi.
Đúng vậy, khi tôi ở Cảng Thành, phần lớn thời gian đều ở đây. Hạ Thiên khẽ gật đầu nói. Một mình cậu sao? Tống Ngọc Mị hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Không đúng, còn có vợ quỷ keo kiệt. Vợ quỷ keo kiệt. Tống Ngọc Mị có chút mơ hồ. Cậu nói ai? Là Ninh Khiết, chị cũng biết mà. Hạ Thiên trả lời, Tống Ngọc Mị hỏi cái gì hắn cũng sẽ trả lời. Thì ra cô ta còn sống. Tống Ngọc Mị khẽ nói, khi thấy căn biệt thự này, lại nghe nói Ninh Khiết còn sống thì Tống Ngọc Mị chợt hiểu ra nhiều chuyện, lúc này nàng xác nhận tất cả những tin tức mà Tống Hùng truyền về cho Tống gia đều là giả. Hạ Thiên ở đây không phải rất đau khổ, thật ra sống rất tốt, có người đẹp làm bạn, có biệt thự xa hoa, chẳng khác gì cuộc sống bình thường. Vợ Mị Mị, chị đang nghĩ gì vậy? Hạ Thiên lúc này lại mở miệng hỏi, hắn có thể thấy được tâm sự nặng nề của nàng. Chúng ta lên sân thượng được không? Tống Ngọc Mị không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng khẽ nói. Tôi muốn đứng hóng gió. Không thể không nói yêu cầu của Tống Ngọc Mị có chút cổ quái, bây giờ là mùa đông, người ta đều hy vọng ở trong phòng, nàng lại muốn lên sân thượng đón gió, đúng là không bình thường. Nhưng dù là thế thì Hạ Thiên vẫn chiều ý Tống Ngọc Mị, vẫn đưa nàng đi lên sân thượng. Gió có hơi lớn, áo bào trắng của nàng bị thổi tung, nhưng nàng cũng không có cảm giác nào, chỉ lặng lặng đứng trên sân thượng nhìn bầu trời đêm. Vợ Mị Mị, chị có lạnh không? Hạ Thiên ở phía sau ôm eo Tống Ngọc Mị, hắn dùng giọng quan tâm nói. Có người ôm tất nhiên tôi sẽ không lạnh. Tống Ngọc Mị khẽ nói ra một câu, sau đó nàng không nói gì nữa, trong đầu nàng bây giờ rất rối, gió đông tuy lạnh nhưng vẫn khó thể làm nàng tỉnh táo trở lại. Vợ Mị Mị, tôi sẽ luôn ôm chị thế này. Hạ Thiên cười hì hì nói, hắn bây giờ lại rất thành thật, cũng chỉ ôm Tống Ngọc Mị mà thôi, không lợi dụng cơ hội để làm động tác gì khác. Còn nhớ lần trước chúng ta gặp mặt nhau ở thành phố Giang Hải không? Tống Ngọc Mị có chút trầm mặc, sau đó nàng mở miệng khẽ hỏi. Tất nhiên nhớ rõ, khi đó vợ Mị Mị trúng độc, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa biết là ai hạ độc. Hạ Thiên suy nghĩ rồi trả lời. Nếu tôi nói lần trước tôi tự hạ độc mình, cậu có giận không? Tống Ngọc Mị khẽ nói. Vợ Mị Mị nói sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Chị sao lại tự hạ độc mình? Vì tôi biết rõ cậu sẽ ra tay cứu giúp, cũng biết cậu nhất định sẽ sử dụng nghịch thiên bát châm. Tôi biết cậu dùng nghịch thiên bát châm thì có thể tẩy tủy, như vậy trong người tôi sẽ có linh khí mà người thường khó thể có được. Tống Ngọc Mị chậm rãi nói. Thật ra lần đó tôi gặp cậu chỉ muốn lừa cậu tẩy tủy cho mình. Vì vậy không có ai hạ độc tôi chỉ tự mình hạ độc mình mà thôi. Tống Ngọc Mị khẽ xoay người, nàng dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn Hạ Thiên, trong trời đêm hai mắt nàng sáng ngời như ngôi sao. Lúc này nàng khẽ mở môi anh đào rồi nói một câu. Tôi lừa cậu có giận không? Tống Ngọc Mị cuối cùng cũng quyết định không giấu giếm nữa, vì nàng đã hiểu người đàn ông này cũng không ngốc, nàng sẽ không thể nào lừa gạt được hắn, có thể nói đôi khi thẳng thắn mới là thủ đoạn lừa gạt tốt nhất. Bốp! Trên mông chợt truyền đến cảm giác hơi đau, Tống Ngọc Mị hiểu, mình bị người đàn ông này đánh mông. Vợ Mị Mị, chị thật sự quá kỳ cục. Hạ Thiên cuối cùng cũng mất hứng. Tôi chỉ biết cậu nhất định sẽ giận. Tống Ngọc Mị nói. Đét! Hạ Thiên lại vỗ một cái lên cặp mông của Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, xem ra chị còn chưa hiểu, tôi đánh chị không phải vì chị gạt tôi. Chương 1090, chị thật sự quá ngốc. Chẳng lẽ, cậu không trách tôi đã lừa gạt sao? Tống Ngọc Mị tuy đã bị đánh mông hai cái nhưng vẫn không tức giận, nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn Hạ Thiên, nàng thật sự không rõ hắn đang nghĩ gì. Tuy lừa gạt chồng thì không phải vợ tốt, tôi cũng không thích bị vợ gạt, nhưng, vợ Mị Mị này, cái sai lớn nhất của chị không phải là gạt tôi, mà chị quá ngốc, sao tôi lại có vợ ngốc như vậy được? Hạ Thiên rất bất mãn, nhưng lúc này hắn cũng không muốn đánh mông Tống Ngọc Mị. Sau này nếu chị còn ngốc như vậy, tôi sẽ tiếp tục đánh mông chị. Ngốc sao? Tống Ngọc Mị cảm thấy hơi run, hắn đánh chỉ vì nàng ngốc sao? Điều này, lý do này cũng không quá hợp lý đấy chứ. Đây là lần đầu tiên Tống Ngọc Mị bị người ta nói là ngốc, nàng vẫn cảm thấy mình rất thông minh, tuy không phải những thiên tài có chỉ số thông minh hơn 200, nhưng nàng tuyệt đối là thông minh khi so với đại đa số người khác. Trong giới phụ nữ, nàng lại càng nổi bật, có câu nói, nếu nói nàng thông minh không bằng nàng xinh đẹp, nhưng nếu nói nàng xinh đẹp cũng không bằng nói nàng thông minh. Nàng cảm thấy đó là câu nói rất hợp với mình, trong mắt nàng thì trên đời này có một người phụ nữ xinh đẹp và thông minh hơn chính là Tống Ngọc Mị khác, nàng rất ngưỡng mộ Mị Di.
Tôi mà ngốc sao? Tống Ngọc Mị cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi, nàng đơn giản nghĩ mãi mà không ra, vì sao Hạ Thiên lại nói nàng ngốc? Vợ Mị Mị, nếu chị muốn tôi tẩy tủy cho thì cứ trực tiếp nói một câu là được, chị là vợ tôi, tất nhiên tôi sẽ tẩy tủy cho chị, nhưng chị lại hạ độc chính mình, làm hại mình trúng độc, làm hại tôi phải lo lắng, chị làm một việc đơn giản biến thành phức tạp, chị nói mình không ngốc sao? Hạ Thiên có chút bất mãn. Sau này không cho chị làm những việc ngốc nghếch như vậy nữa. Tống Ngọc Mị chợt ngẩn ngơ, nàng cuối cùng cũng biết vì sao Hạ Thiên nói mình ngốc, nhưng nàng không rõ, mình làm vậy là ngốc thật sao? Nếu tôi nói cậu giúp tôi tẩy tủy, cậu thật sự sẽ giúp sao? Tống Ngọc Mị không nhịn được phải hỏi. Đét! Mông lại truyền đến cảm giác đau đớn, hơn nữa lúc nào rõ ràng đau hơn hai lần trước, rõ ràng lần này Hạ Thiên dùng sức hơn vừa rồi. Sao cậu lại đánh tôi? Trên gương mặt xinh đẹp của Tống Ngọc Mị cuối cùng cũng có chút đỏ bừng, một cô gái bị một người đàn ông liên tục đánh đòn, dù người đàn ông này có quan hệ không tầm thường, cuối cùng nàng có thờ ơ hay không? Ai bảo vợ Mị Mị lại hỏi một câu ngốc như vậy? Hạ Thiên có chút mất hứng. Chị là vợ tôi, chị muốn gì tôi đều có thể cho, chị muốn tẩy tủy, tất nhiên tôi sẽ tẩy tủy cho chị muốn thứ gì tôi cũng mua cho chị, cậu muốn đánh ai tôi sẽ ra tay giùm chị. Tóm lại dù chị muốn cái gì tôi cũng sẽ giúp. Vẻ xấu hổ trên mặt Tống Ngọc Mị đã biến mất, nàng nhìn Hạ Thiên, nàng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng dùng giọng sâu kín nói. Cậu nói, cậu tình nguyện làm tất cả cho tôi sao? Đúng vậy, vợ Mị Mị, chị là vợ tôi có thể làm bất kỳ điều gì cho chị. Hạ Thiên không chút do dự, cuối cùng hắn còn dùng giọng mất hứng hỏi một câu. Vợ Mị Mị, tôi gần đây đều giữ lời, chẳng lẽ chị không tin sao? Tống Ngọc Mị không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng lại xoay người, lại đưa lưng về phía Hạ Thiên, nàng nhìn bầu trời đêm rồi dùng giọng sâu kín nói. Thật ra, có một người, tôi cũng tình nguyện trả giá tất cả. Vợ Mị Mị, chị không cần trả giá tất cả. Hạ Thiên cười hì hì nói. Chị chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ tôi sẽ cho chị tất cả. Tống Ngọc Mị đã quen với vẻ đa tình của Hạ Thiên, vì vậy nàng cũng không phản bác lời nói của hắn. Nàng chỉ dùng giọng mờ ảo nói. Mẹ của tôi mất từ rất sớm, trong lòng tôi thì người kia cũng giống như một người mẹ, từ nhỏ đến lớn, tôi làm gì cũng cần được cô ấy tán thành. Đáng tiếc dù tôi cố gắng thế nào vẫn so ra kém cô ấy, tôi vĩnh viễn đều thua kém. Đợi khi tôi có được cơ hội nhận được sự tán thành của cô ấy, lúc này cô ấy đã không còn, Hạ Thiên, cậu có hiểu được tâm tình của tôi không? Vợ Mị Mị, chị sẽ không cách quá xa cô ấy. Sau này chị sẽ lợi hại hơn cả cô ta sẽ vĩnh viễn kém chị. Hạ Thiên trả lời. Tống Ngọc Mị chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Cậu biết tôi nói đến ai sao? Vợ Mị Mị, tôi không gì không biết. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tống Ngọc Mị quay đầu mà không hỏi Hạ Thiên, nàng cho rằng hắn chỉ tùy tiện nói mà thôi, vì trong ấn tượng của nàng thì người này trước nay luôn thích khoác lác. Đôi khi tôi cảm thấy tôi là một bản sao của cô ấy. Là một cái bóng của cô ấy, tên của chúng tôi đều giống nhau, nhưng tôi so ra còn kém cái bóng của cô ấy. Tống Ngọc Mị chậm rãi nói, trong giọng nói tràn đầy cảm tình phức tạp nói không nên lời, có quyến luyến, có hâm mộ, giống như lại có chút gì đó khác thường. Vợ Mị Mị, chị bị gạt rồi, thật ra tên của chị ta cũng không giống chị. Hạ Thiên lúc này cắt đứt lời Tống Ngọc Mị. Chị ta là Dạ Ngọc Mị, không phải họ Tống, là họ Dạ, trước nay chị ta luôn lừa chị. Tống Ngọc Mị chợt xoay người, nàng nói. Cậu nói gì? Cô ta, không phải là Tống Ngọc Mị sao? Cậu biết tôi đang nói đến ai sao? Vợ Mị Mị, tôi đã nói không gì tôi không biết. Hạ Thiên ra vẻ vô tội. Tôi còn biết chị đến tìm tôi vì muốn nghe tin tức về người phụ nữ lừa gạt kia, nhưng vợ Mị Mị, tôi đã nói với chị rồi, chị ta không phải là người tốt, chị không cần đi tìm chị ta, vì đầu óc của chị ta có vấn đề. Không. Không cho cậu nói về Mị Di như vậy. Tống Ngọc Mị chợt vùng khỏi lòng Hạ Thiên, nàng dùng ánh mắt kích động nhìn hắn. Dù cô ấy không phải là Tống Ngọc Mị thì cậu cũng không được nói như vậy, chị ấy rất tốt với tôi, không có chị ấy thì không có tôi bây giờ, cũng không có Tống gia ở thủ đô. Được rồi, tôi không nói đến chị ta nữa là được. Hạ Thiên dù rất bất mãn với Dạ Ngọc Mị nhưng vì để Tống Ngọc Mị vui, hắn quyết định tạm thời không nói về Dạ Ngọc Mị. Đợi sau khi có cơ hội sẽ tính sổ Dạ Ngọc Mị sau cũng không muộn. Tống Ngọc Mị hít vào một hơi thật sâu, ngay sau đó cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Nếu Hạ Thiên đã biết mục đích nàng đến đây,
như vậy nàng cũng không nên che giấu, nên nói trắng ra. Mị Di còn sống không? Tống Ngọc Mị chậm rãi hỏi, đây là vấn đề nàng quan tâm nhất. Mị Di rời khỏi Tống gia ở thủ đô, coi như đã sắp xếp xong tất cả, nhưng đi mà không về cũng làm Tống Ngọc Mị thật sự lo lắng, nàng nghĩ rằng Mị Di đã xảy ra chuyện. Khi nàng nhận được điện thoại của Hạ Thiên thì thật sự cảm thấy không ổn, vì vậy nàng mới vội vàng chạy đến cảng thành, nàng bây giờ rất muốn biết Mị Di đang ở đâu. Bây giờ chị ta sống rất tốt. Hạ Thiên bĩu môi, người phụ nữ kia vẫn còn sống, thậm chí còn sống cùng thần tiên tỷ tỷ trên Thanh Phong Sơn, đúng là còn tốt hơn cả hắn. Sao cô ấy không về thủ đô? Tống Ngọc Mị lại hỏi. Cô ấy luận võ và thua dưới tay thần tiên tỷ tỷ, đã đồng ý phải ở lại Thanh Phong Sơn một năm. Hạ Thiên cũng không che giấu, bây giờ thần tiên tỷ tỷ đã khôi phục, trên đời này sẽ không còn ai là đối thủ của nàng, vì vậy hắn chẳng cần lo lắng điều gì. Là vậy sao? Tống Ngọc Mị chợt ngẩn ngơ, nàng cảm thấy khó thể tin, nàng vốn nghĩ rằng Mị Di có chuyện, nhưng bây giờ nghe Hạ Thiên nói thì chẳng có gì cả. Đúng vậy, thần tiên tỷ tỷ muốn giữ chị ta ở lại Thanh Phong Sơn, tôi thì muốn đuổi chị ta ra ngoài. Hạ Thiên nói đến vấn đề này mà cảm thấy buồn bực. Vợ Mị Mị, tóm lại chị cứ yên tâm, Dạ Ngọc Mị sống rất tốt, nếu chị không tin thì sau này tôi có thể đưa chị đến xem. Cậu tình nguyện đưa tôi đi tìm Mị Di sao? Tống Ngọc Mị chợt vui mừng không thôi, thật ra nàng nghĩ năn nỉ Hạ Thiên đi tìm Dạ Ngọc Mị, nhưng nàng không nghĩ rằng hắn tự mình nói ra. Tất nhiên rồi, vợ Mị Mị, tôi biết chị muốn tìm chị ta, tuy tôi không thích chị ta, nhưng nếu vợ Mị Mị thích, tôi sẽ không ngại đưa chị đi. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Tống Ngọc Mị thầm cảm thấy mơ hồ, nàng cuối cùng cũng ý thức được mình rất ngốc, thật ra nhiều chuyện rất đơn giản nhưng nàng cứ làm cho phức tạp lên. Đã có lần chỉ cần nàng mở miệng thì sẽ được Hạ Thiên tẩy tủy, nhưng nàng lại tốn công tốn sức hạ độc chính mình, chịu mạo hiểm để Hạ Thiên tẩy tủy, để nàng cải tạo cơ thể, có được linh khí. Bây giờ nàng thậm chí không cần mở miệng thì Hạ Thiên đã đồng ý đưa nàng đi tìm Mị Di, trước đó nàng còn lo lắng, thậm chí thay một bộ quần áo mới, cũng chỉ là tốn công tốn sức mà thôi. Thực tế nàng phát hiện tất cả rất đơn giản, sợ rằng nàng không cần phải đến đây, chỉ cần hỏi trong điện thoại thì Hạ Thiên sẽ nói ra tất cả. Vợ Mị Mị, chúng ta đi dùng cơm thôi, chị cũng đừng nói đến Dạ Ngọc Mị nữa, nhắc đến là thấy bức bối rồi. Hạ Thiên lại nói một câu. Được, chúng ta đi dùng cơm. Tống Ngọc Mị khẽ gật đầu, nàng dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Thiên, sâu trong lòng chợt bùng lên chút tình cảm đặc thù. Tống Ngọc Mị chợt duỗi bàn tay non mềm chủ động kéo cánh tay Hạ Thiên, nàng thản nhiên cười. Chúng ta tiếp tục như vậy. Tống Ngọc Mị khẽ nhảy lên mang theo Hạ Thiên xuống biệt thự. Hai người khẽ bay xuống đất, sau đó nàng dịu dàng hỏi. Cậu biết gần đây có quán cơm nào sao? Hạ Thiên đang định trả lời thì điện thoại vang lên, hắn nhìn màn hình, dãy số lạ, nhưng hắn vẫn nhận điện thoại. Alo, ai vậy? Hạ Thiên mất hứng hỏi. Chào anh, Hạ Tiên Sinh, tôi là Mai ơ. Đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ, tiếng Trung nói rất dở, nhưng Hạ Thiên vẫn nghe được. Tôi là phó hội trưởng của Liên minh sát thủ. Chương 1091, vì sao anh lại thảm như vậy? À, Liên minh sát thủ. Hạ Thiên có chút hứng thú. Các chú chẳng lẽ đã tìm ra được Dịch Chi Ngôn rồi sao? Trước đó Hạ Thiên đã để Z truyền tin cho Liên minh sát thủ, nhưng sau này Z vẫn không liên lạc lại, điều này làm cho Hạ Thiên có chút bất mãn. Bây giờ hắn nhận được điện thoại của Liên minh sát thủ, tất nhiên sẽ có chút phấn chấn, lần này có lẽ đã thu phục được tên ngốc Dịch Chi Ngôn rồi chứ? Hạ Tiên Sinh, thật xin lỗi, chúng tôi không tìm thấy Dịch Tiên Sinh, chỗ của chúng tôi cũng không có tư liệu về hắn. Mai ơi trả lời, điều này làm cho Hạ Thiên rất thất vọng. Có phải chú muốn qua mặt anh không? Hạ Thiên rất bất mãn. Đừng tưởng anh không biết chú nói dóc, chú giả vờ bình tĩnh cũng không có tác dụng, nhịp tim đã bán đứng chú rồi. Hạ Tiên Sinh, anh hiểu lầm rồi. Giọng điệu của Mai ơi rất bình tĩnh nhưng không thể không có chút biến hóa. Chúng tôi thật sự không biết Dịch Tiên Sinh ở đâu, cũng không có tư liệu về ông ấy. Anh không muốn nói nhảm với chú, tóm lại chú nên nhanh chóng nói cho anh biết Dịch Chi Ngôn ở đâu, nếu không anh xử lý liên minh sát thủ của chú. Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói, nếu vừa rồi hắn còn chưa xác nhận tên Meyer kia có gạt mình hay không, bây giờ hắn đã hoàn toàn xác định. Hạ Tiên Sinh, anh cần gì làm cho người khác khó chịu như vậy? Lúc đầu Meyer cũng có vẻ khách khí. Nhưng bây giờ giọng điệu cũng có vẻ không vui sướng gì.
Liên minh sát thủ chúng tôi trước nay có danh dự rất tốt, cũng không bán đứng tư liệu của khách hàng. Hơn nữa chúng tôi thật sự không biết thân phận chân thật của Dịch tiên sinh, anh cần gì phải bắt chúng tôi làm những việc căn bản không làm được. Anh đã nói rồi, anh không có thời gian nói nhảm, nếu chú đã không muốn làm như vậy thì ở đó chờ chết đi. Hạ Thiên rất bực bội, hắn vốn không muốn hoàn toàn ký thác vào chỗ liên minh sát thủ, nếu liên minh sát thủ thật sự không tìm thấy Dịch Chi Ngôn, hắn sẽ chẳng làm gì bọn họ. Nhưng vấn đề là bây giờ liên minh sát thủ căn bản không muốn đưa tin tức, điều này lại khác biệt hoàn toàn. Hạ tiên sinh, tuy tôi biết rõ anh có quan hệ mật thiết với ám ảnh đoàn, nhưng liên minh sát thủ chúng tôi cũng không sợ ám ảnh đoàn. Meyer bên kia còn liên tục nói, Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại, hắn không muốn tiếp tục nghe những lời dài dòng của đối phương, bây giờ hắn đang thật sự suy xét xem lúc nào nên xử lý đám liên minh sát thủ kia. Có chuyện gì xảy ra sao? Tống Ngọc Mị lúc này khẽ hỏi. À, không có gì, chỉ là một tên ngốc mà thôi, không cần quan tâm đến hắn, chúng ta đi dùng cơm trước. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn quyết định tạm thời không để ý đến tên ngốc Meyer. Đối với hắn thì đi dùng cơm với vợ là quan trọng hơn. À, vậy thì được, chúng ta đi dùng cơm. Tống Ngọc Mị cũng không tiếp tục truy vấn. Hạ Thiên cũng không đi xa, hắn đưa Tống Ngọc Mị đến khu ăn uống ở gần khu biệt thự Hồ Hương Tuyết, đi vào nhà hàng Tây mà hắn và Ninh Khiết hay dùng cơm, sau đó gọi đến 10 phần bò bít tết. Nhân viên phục vụ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên nhưng bọn họ không nói điều gì, ngược lại ánh mắt của đám khách nhà hàng phần lớn lại bị thu hút bởi Tống Ngọc Mị. Một số người thầm nghĩ, đây là diễn viên sao? Thật ra Tống Ngọc Mị mặc áo bào trắng cũng không bắt mắt bằng những trang phục cổ trang trước kia, nhưng nàng quá đẹp, không thể nào không thu hút sự chú ý của người khác, thậm chí còn có vài kẻ muốn tiến lên lôi kéo làm quen. Tống thần y sao? Đúng lúc này một âm thanh kinh ngạc vang lên, khi âm thanh truyền đến thì một cặp nam nữ xuất hiện bên cạnh bàn ăn của Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị. Tống Ngọc Mị có chút buồn bực, Tống thần y là ai? Nàng họ Tống. Nhưng nàng không phải là thần y, Hạ Thiên là thần y nhưng hắn đâu phải họ Tống. Tôi không phải là Tống thần y. Hạ Thiên quay đầu nhìn người phụ nữ kia, đó không phải là ai khác, chính là Cam Mẫn, mà người đàn ông bên cạnh nàng cũng chính là Nhâm Hiểu Phong. Cam Mẫn không khỏi ngẩn ngơ, sau đó nàng nở nụ cười xấu hổ nói. Thật có lỗi, tôi nhận lầm người. Thật ra Cam Mẫn biết mình không nhận lầm người, nhưng nàng nhìn Tống Ngọc Mị và phát hiện đó không phải là Ninh Khiết. Ngay sau đó đã bắt đầu nghi ngờ Tống thần y ra ngoài quan hệ vụng trộm, vì vậy phải giả vờ như không biết. Chị không nhận lầm người, nhưng bây giờ tôi không còn gọi là Tống Tử, tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên đón lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chị có thể gọi tôi là Hạ thần y. Vâng, chào Hạ thần y. Cam Mẫn chợt cảm thấy chóng mặt, nhưng nàng vẫn bắt chuyện. Tiểu Mẫn, chúng ta đừng quấy rầy Hạ thần y dùng cơm. Nhâm Hiểu Phong lúc này mở miệng nói một câu, sau đó hắn cười xấu hổ nói. Hạ thần y, chúng tôi đi trước. Nhâm Hiểu Phong kéo Cam Mẫn bước đi, hắn không dám tiếp cận Hạ Thiên, đơn giản là vì hắn từ vị thủ trưởng Phương trước nay thường hay quan tâm mà biết được chút chuyện về Hạ Thiên, vì vậy cảm thấy cách xa Hạ Thiên ra một chút sẽ tốt hơn. Đi ra ngoài, mau lên. Một tiếng quát chợt vang lên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nơi cửa nhà hàng Tây chẳng biết khi nào đã xuất hiện một tên ăn mày, mà tiếng quát kia của nhân viên phục vụ nhà hàng với tên ăn mày. Có lầm không vậy, ăn mày mà đến được đây. Ăn mày cũng muốn ăn cơm Tây sao? Trời lạnh lẽo thế này mà còn chạy đến đây ăn xin, đúng là quá đáng thương. Quá bẩn, nhìn phát ngán. Đám người trong nhà hàng bình luận không ngớt, có người ghét bỏ, có người đồng tình, nhưng cũng không ai tiến lên ngăn cản tên nhân viên phục vụ đuổi tên ăn mày. Á, tên ăn mày liên tục kêu la nhưng không nói được câu nào, giống như hắn là một người câm, hơn nữa hắn còn liều mạng bò vào bên trong. Đúng vậy, tên ăn mày chẳng những không nói được gì, còn bị gãy chân, hắn chỉ có thể chống tay bò về phía trước. Đừng đi vào, chỗ này có chút tiền, đi mua gì đó ăn đi. Nhâm Hiểu Phong lắc đầu, hắn rút ra tờ 100 đồng đưa cho tên ăn mày. Nhưng kỳ quái là tên ăn mày không lấy tiền, hắn chụp lấy tay của Nhâm Hiểu Phong. Miệng liên tục kêu lên những tiếng vô nghĩa, đồng thời dùng ngón tay chỉ vào trong. Ngươi muốn vào sao? Nhâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc, tên ăn mày này muốn vào bên trong làm gì? Tên ăn mày gật đầu, nhưng sau đó hắn lại lắc đầu, vẫn chỉ tay vào bên trong. Ngươi muốn vào bên trong tìm người sao? Nhâm Hiểu Phong lúc này hình như đã hiểu ra. Ớ,
ớ. Tên ăn mày liều mạng gật đầu, lại dùng tay chỉ vào bên trong. Nhâm Hiểu Phong nhìn theo tay của tên ăn mày, hắn không khỏi ngẩn ngơ, điều này. Tên ăn mày chỉ vào Hạ Thiên. Một ý nghĩ quái dị chợt bùng lên trong đầu Nhâm Hiểu Phong, tên ăn mày này, chẳng lẽ hắn bị Hạ Thiên làm cho trở thành thế này? Tên ăn mày kia hình như muốn tìm cậu. Lúc này Tống Ngọc Mị cũng khẽ nói với Hạ Thiên. Ăn mày. Hạ Thiên có chút kỳ quái, hắn quay đầu nhìn về phía cửa nhà hàng, sau đó hắn thấy tên ăn mày kêu lớn. Ớ. Tên ăn mày vung vẫy tay giống như muốn thu hút sự chú ý của Hạ Thiên. Ủa. Trên mặt Hạ Thiên chợt xuất hiện biểu cảm kinh ngạc, sau đó hắn lóe người đến bên cửa nhà hàng, lại nhìn chằm chằm vào tên ăn mày một lúc lâu. Thật sự đúng là anh, mới một tháng không gặp sao bây giờ anh thê thảm thế này rồi sao? Tên ăn mày lại kêu lên vài tiếng, sau đó nước mắt chảy tràn. Cậu biết hắn sao? Tống Ngọc Mị lúc này cũng đi đến rồi khẽ hỏi. Xem như quen biết. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn dùng một tay cầm lấy tay của tên ăn mày rồi khẽ cau mày. Hai chân bị đánh gãy, bị bẻ gãy mất hai ngón tay, cuống họng bị phỏng, một cây xương sườn bị đánh gãy. À, cũng không thiếu nội thương, xem ra bị đánh rất thảm. Là bị người ta đánh sao? Vẻ mặt Tống Ngọc Mị chợt biến đổi, Nhâm Hiểu Phong và Cam Mẫn ở bên cạnh cũng khiếp sợ, tên ăn mày bị người ta tra tấn ra nông nổi vậy sao? Đúng vậy, chưa đến một tháng trước thì người này vẫn còn rất tốt. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn lầm bầm. Có nên giúp anh ta không nhỉ? Tôi và hắn không tính là quá quen thuộc, hình như cũng không cần giúp. Tên ăn mày nghe được những lời này của Hạ Thiên thì quỳ rạp xuống đất, sau đó dập đầu với Hạ Thiên, rõ ràng đang hy vọng Hạ Thiên giúp mình. Này, đừng dập đầu, có muốn giúp hay không, trước tiên tôi phải hỏi chị Vân Thanh cái đã. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó hắn lấy điện thoại ra bấm số của Vân Thanh. Chồng, cậu đã đến Cảng Thành rồi sao? Vân Thanh lập tức nhận điện thoại, giọng nói khá quyến rũ. Đúng vậy, tôi đã đến từ tối qua. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Chị Vân Thanh, tôi có chuyện muốn hỏi chị, tên khốn Đàm Huy có phải là em họ của chị không? Đàm Huy. Giọng điệu của Vân Thanh có hơi biến đổi. Chồng, sao cậu lại đột nhiên hỏi điều này, chẳng lẽ cậu gặp hắn? Đúng vậy, tôi vừa gặp anh ta, người này bị người ta đánh gãy chân, bây giờ rất giống ăn mày, rất thê thảm. Nếu anh ta là em họ của chị, tất nhiên tôi sẽ giúp anh ta, nhưng nếu hai bên không có quan hệ, tôi cũng không quan tâm. Hạ Thiên nhanh chóng nói, trên đời có quá nhiều ăn mày, hắn cũng không thể nào quan tâm đến tất cả cho được. Vân Thanh ở bên kia trầm mặc một lúc, sau đó nàng khẽ nói. Chồng, nếu cậu có thể giúp được, cậu giúp hắn một chút. Vậy thì được, tôi sẽ giúp anh ta. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chị Vân Thanh. Vậy trước tiên tôi sẽ chữa trị cho anh ta, sau đó hỏi xem có chuyện gì xảy ra, sau đó sẽ điện thoại lại cho chị. Vân Thanh khẽ lên tiếng, sau đó nàng cúp điện thoại. Lúc này Hạ Thiên quay sang nhìn tên ăn mày. Này, anh rất may mắn, xem ra anh thật sự là em của chị Vân Thanh, vì vậy tôi sẽ giúp anh. Tên ăn mày cực kỳ vui sướng, lúc này Hạ Thiên quay đầu nhìn nhân viên phục vụ nhà hàng cách đó không xa. Này, gói những phần bò bít tết của tôi lại. Tôi muốn về nhà ăn. Chương 1092, nàng cũng không muốn ngủ trên mặt đất. Gương mặt nhân viên phục vụ chợt xám đen, hắn công tác ở nhà hàng này đã được nửa năm, đây là lần đầu tiên gặp một vị khách muốn mang về nhà ăn. Phải biết rằng khách đến ăn cơm Tây phần lớn đều chỉ chú trọng tư tưởng, nếu đóng gói mang về thì khác nào mua thức ăn nhanh. Tất nhiên cuối cùng viên nhân viên phục vụ cũng phải gói phần bò bít tết lại cho Hạ Thiên. Nhưng khi Hạ Thiên rời đi thì tên nhân viên phục vụ phải dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tống Ngọc Mị. Đây rõ ràng là một người đẹp nhưng lại theo một tên đàn ông có vấn đề, không có chút tư tưởng, cơm tây mà bị hắn xem là thức ăn nhanh. Đáng tiếc, điều làm cho tên nhân viên phục vụ thất vọng chính là Tống Ngọc Mị dường như không thèm quan tâm, điều này làm cho tên nhân viên phục vụ cực kỳ hâm mộ và ghen ghét Hạ Thiên. Vợ Mị Mị, chúng ta đi thôi, tôi muốn mang người này về nhà, giúp anh ta chữa thương. Hạ Thiên trả tiền, sau đó hắn nói với Tống Ngọc Mị. Hạ thần y, để tôi đưa hắn đi cho. Nhâm Hiểu Phong còn chưa đi, khi hắn thấy Hạ Thiên chuẩn bị xách tên ăn mày lên thì có hơi do dự, sau đó chủ động tiến lên. Hắn ôm lấy tên ăn mày, sau đó khẽ nói. Những thứ này để tôi làm. Động tác này của Nhâm Hiểu Phong làm cho một vài người quen biết phải chấn động, tên kia là ai mà có thể để Nhâm Hiểu Phong gánh vác những việc bẩn thỉu như vậy.
Đi, đi thôi. Hạ Thiên không cảm thấy có vấn đề gì, nếu Nhâm Hiểu Phong đã muốn làm việc này, hắn cũng không quan tâm. Vài phút sau Hạ Thiên về đến khu biệt thự Hồ Hương Tuyết, lúc này Nhâm Hiểu Phong cũng đã ôm người đi vào, hắn đặt tên ăn mày ở phòng khách theo yêu cầu của Hạ Thiên, sau đó bỏ đi ngay. Vợ Mị Mị, trước tiên ăn chút gì đó đã nhé. Hạ Thiên không quan tâm đến tên ăn mày, hắn bắt đầu lấy bỏ bít tết ra. Anh ta là ai? Tống Ngọc Mị vừa ăn vừa dùng giọng tò mò hỏi. Anh ta là Đàm Uy, là em họ của chị Vân Thanh. Hạ Thiên giải thích một câu. Vừa rồi tôi đã điện thoại cho chị Vân Thanh, chị ấy nói tôi giúp anh ta một tay, vì vậy bây giờ tôi sẽ giúp. À, thì ra là vậy. Tống Ngọc Mị không hỏi lại, vì nàng biết Vân Thanh là ai, dù Hạ Thiên chưa từng nói qua nhưng nàng biết Vân Thanh là một trong những người phụ nữ của hắn, một nữ luật sư xinh đẹp và nóng bỏng. Nhưng Vân Thanh họ Vân, người đàn ông này lại họ Đàm, sự việc có chút kỳ quái. Hạ Thiên ăn rất nhanh, Tống Ngọc Mị thì vẫn ăn theo kiểu thục nữ, kết quả là hắn ăn hết 8 phần bò bít tết mà nàng mới ăn được một nửa phần mà thôi. Tôi đã ăn no, cậu tiếp tục đi. Tống Ngọc Mị thấy Hạ Thiên dừng lại thì không khỏi nói, tuy nàng từ một người phụ nữ bình thường biến thành thiên nữ nhưng sức ăn không tăng lên, bây giờ vẫn chỉ có thể ăn nửa phần bò bít tết mà thôi. Vợ Mị Mị, vẫn là chị tốt với tôi. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn tiếp tục ăn. Nhưng điều làm cho Tống Ngọc Mị dở khóc dở cười chính là nàng tưởng hắn sẽ ăn phần còn lại, nào ngờ hắn ăn sạch nửa phần của nàng, phần còn lại của hắn thì giữ lại. No rồi, phần này để cho tên kia. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn đứng lên lấy ra 2 cây ngân châm. Vợ Mị Mị, trước tiên tôi phải chữa thương cho người này, à, có thể sẽ mất chút thời gian, trước tiên chị cứ xem tivi hay lên mạng cũng được, cũng có thể đi ngủ. Tôi lên sân thượng. Tống Ngọc Mị khẽ nói. Được, chút nữa tôi sẽ đi tìm chị. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tống Ngọc Mị nhanh chóng lên lầu, mà Hạ Thiên cũng bắt đầu đâm châm lên người Đàm Uy. Trên người Đàm Uy có rất nhiều vết thương nhưng nghiêm trọng nhất chính là 2 chân và cuống họng, sau đó là 2 ngón tay bị bẻ gãy. Đối với Hạ Thiên thì chỉ có cuống họng là có hơi phiền, cần chút thời gian. Có thể nói người ra tay với Đàm Uy dùng thủ đoạn rất độc ác, không riêng gì đánh gãy chân, còn đổ nước sôi vào miệng, bẻ gãy ngón tay. Tất nhiên mục đích là để cho hắn không thể nào nói được, cũng không thể viết được, nếu không phải có Hạ Thiên thì cả đời này Đàm Uy sẽ bị phế. Vì vậy nếu nói một cách nghiêm khắc thì Đàm Uy rất may mắn, nếu là người khác gặp phải tình cảnh này, dù có báo thù được hay không thì cũng đã bị phế, còn Đàm Uy thì có cơ hội hồi phục lại bình thường, ít nhất đối với Hạ Thiên thì muốn làm Đàm Uy khôi phục lại bình thường cũng không khó. Nói chung qua nửa giờ thì Hạ Thiên cuối cùng cũng dừng thi châm, sau đó hắn nói với Đàm Uy. Bây giờ anh có thể nói được rồi. Tôi thật sự. Đàm Uy nói ra vài chữ, sau đó hắn chợt rơi lệ đầy mặt. Cảm ơn. À, bây giờ mình quả nhiên lợi hại hơn. Hạ Thiên lầm bầm nói. Trước tiên anh đừng nói, nghỉ ngơi nửa giờ, nơi đó có một phần bò bít tết, có lẽ anh đã rất đói, anh ăn đi. Xương ngón tay của anh cần thời gian vài ngày mới khôi phục lại được, những ngày này đừng nên cố gắng sử dụng 2 ngón tay đó. Mặt khác bây giờ anh có thể đi nhưng tốt nhất nên ngủ một đêm, tối nay anh ngủ ở phòng khách, không cần lên lầu, nếu không tôi sẽ cho anh ăn đòn. Vâng. Cảm ơn. Giọng điệu của Đàm Uy có chút nghẹn ngào. Đừng nói nữa. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Đàm Uy. Còn nữa, đừng cảm ơn tôi, chị Vân Thanh nói tôi giúp anh, nếu không tôi sẽ chẳng quan tâm đến anh, tôi lên lầu với vợ, anh cứ làm theo lời tôi nói là được. Đàm Uy khẽ gật đầu, hắn không nói thêm lời nào nhưng trong mắt lại tràn đầy cái nhìn biết ơn. Hạ Thiên dùng tốc độ cực nhanh phóng lên sân thượng, hắn đang định mở lời thì thấy tình cảnh bên trên. Vì thế mà lời nói sắp ra khỏi miệng cũng được hắn thu hồi. Lúc này hắn thấy Tống Ngọc Mị đang khoanh chân ngồi trên sân thượng, hai mắt khép hờ, cũng không nhúc nhích, lúc này những luồng khí lưu động xung quanh nàng đã nhanh hơn khá nhiều, rất nhiều luồng khí tức dùng tốc độ nhanh chóng chui vào trong người nàng. Vợ Mị Mị cũng tu luyện phiêu miểu tâm pháp. Hạ Thiên thầm nói, thần tiên tỷ tỷ đã từng nói với hắn, thật ra có rất nhiều tâm pháp tu tiên, ở phiêu miểu tiên môn thì tâm pháp tu tiên không phải chỉ là một loại. Những tâm pháp tu luyện khác nhau sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện. Phiêu miểu tâm pháp chính là tâm pháp tốt nhất của phiêu miểu tiên môn, nhưng nó cũng có yêu cầu với người tu luyện, không phải ai cũng thích hợp. Năm xưa thần tiên tỷ tỷ lén đưa phiêu miểu tâm pháp cho Dạ Ngọc Mị, hy vọng Dạ Ngọc Mị cũng học được phiêu miểu tâm pháp, nhưng thể chất của Dạ Ngọc Mị không phù hợp,
nhưng chỉ sợ rằng thần tiên tỷ tỷ cũng không ngờ Tống Ngọc Mị lại thích hợp với phiêu miểu tâm pháp. Thật ra trước đó Hạ Thiên cũng không biết chuyện này, nhưng trước đó vài ngày thì Tô Tiểu Thư đã nói cho hắn biết nhiều chuyện, mà hắn cũng hiểu nhiều hơn về lai lịch của thần tiên tỷ tỷ. Nhưng cũng có phát hiện làm hắn cảm thấy khó hiểu, hắn không thể nào xử lý Dạ Ngọc Mị, vì Dạ Ngọc Mị thật sự rất quan trọng với thần tiên tỷ tỷ, nếu Dạ Ngọc Mị mất đi thì thần tiên tỷ tỷ sẽ rất đau lòng. Tất nhiên Hạ Thiên không thể xử lý Dạ Ngọc Mị, như vậy cũng không có nghĩa là hắn không trả thù được nàng. Hắn đã sớm có quyết định, nhất định phải tìm cơ hội tốt để tra tấn Dạ Ngọc Mị một lượt, nếu không sẽ rất nuối tiếc. Phải làm sao để vợ Mị Mị không thích người phụ nữ chết tiệt Dạ Ngọc Mị kia nhỉ? Hạ Thiên nhìn Tống Ngọc Mị đang tu luyện mà không khỏi lo lắng về vấn đề này, hắn cảm thấy chuyện này rất phiền toái, vợ Mị Mị giống như rất sùng bái Dạ Ngọc Mị. Hạ Thiên thật sự khó nghĩ ra biện pháp vào lúc này, hắn ở bên cạnh nhìn một lát, cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi. Thôi, đi ngủ cái đã. Hạ Thiên ngáp một cái, sau đó hắn thuận thế ngã xuống đất, bắt đầu ngủ o o. Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ của Tống Ngọc Mị thì hai mắt chợt mở ra. Một tối tu luyện làm cặp mắt của nàng càng thêm quyến rũ, càng thêm thanh tịnh, càng thêm xinh đẹp. Tống Ngọc Mị cũng không có động tác gì đặc biệt, nàng đứng lên, hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng đối với phiêu miểu tâm pháp thì đẹp trời chưa hẳn là chuyện tốt, vì phiêu miểu tâm pháp cũng không hợp với ánh mặt trời. Tất nhiên, thật ra cũng không phải chỉ có phiêu miểu tâm pháp, theo lời của Mị Di thì hầu như tất cả tâm pháp đều bài xích ánh mặt trời, khi ánh mặt trời bừng lên thì linh khí sẽ giảm bớt. Vì vậy dưới tình huống bình thường người ta sẽ tu luyện vào buổi tối, đến khi ánh mặt trời xuất hiện thì căn bản chấm dứt tu luyện. Tống Ngọc Mị khẽ thở ra một hơi, nàng phát hiện hôm nay tâm tình của mình rất bình tĩnh, sau khi Mị Di rời khỏi thủ đô thì nàng đều khó bình tĩnh, cũng bỏ phí một thời gian tu luyện. Nhưng đêm qua nàng cảm thấy mình tu luyện rất hiệu quả, so với trước kia thì mạnh hơn khá nhiều. Ủa? Tống Ngọc Mị chợt cảm thấy không đúng, vì nàng chợt phát hiện tiếng hít thở cách đó không xa. Nàng vội vàng quay đầu nhìn, sau đó nàng chợt ngẩn ngơ, hắn sao ngủ ở đây? Hạ Thiên nằm cách Tống Ngọc Mị không xa, hắn đang ngủ rất say. Nàng thật sự không biết nói gì, người này muốn ngủ mà không biết xuống lầu sao? Không phải muốn ngủ ngoài trời đông đấy chứ? Dù công lực của hắn có cao thâm, không phải người thường thì ngủ ngoài trời cũng không tốt. Này, tỉnh lại! Tống Ngọc Mị hầu như không chút do dự, nàng đi đến bên cạnh Hạ Thiên. Nàng ngồi xổm xuống kéo cánh tay Hạ Thiên, muốn hắn tỉnh lại. Hạ Thiên thật sự mở mắt, nhưng hắn lại làm một động tác khiến Tống Ngọc Mị dở khóc dở cười. Hắn nắm lấy tay Tống Ngọc Mị, sau đó dùng sức kéo. Tống Ngọc Mị lập tức mất đi lực khống chế và ngã lên người hắn. Vợ Mị Mị, tôi còn chưa ngủ xong, tiếp tục ngủ đi. Hạ Thiên vẫn có vẻ chưa tỉnh táo, hắn nói xong thì tiếp tục nhắm mắt lại. Tống Ngọc Mị khẽ vùng vẫy, nàng thoát khỏi vòng tay của Hạ Thiên. Sau đó nàng đứng thẳng người lên, đồng thời còn đứng xịch ra. Tôi muốn về thủ đô. Tống Ngọc Mị nói có chút tức giận, người này thật là, muốn nàng ngủ với hắn cũng được, nhưng lại muốn nàng ngủ dưới đất với hắn, nàng cũng không muốn ngủ dưới đất. Chương 1093, để lại nụ hôn của chị. Sao? Hạ Thiên lập tức tỉnh táo lại, hắn nhảy dựng khỏi mặt đất rồi dùng ánh mắt có chút buồn bực nhìn Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị. Tôi chỉ muốn chị ngủ cùng tôi một chút mà thôi, chị sao lại tức giận mà muốn quay về thủ đô? Sao cậu lại ngủ trên mặt đất? Tống Ngọc Mị không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng tức giận hỏi. Nếu có vấn đề gì thì sao? Vợ Mị Mị, tôi biết rõ chị quan tâm đến tôi, nhưng chị cứ yên tâm, tôi sẽ không bao giờ bị cảm, đừng nói là ngủ trên mặt đất, dù tôi ngủ trên băng cũng không có vấn đề gì. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chị đang tu luyện ở trên này. Tất nhiên tôi phải ở đây hộ vệ, nếu không có người tiến lên quấy rối sẽ không tốt, vì vậy tôi mới ngủ ở đây. Cậu ngủ đây vì sợ người khác quấy rối tôi sao? Tống Ngọc Mị chợt ngẩn ngơ. Đúng vậy, thần tiên tỷ tỷ nói, khi tu luyện phiêu miễu tâm pháp thì không thể bị người khác quấy rầy, nếu không sẽ chẳng tốt, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hạ Thiên ra vẻ rất chuyên chú. Vì vậy, vợ Mị Mị, sau này chị cũng đừng nên tùy tiện tu luyện, nếu không bị tẩu hỏa nhập ma thì rất phiền. Tôi biết rồi. Tống Ngọc Mị không khỏi dịu dàng hơn, người đàn ông này có rất nhiều khuyết điểm nhưng hắn thật sự rất tốt với nàng. Một người phụ nữ thường dễ dàng tha thứ cho những khuyết điểm của người đàn ông nhưng thường khó chấp nhận đối phương không tốt với mình, cũng như bây giờ, Tống Ngọc Mị thật ra có rất nhiều bất mãn với Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không hề ghét hận hắn, thậm chí còn có chút quan tâm,
ví dụ như vừa rồi, nàng thật sự lo lắng hắn nằm trên mặt đất sẽ sinh cảm lạnh. Vợ Mị Mị, vậy sao chị quay lại thủ đô? Hạ Thiên lúc này lại hỏi, hắn cảm thấy Tống Ngọc Mị đã không còn giận, vì vậy nàng sẽ không cần đi mới phải. Tôi phải về. Tống Ngọc Mị lại lắc đầu. Hạ Thiên lập tức buồn bực. Vợ Mị Mị, sao chị còn giận? Giận chồng cũng không tốt đâu đấy nhé, chị còn như vậy sẽ bị đánh mông. Cậu đánh mông tôi sẽ giận thật sự. Trên gương mặt đẹp của Tống Ngọc Mị chợt xuất hiện hai đóa mây đỏ ửng, giọng điệu của nàng cũng hòa hoãn trở lại. Tôi trở lại thủ đô không vì nổi giận với cậu, tôi thật sự phải quay về. Vợ Mị Mị, tối qua chị mới đến đây, sao bây giờ lại muốn đi? Hạ Thiên không thật sự muốn cho Tống Ngọc Mị đi, hắn còn chưa kịp hâm nóng tình cảm với vợ Mị Mị xinh đẹp này. Từ sau khi Mị Di mất tích thì Tống gia chúng tôi lập tức hoảng loạn, trước khi Mị Di bỏ đi thì tôi thay mặt trưởng quản Tống gia, trong thời gian này tôi phải làm cho tốt, nếu không khi cô ấy quay lại mà Tống gia không bằng trước kia, cô ấy nhất định sẽ trách tôi. Tống Ngọc Mị khẽ nói. Sắp đến Tết âm lịch, ngày Tết này rất quan trọng với người trong nước, tôi không muốn Tống gia có một năm mới mất vui, vì vậy phải mang tin tức Mị Di vẫn an toàn về cho mọi người, đồng thời còn muốn sắp xếp một việc. Vì thế tôi thật sự phải quay về. Vậy chị có thể để đến tối quay về được không? Nếu không thì trực tiếp điện thoại cho người nào đó của Tống gia cũng được. Hạ Thiên rất không tình nguyện, hắn căn bản mới nói vài câu mà bây giờ vợ Mị Mị lại chạy mất, điều này rõ ràng là quá nhanh. Không được, tôi phải quay về, nếu không bọn họ sẽ lo lắng. Tống Ngọc Mị lắc đầu, nàng thấy bộ mặt tiếc nuối của Hạ Thiên thì trong lòng mơ hồ có chút xúc động, giọng điệu càng trở nên dịu dàng. Cậu cũng đừng như vậy, đợi qua Tết, cậu có thời gian thì có thể đến thủ đô tìm tôi, dù sao thì sau này cậu cũng sẽ phải thường đến thủ đô. Tống Ngọc Mị cũng biết rõ những phụ nữ khác của Hạ Thiên ở thủ đô, vì vậy nàng vững tin, dù không có nàng ở thủ đô thì hắn cũng sẽ thường đến. Vợ Mị Mị, nếu chị để nụ hôn ở lại thì tôi sẽ cho đi. Hạ Thiên trừng mắt, hắn chân thành nói, vợ Mị Mị đã đến đây một chuyến, nếu để nàng đi dễ dàng như vậy thì thật sự quá mất mặt. Dù sao cũng phải cướp lấy một nụ hôn mới đúng. Tống Ngọc Mị lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, người này quả nhiên là lưu manh trước sau như một. Tôi đi đây. Tống Ngọc Mị quyết định không thèm giải thích với Hạ Thiên, nàng xoay người mà bay lên trời, nàng phóng ra khỏi sân thượng rồi rơi xuống. Nhưng nàng còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã cảm thấy vòng eo bị siết chặt, sau đó cặp môi anh đào của nàng cũng bị ép lên. Tống Ngọc Mị vô thức giãy giụa nhưng vừa mới vùng ra đã cảm thấy hai chân rơi xuống đất. Lúc này Hạ Thiên cũng đã bỏ qua cho cặp môi của nàng. Vợ Mị Mị, tôi không giữ chị lại được, cũng chỉ có thể bắt chị để nụ hôn ở lại, nếu không tôi sẽ không thể cho chị đi. Hạ Thiên cười hì nói. Tống Ngọc Mị cảm thấy đau đầu, người này rõ ràng chủ động thực hiện hành vi vô lại. Ông xã, điện thoại kìa. Chuông điện thoại vang lên. Tống Ngọc Mị lập tức vui sướng, sau đó nàng tranh thủ nhắc nhở Hạ Thiên. Vợ Mị Mị, chị hôn tôi trước đã. Hạ Thiên ra vẻ không thèm quan tâm đến cuộc điện thoại đang gọi đến. Cậu nhận điện thoại trước rồi nói sau. Tống Ngọc Mị lập tức cảm thấy hết chỗ nói, người này không nhận điện thoại, không phải muốn nàng phải hôn hắn sao? Phải biết rằng nàng đã từng bị hắn ôm, cũng đã từng bị hắn hôn, nhưng nếu nói nàng chủ động hôn hắn thì tuyệt đối không, vì nàng cảm thấy mình không làm được điều này. Vợ Mị Mị, tiếp điện thoại chỉ là chuyện nhỏ, chuyện nụ hôn của chị mới là đại sự, chúng ta cần làm đại sự trước. Việc nhỏ làm sao? Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nếu cậu còn như vậy thì tôi sẽ giận. Tống Ngọc Mị tức giận nói. Hạ Thiên vẫn không quan tâm. Vợ Mị Mị, chị hôn tôi thì sẽ không còn tức giận. Chuông điện thoại của Hạ Thiên vẫn vang lên, hắn vẫn không nhận máy, hai tay đưa sang ôm Tống Ngọc Mị. Lúc này Tống Ngọc Mị phát hiện ra một vấn đề, với công lực hiện tại của nàng mà muốn tránh khỏi hắn là không thể, rõ ràng người này mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Tống Ngọc Mị khẽ cắn môi rồi hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước trên mặt Hạ Thiên, sau đó nàng tức giận nói. Bây giờ đã thả tôi ra được chưa? Thời gian có hơi ngắn nếu có thể chấp nhận được. Hạ Thiên cười hì hì nói. Chấp nhận. Tống Ngọc Mị rất muốn đánh người này, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn người khác, hắn còn ghét bỏ vì nàng hôn quá nhanh, còn nói gì là không chấp nhận. Cậu còn chưa buông ra sao? Tống Ngọc Mị thật sự nổi giận. Dù bây giờ cảm giác của nàng với Hạ Thiên là rất phức tạp, đối với hắn cũng không phải không có cảm tình, nhưng nàng thật sự không thích thủ đoạn ép buộc này của hắn, điều này làm nàng không thoải mái.
Tống Ngọc Mị nàng không phải là người phụ nữ thích ép buộc, hắn phải làm sao cho nàng tình nguyện mới được. Hạ Thiên lúc này thả Tống Ngọc Mị ra, giống như cảm nhận được nàng sắp nổi giận, nhưng hắn nói một câu. Vợ Mị Mị, có muốn tôi đưa chị ra sân bay không? Không cần, để tôi tự đi. Khi thấy Hạ Thiên không còn dùng sức mạnh thì Tống Ngọc Mị tuy có hơi hết giận nhưng vẫn rất mất hứng, nàng nói xong thì xoay người bỏ đi. Mãi đến khi Tống Ngọc Mị biết mất trong tầm mắt thì Hạ Thiên nhảy dựng lên sân thượng, sau đó hắn lấy điện thoại ra bấm nút nghe. Chị Vân Thanh, Đàm Uy đã rất tốt rồi, bây giờ tôi sẽ xuống lầu xem thế nào. Người điện thoại đến là Vân Thanh, Hạ Thiên vừa nhận điện thoại vừa xuống lầu. Hắn nhanh chóng đi xuống phòng khách, ngay sau đó thấy Đàm Uy an phận nằm trên ghế salon. Một buổi tối qua đi, Đàm Uy biến đổi rất lớn, trước đó với bộ dạng của Đàm Uy thì dù là ai cũng nghĩ hắn là tên ăn mày, nhưng bây giờ tuy quần áo của hắn có chút bẩn nhưng tinh thần lại rất tốt, làm người khác không nghĩ hắn là ăn mày, chẳng qua có hơi bẩn mà thôi. Cậu biết có chuyện gì xảy ra sao? Vân Thanh khẽ hỏi thăm trong điện thoại. Thật ra người Đàm gia tìm cậu ta đã khá lâu nhưng không có tin tức. Chị Vân Thanh, tôi còn chưa hỏi, nếu không thì chị trực tiếp hỏi anh ta đi. Hạ Thiên nhìn Đàm Uy rồi nói. Không cần, chồng, là thế này, cha của Đàm Uy là Đàm Học Vũ, cậu đã từng gặp ông ấy rồi, bây giờ ông ấy đang ở cảng thành tìm kiếm Đàm Uy, tôi chuẩn bị đưa số điện thoại của cậu cho ông ấy, để ông ta trực tiếp liên lạc với cậu. Nếu như bọn họ thật sự gặp phải phiền toái, nếu cậu có thời gian rảnh rỗi thì giúp bọn họ một chút. Vân Thanh nói trong điện thoại. Được, được. Hạ Thiên lập tức đồng ý, nhưng sau đó hắn dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu. Chị Vân Thanh, tôi nhớ chị có quan hệ không tốt với bọn họ mà. Ừ. Vân Thanh khẽ lên tiếng. Chồng, những ngày cậu mất tích, bên này xảy ra chút chuyện, nhưng bây giờ tôi cũng không thể giải thích rõ ràng được. Khi nào cậu về thì tôi sẽ giải thích sau, trước tiên cậu giúp bọn họ một chút là được. Chị Vân Thanh, chị không cần giải thích, chị nói tôi giúp anh ta, tôi sẽ giúp. Hạ Thiên thuận miệng nói. Được, cảm ơn chồng, trước tiên tôi sẽ điện thoại cho Đàm Học Vũ. Tôi cúp máy đây. Vân Thanh nói một câu rồi cúp điện thoại. Chưa đến 2 phút sau đã có một người gọi đến. Chào, cậu là Hạ Thiên à? Tôi là Đàm Học Vũ. Bên kia truyền đến một âm thanh khàn khàn. Là tôi, chị Vân Thanh đã nói với tôi, thế này đi, ông đến khu biệt thự Hồ Hương Tuyết tìm tôi ở tòa nhà 118. Hạ Thiên nhanh chóng nói, hắn đã đồng ý với Vân Thanh, tất nhiên sẽ làm tốt chuyện này, còn quan hệ giữa Vân Thanh và Đàm gia. Hắn không quan tâm. Được, tôi sẽ đến ngay. Đàm Học Vũ lập tức có hơi phấn chấn. Đúng rồi, đưa đến chút quần áo, bây giờ anh ta đang rất bẩn, giống như ăn mày, tôi cũng không có quần áo cho anh ta thay đổi. Hạ Thiên nhìn Đàm Uy rồi mở miệng nói. Được, tôi sẽ đưa đến. Đàm Học Vũ tất nhiên sẽ đồng ý. Hạ Thiên không nói gì nữa, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Lần này là Ninh Khiết gọi đến. Chồng, bên này có chút tin tức về Dịch Chi Ngôn. Điện thoại vừa nối thông thì Ninh Khiết nói ngay. Chương 1094, không ai có thể trêu chọc tôi. Chị biết tên ngốc kia ở đâu sao? Hạ Thiên có chút hưng phấn. Chồng, Hứa Thanh Sơn biết tin tức về Hiểu Đồng thiếu chút nữa bị giết đã tương đối phẫn nộ, vì vậy lão lập tức điều tra chuyện này, biết được vài sự việc thật sự có liên quan đến Dịch tiên sinh kia. Ninh Khiết nhanh chóng nói. Dù còn chưa xác định người kia có phải là Dịch Chi Ngôn hay không, nhưng Hứa Gia Hưng, là người con thứ hai của Hứa Thanh Sơn đã nói, có một người tên là Dịch Tiên Sinh chủ động liên lạc với hắn, giúp hắn cướp lấy tài sản của Hứa Gia. À, Hứa Gia Hưng kia có biết Dịch Tiên Sinh ở đâu không? Hạ Thiên hỏi một câu. Chồng, hắn cũng không biết rõ ràng, bọn họ chỉ liên lạc với nhau trên mạng mà thôi. Ninh Khiết trả lời, ngay sau đó nàng thay đổi chủ đề. Nhưng bây giờ đã có một cơ hội, sáng nay tên Dịch tiên sinh kia chợt gửi mail cho Hứa Gia Hưng, muốn Hứa Gia Hưng lập tức đưa cho hắn 100 triệu đô la Hong Kong, hắn cũng đưa đến một tài khoản ngân hàng. Đám cảnh sát kỹ thuật cao bên Hong Kong nói có thể điều tra số tài khoản kia, nhưng bọn họ cũng không bảo đảm có thể căn cứ vào số tài khoản đó để tìm được người cần tìm. Những chuyện thế này nên để cho Tiểu Yêu Tinh làm. Hạ Thiên không đợi Ninh Khiết nói xong mà cắt ngang lời. Vợ quỷ keo kiệt. Tôi sẽ điện thoại cho vợ Tiểu Yêu Tinh, để cô ấy liên lạc với chị, sau đó chị cho cô ấy biết số tài khoản, cô ấy sẽ biết nên làm thế nào. Được, hiểu rồi, có tin tức gì tôi sẽ báo cho cậu biết ngay.
Ninh Khiết lên tiếng. Sau khi kết thúc trò chuyện với Ninh Khiết thì Hạ Thiên lập tức điện thoại cho Tiểu Yêu Tinh, mà lúc này nàng vẫn ngủ như trước, nhưng vừa nghe nói có thể được hách tài khoản ngân hàng, nàng lập tức tràn đầy hưng phấn. Nàng thề thốt đảm bảo sẽ làm tốt mọi việc, dù không tìm thấy vị trí của Dịch Chi Ngôn thì cũng sẽ đào mỏ hết số tiền bên trong, để tên kia đi ăn xin. Dù đến bây giờ Tiểu Yêu Tinh còn chưa giúp Hạ Thiên tìm được Dịch Chi Ngôn, nhưng hắn vẫn rất tin tưởng năng lực của nàng, vì vậy sau khi giao cho Tiểu Yêu Tinh thì hắn cũng không quan tâm nữa, ngay sau đó hắn chỉ cần bình tĩnh chờ tin tức của Tiểu Yêu Tinh và Ninh Khiết mà thôi. Sau khi sắp xếp xong thì chuông cửa chợt vang lên. Hạ Thiên nhanh chóng đi ra, sau đó hắn thấy một ông lão đứng bên ngoài, tuy hắn chỉ mới gặp mặt đối phương một lần nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, người này là cha của Đàm Uy, Đàm Học Vũ. Nhưng lần trước gặp mặt thì Hạ Thiên cảm thấy Đàm Học Vũ vẫn chưa đến 60, mà lần này hắn chợt sinh ra cảm giác người này già đi hơn 10 tuổi, chỉ trong thời gian ngắn mà lão có vẻ rất già lão, mái tóc cũng bạc trắng. Sau lưng Đàm Học Vũ còn có một người phụ nữ, người này hơn 30, tướng mạo khá tốt, dáng người cũng khá tốt, có hơi tương tự như Đàm Uy. Vào đi, Đàm Uy ở bên trong. Hạ Thiên mở cửa rồi lười biếng nói một câu. Đàm Học Vũ muốn nói gì đó thì dừng lại. Sau đó lão khẽ gật đầu, đi theo Hạ Thiên vào phòng khách, khi thấy Đàm Uy ngồi trên sàn nhà thì gương mặt chợt tràn đầy nước mắt. Tiểu Uy, em trai, em làm sao vậy? Sao em lại ngồi trên mặt đất? Người phụ nữ nhanh chóng nhào đến bên cạnh Đàm Uy dùng giọng quan tâm nói, sau đó nàng còn quay đầu dùng giọng bất mãn nói với Hạ Thiên. Cậu làm gì vậy? Mùa đông lạnh thế này mà cho em tôi ngồi trên sàn nhà. Câm mồm cho ta. Hai tiếng gầm hầu như đồng thời vang lên, theo thứ tự chính là Đàm Học Vũ và Đàm Uy, mà Đàm Uy vừa giống lên tức giận vừa đột nhiên vùng lên đẩy người phụ nữ kia ra. Đàm Mẫn Chi, chị đừng ở đây giả vờ làm người tốt, nửa tháng trước tôi đi tìm chị, nhưng chị xem tôi như tên ăn mày, cố ý làm ra vẻ không biết tôi. Đàm Uy dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn người phụ nữ kia. Bây giờ tôi nói cho chị biết, sau này tôi không có người chị nào như chị. Vẻ mặt Đàm Mẫn Chi chợt biến đổi, nàng lập tức nổi giận nói. Em trai, sao em lại vu oan cho chị như vậy? Chị giả vờ không biết em khi nào, em đi tìm chị hồi nào. Bây giờ chị tất nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng tóm lại một câu, tôi hy vọng sau này chị cũng đừng xem như quen biết tôi. Lúc này Đàm Uy đứng lên khỏi mặt đất. Nhưng tôi phải cảm ơn chị cho tôi nửa tháng khổ sở, điều này làm tôi nghĩ lại rất nhiều chuyện, để tôi thấy rõ bộ mặt của chị. Chị so ra kém xa người chị luôn hận Đàm gia chúng tôi kia. Mẫn Chi, con thật sự giả vờ như không quen biết Tiểu Uy sao? Đàm Học Vũ lúc này cũng nhìn Đàm Mẫn Chi, lão trầm giọng nói. Cha, cậu ta nói dối, con căn bản chưa từng gặp Tiểu Uy, có một tên ăn mày đến tìm con, nhưng tên kia không nói được lời nào, căn bản không thể nào là Tiểu Uy. Đàm Mẫn Chi vội vàng giải thích. Trước tối qua tôi còn chưa việc gì. Đàm Uy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đàm Mẫn Chi. Nhưng chị ruột này giả vờ như không biết tôi, vì vậy tôi phải ký thác tất cả lên người chị họ, vì thế mới sang bên này tìm anh rể Hạ Thiên. May mà anh rể Hạ Thiên đối xử với tôi không tệ, tối qua tôi đã gặp anh ấy, dù anh ấy chỉ gặp tôi vài lần nhưng chỉ cần liếc mắt là nhận ra, hơn nữa còn điện thoại cho chị họ, tối qua lại chị thương cho tôi. Đàm Uy nói đến đây thì chợt xoay người nhìn về phía Hạ Thiên, hắn quỳ xuống đất dập đầu nói. Anh rể, đại ân không thể nói hết bằng lời, sau này mạng của Đàm Uy sẽ là của anh, dù anh để tôi tìm chết, tôi cũng sẽ không do dự nửa lời. Tôi không muốn anh tìm chết, anh tranh thủ đi tắm, mùi trên người rất khó ngửi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vâng, anh rể, tôi sẽ đi. Đàm Uy bò lên khỏi mặt đất. Tiểu Uy, đây là quần áo của con. Đàm Học Vũ đưa cho Đàm Uy một túi quần áo. Đàm Uy tiếp nhận túi quần áo, hắn đi về phía phòng tắm. Mà Đàm Học Vũ lại quay sang nhìn Đàm Mẫn Chi, giọng điệu rất trầm thấp. Mẫn Chi, bây giờ ta không muốn kiểm chứng những lời của Tiểu Uy là thật hay giả, nhưng con nên đi đi, Tiểu Uy vừa gặp đại nạn, nó sẽ không muốn nhìn thấy con. Cha, con. Gương mặt Đàm Mẫn Chi chợt tái nhợt, nàng muốn giải thích gì đó. Đi đi. Đàm Học Vũ chợt quát lên. Vẻ mặt Đàm Mẫn Chi chợt biến đổi, nàng dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, sau đó tức giận bỏ đi. Hạ Thiên, đại ân của cậu và Vân Thanh, Đàm gia tôi. Đàm Học Vũ nhìn Hạ Thiên, lão chuẩn bị nói ra những lời cảm tạ. Tôi đã nói là không cần cảm ơn, muốn thì cảm ơn chị Vân Thanh.
Hạ Thiên cắt ngang lời Đàm Học Vũ, hắn không hứng thú với lời cảm tạ của đàn ông, nếu là Vân Thanh đến cảm tạ hắn, như vậy hắn sẽ vui hơn. Đàm Học Vũ nhìn Hạ Thiên, lão không nói thêm điều gì nhưng trong lòng có khá nhiều cảm xúc. Lão không ngờ vào lúc Đàm gia gian nan nhất thì người trợ giúp lại là Hạ Thiên và Vân Thanh, hai người này trước kia hầu như không có liên hệ gì với Đàm gia. Này, đúng rồi, chị Vân Thanh nói, để tôi giúp các người, vì vậy nếu các người có gì không giải quyết được thì cứ nói cho tôi biết, trên đời này không có gì tôi không làm được. Hạ Thiên lúc này chủ động nói. Vâng, nhưng đến bây giờ tôi còn chưa biết Tiểu Huy có chuyện gì xảy ra. Đàm Học Vũ khẽ gập đầu nói. Tôi ra ngoài ăn sáng, ông chậm rãi chờ anh ta tắm rửa. Hạ Thiên nhớ mình còn chưa ăn sáng, vì vậy hắn nói một câu rồi đứng lên nhanh chóng bỏ đi. Hạ Thiên ăn sáng mất nửa giờ, khi hắn quay về thì thấy Đàm Uy đã tắm rửa xong, đã thay quần áo mới, lúc này tất nhiên sẽ là hai người khi so với trước đó. Đàm Uy và Đàm Học Vũ cùng ngồi trên ghế salon khẽ nói gì đó, khi thấy Hạ Thiên tiến vào thì Đàm Uy vội vàng đứng lên dùng giọng khách khí nói. Anh rể! Này, rốt cuộc là ai đánh chú thê thảm như vậy, có muốn tôi giúp đánh hắn một trận hay không? Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, hắn đang chờ tin tức của Tiểu Yêu Tinh. Vì vậy bây giờ hơi rảnh, cần tìm chút chuyện làm cho đỡ ngứa tay. Anh rể, là người của thất huynh đệ hội ra tay, lúc đó khi bọn họ tra tấn tôi đã nói rất rõ ràng, bọn họ nhận tiền của Lam Thiệu Cương, cố ý trả thù tôi. Đàm Uy lại không có quá nhiều phẫn nộ, hắn đã nghĩ một buổi tối, bây giờ đã cơ bản tỉnh táo trở lại. Đàm Uy dừng lại một chút rồi giải thích. Anh rể còn nhớ sự việc bốn tên lưu manh trước đó không? Một tên trong số đó chính là con của Lam Thiệu Cương. Tên Lam Thiệu Cương kia rất có tiền, hơn nữa anh của hắn lại là chủ tịch thành phố Cảng Thành. Thất huynh đệ hội chính là tổ chức hắc bang lớn nhất Cảng Thành, căn bản Đàm gia không thể trêu vào, vì vậy bọn họ căn bản không sợ tôi biết rõ thân phận của mình. À, chú có muốn xử lý tất cả bọn họ không? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Sao? Đàm Uy chợt ngẩn ngơ, tất nhiên hắn muốn xử lý tất cả đám người kia, nhưng hắn căn bản không có năng lực đó. Sao cái gì? Nếu chú muốn giết bọn họ, tôi sẽ giúp cậu xử lý, nếu cậu không muốn thì bỏ đi, dù sao bọn họ cũng chưa chọc vào anh đây. Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói. Anh rể, những người này không dễ chọc vào, tôi sợ anh. Đàm Uy khẽ nói. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Đàm Uy. Chú nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chú chỉ cần biết rằng trên đời này người không nên chọc vào là anh muốn chơi ai cũng được, đừng nghĩ muốn chơi được anh, hiểu chưa? Đàm Uy nghe nói như vậy mà không khỏi ngẩn ngơ, hắn biết y thuật của Hạ Thiên rất thần kỳ, hoặc có thể nói là rất khó tưởng. Tối qua hắn không tin mình còn có thể nói được, cũng cảm thấy nửa đời sau khó thể đi đứng bình thường, nhưng bây giờ hắn không khác gì người bình thường. Nhưng Đàm Uy không biết nhiều về Hạ Thiên, hắn cũng không thể xác định Hạ Thiên thật sự lợi hại như vậy. Đàm Uy có chút do dự, sau đó hắn quyết định nhờ Hạ Thiên. Anh rể, em muốn anh cứu bạn gái. Cô ấy bị đám cầm thú kia bắt được, bây giờ còn chưa biết sống chết thế nào. À, không có vấn đề, chú biết bạn gái ở đâu không? Hạ Thiên đồng ý, trong lòng có chút vui sướng, xem ra có chuyện để làm rồi. Chương 1095, anh chẳng phải kẻ không biết đường. Đàm Uy nghe Hạ Thiên hỏi những lời như vậy thì chợt cảm thấy bi phẫn, hắn trầm mặc vài chục giây rồi mới cắn răng nói. Đám khốn nạn kia nói sẽ đưa nàng vào tiếp khách ở câu lạc bộ Thiên Vương. Biết rõ địa điểm là tốt, tôi sẽ đưa cậu đến đập nát chỗ kia ra. Hạ Thiên nói rồi muốn chạy đi. Hay là chúng ta báo cảnh sát? Đàm Học Vũ nhịn không được phải nói một câu. Tôi cũng có bạn ở đồn cảnh sát, nếu để bọn họ hỗ trợ nói không chừng sẽ tốt hơn. Cha, đừng hy vọng như vậy, khi con là An mày cũng từng đến tìm cảnh sát, nhưng bọn họ căn bản không quan tâm đến con. Trong giọng nói của Đàm Uy có chút phẫn nộ. Thậm chí còn có tên cảnh sát đá con vài cái, còn cảnh cáo con nếu muốn sống thì đừng nên đến tìm cảnh sát. Nhưng, Tiểu Uy, phiền toái như vậy nếu... Đàm Học Vũ định nói gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại của Hạ Thiên cắt đứt. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, hắn phát hiện vợ Tiểu Yêu Tinh điện thoại đến, vì vậy có chút hưng phấn, lúc này có lẽ vợ Tiểu Yêu Tinh không làm hắn thất vọng rồi. Tìm được tên ngốc dịch Chi Ngôn rồi sao? Hạ Thiên nhận điện thoại rồi mở miệng hỏi. Chồng chồng, lần này em thật sự lợi hại, em đã lấy được rất nhiều tiền từ tài khoản của tên Dịch Chi Ngôn kia, còn nữa, lần này cuối cùng cũng biết hắn ở nơi nào. Tiểu Yêu Tinh có chút hưng phấn.
Chồng, anh nhất định phải ban thưởng cho em à nha. Chờ anh xử lý xong tên ngốc kia, sau đó sẽ đến thủ đô tìm em, đến lúc đó sẽ ban thưởng cho em. Hạ Thiên một lời đồng ý. Chồng, anh ban thưởng cho em cái gì? Tiểu yêu tinh cười hì hì hỏi. Đến lúc đó em sẽ biết, còn nữa, em mau nói xem tên ngốc kia ở đâu. Nếu để hắn chạy mất thì em không những chẳng được ban thưởng, sợ rằng còn bị trừng phạt. Hạ Thiên có chút mất vui nói, vợ tiểu yêu tinh này chỉ lo nghĩ đến vấn đề ban thưởng, đã lâu rồi mà chưa chị nói ra Dịch Chi Ngôn ở đâu. Chồng, hắn sẽ không chạy mất đâu, em đã đưa địa chỉ của hắn cho cảnh sát Hong Kong, bọn họ đã điều động đi bắt người. Tiểu yêu tinh nhanh chóng nói. Ninh Khiết kia cũng đi, anh không cần gấp, bọn họ có lẽ sẽ bắt được người ngay. Không được, anh muốn đích thân bắt được tên ngốc kia. Hạ Thiên có chút mất hứng. Mau nói cho anh biết địa chỉ, anh sẽ đi sang. Nhưng chồng này, em nói cho anh, sợ rằng anh cũng chẳng đi được, không phải anh là dân mù đường sao? Tiểu yêu tinh không thèm nể mặt Hạ Thiên. Vợ, có phải em cần ăn đòn không? Hạ Thiên lập tức mất hứng. Anh không phải là dân mù đường, chỉ là anh chưa quen mà thôi. Còn không phải vậy sao? Tiểu yêu tinh ở bên kia thì thầm một câu, nhưng nàng sợ Hạ Thiên đánh mình nên tranh thủ nói sang chuyện khác. Chồng, nếu anh thật sự muốn đi thì em sẽ nói cho anh biết, em có thể theo dõi điện thoại của anh, sau đó sẽ chỉ đường cho anh, đảm bảo anh sẽ nhanh chóng tìm được chỗ kia. Tốt lắm, bây giờ em nên nói cho anh biết nên đi thế nào. Hạ Thiên nói, hắn rất bực bội tên Dịch Chi Ngôn kia, vì vậy hắn rất muốn đích thân đến bắt đối phương cho hả giận. Được, chồng đừng tắt điện thoại, em sẽ cho anh biết nên đi thế nào. Bây giờ anh đang ở khu biệt thự Hồ Hương Tuyết, à, trước tiên anh ra khỏi biệt thự, chạy theo hướng bên trái, đi thẳng theo con đường. Tiểu yêu tinh bắt đầu chỉ Hạ Thiên xem nên đi thế nào. Tôi cần đi xử lý một người. Các người chờ tôi quay lại. Hạ Thiên vội chạy đi, khi biến mất vẫn không quên nói một câu với cha con Đàm Học Vũ. Đàm Uy và Đàm Học Vũ đưa mắt nhìn nhau, đi xử lý người sao? Thật hay giả vậy? Hạ Thiên chạy rất nhanh, hắn muốn nhanh chóng chạy đến, nếu không Dịch Chi Ngôn sẽ bị cảnh sát giết chết, như vậy hắn sẽ lỗ lớn. À, chồng cứ chạy đi, rồi rẽ, tiếp tục chạy thẳng. Ôi, chồng, chạy chậm một chút, em không theo kịp tốc độ của anh. Tiểu yêu tinh vẫn chỉ đạo Hạ Thiên trong điện thoại, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, điều này làm nàng căn bản không kịp phản ứng. Vợ, anh đã giảm tốc độ rồi. Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói. Chồng, tiếp tục chạy về phía trước, lần này chạy 10 km có thể thấy một trạm hải quan, với tốc độ của anh thì cứ chạy tới, bọn họ cũng sẽ không phát hiện ra. Tiểu yêu tinh tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy, trong lòng thầm nghĩ chồng chạy như chó chạy, thật sự còn nhanh hơn cả máy bay. Tiểu yêu tinh thầm oán Hạ Thiên vài câu, sau đó trong lòng lại tán thưởng chính mình là siêu cấp hacker, nếu không chồng sẽ chạy sai đường ngay. À, chồng, anh đã đến Hong Kong, tiếp tục chạy về phía trước, rẽ đi. Ôi dào, không đúng, anh chạy về ngã tư phía trước thì quẹo phải. Tiểu yêu tinh rõ ràng vừa rồi đã tán thưởng mình quá sớm, Hạ Thiên vừa chạy lầm đường, cũng may nàng phát hiện ra sớm, nếu không hắn sẽ chạy lộn đường ra rất xa. Chồng. Bây giờ anh cứ chạy thẳng là được, tiếp tục chạy sẽ đến bờ biển, sau đó anh sẽ thấy một biệt thự 2 tầng, sơn màu hồng. Giọng điệu của tiểu yêu tinh bắt đầu thoải mái hơn. Tên Dịch Chi Ngôn kia ngớ ngẩn rồi sao? Rõ ràng trốn ở chỗ dễ tìm ra như vậy, chồng bây giờ có thể thấy đám cảnh sát, bọn họ trước đó 1 phút đã phát động thế tiến công. Ôi dào, không tốt, có một vụ nổ xảy ra. Hạ Thiên nghe tiếng kêu sợ hãi của tiểu yêu tinh. Đồng thời cũng nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng nổ mạnh. Lúc này hắn đã đến bờ biển, đã thấy được biệt thự màu hồng, cũng thấy được Ninh Khiết, cuối cùng hắn thấy tòa biệt thự nổ tung. Ôi dào, chồng có vẻ đến chậm một chút, tên Dịch Chi Ngôn kia tự sát rồi. Trong điện thoại vang lên tiếng nói buồn bực của tiểu yêu tinh. Chồng chồng, anh cũng đừng trách em đã cố gắng hết sức rồi. Không có gì, trước tiên anh phải xem tình huống, không có thời gian nói chuyện với em nữa. Anh cúp điện thoại đây. Hạ Thiên cúp điện thoại, hắn lóe người đến bên cạnh Ninh Khiết. Ninh Khiết cũng cảm nhận được có người tiếp cận mình, nàng xoay người rồi vui sướng nói. Chồng, sao cậu đến đây? Tôi định đến tự tay xử lý tên Dịch Chi Ngôn ngu ngốc kia, nào biết được hắn tự sát. Hạ Thiên có chút khó chịu, Dịch Chi Ngôn ngu ngốc này chẳng lẽ biết rõ mình đến nên tự sát. Có lẽ là vậy,
hắn biết mình không còn đường trốn nên tự sát. Ninh Khiết khẽ gật đầu. Một tên cảnh sát mặc áo chống đạn chạy đến, hắn dùng giọng khách khí bắt chuyện với Ninh Khiết. Ninh tiểu thư, xe phòng cháy và cứu thương đang đến, tổ phòng chống bom cũng đang đến, khi bọn họ đến thì chúng ta sẽ vào ngay, vì bây giờ chúng ta chưa thể xác định bên trong còn bom nữa không. Tên cảnh sát này chính là Phương Trung Thiên mà trước đó Hạ Thiên đã từng gặp, bây giờ hắn tiếp nhận vụ này, hắn nhận được lệnh rằng Ninh Khiết nói gì phải nghe đấy, vì vậy mới khách khí với Ninh Khiết như thế. Đội trưởng Phương, những chuyện này anh cứ quyết định, nhưng tôi hy vọng động tác của các anh nhanh lên một chút. Ninh Khiết thản nhiên nói. Ninh tiểu thư cứ yên tâm, bọn họ chỉ mất 5 phút là sẽ đến ngay. Phương Trung Thiên dùng lời sắt son đảm bảo. Ninh Khiết quay đầu nhìn Hạ Thiên, nàng khẽ hỏi. Chồng, nếu không chúng ta chờ một lát nhé, những chuyện này cho bọn họ làm là được. Được rồi, dù sao người cũng đã chết sạch. Hạ Thiên tỏ ra không còn hứng thú. Bây giờ chúng ta còn chưa thấy được thi thể, vì thế còn chưa thể xác nhận đối phương đã tự sát hay chưa. Phương Trung Thiên ở bên cạnh giải thích một câu. À, anh nói tên ngốc kia rất có thể vẫn còn sống sao? Hạ Thiên hỏi một câu. Tạm thời chúng ta không thể loại trừ tình huống này, dù sao trước đó chúng ta cũng chưa thấy nghi phạm bỏ chạy. Phương Trung Thiên trả lời. Như vậy sao, tôi sẽ chờ chút, lát nữa các anh đưa thi thể ra cho tôi xem một chút. Hạ Thiên vốn định bỏ đi nhưng nghe Phương Trung Thiên nói vậy thì quyết định chờ thêm một lát. Cảnh sát Hong Kong thật sự rất nhanh, 5 phút sau thì một tổ cảnh sát chạy đến, sau đó bắt đầu tìm tòi. Vài phút sau bọn họ mang ra một thi thể và một vài vật chứng. Ninh tiểu thư, căn cứ vào điều tra sơ bộ thì nghi phạm chết vì vụ nổ, chúng tôi đã tìm được vài hộ chiếu giả, vài chiếc laptop, cũng tìm được những bản ghi chép liên lạc với Hứa Gia Hưng. Nếu xác định sơ bộ thì người chết là Dịch Tiên Sinh, nhưng thân phận của người này còn phải kiểm chứng một bước nữa. Phương Trung Thiên lại đến báo cáo với Ninh Khiết. Hạ Thiên lóe người đến trước thi thể, hắn nhìn vào chăm chăm, người chết này không cho hắn thông tin gì, tuy trong lòng khó chịu nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể thất vọng quay về. Chồng, xem ra hắn thật sự chết rồi, hay chúng ta đi thôi. Ninh Khiết đến trước mặt Hạ Thiên rồi khẽ nói. Không thể nào. Hạ Thiên lầm bầm. Tên Dịch Chi Ngôn ngu ngốc kia đã để tôi tìm rất lâu, hắn lại trốn rất khéo, sao bây giờ lại dễ dàng tự sát như vậy? Có lẽ gần đây có quá nhiều người tìm hắn, điều này gây ra cho hắn áp lực quá lớn, vì vậy hắn mới tạo ra sơ hở. Ninh Khiết suy nghĩ rồi nói. Cũng có khả năng này, vợ Y đã cũng tìm hắn, tên ngốc này sợ rằng đã cùng đường. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nhưng tôi muốn tự mình xử lý hắn, mà hắn lại tự sát, đúng là mất mặt. Người tôi muốn tự xử lý sao lại tự sát? Ninh Khiết có chút bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể dịu dàng khuyên hắn. Thôi bỏ, chết là xong, không cần quan tâm nhiều. Hai người trò chuyện thì cảnh sát Hong Kong đang rất bận rộn, một lát sau Phương Trung Thiên lại đến. Ninh tiểu thư, chúng tôi đã xem xét xong, đã thu đủ chứng cứ, mọi người đều đã làm hết sức, chút nữa sẽ về cục cảnh sát, xin hỏi chị còn gì cần phân phó. Chúng ta cũng không có gì. Ninh Khiết còn chưa dứt lời thì Hạ Thiên đã nhíu mày, hắn hỏi thăm Phương Trung Thiên. Người của các anh đã từ trong nhà đi ra hết chưa? Chương 1096, ta chính là Dịch Chi Ngôn. Có lẽ đã ra hết, tôi sẽ đi xác nhận tình huống. Phương Trung Thiên quay lại hỏi thăm, sau đó đi đến dùng giọng khẳng định nói với Hạ Thiên. Đã xác định, trong phòng không còn ai, tất cả nhân viên đã rút đi rồi. Chồng, sao vậy? Ninh Khiết hỏi. Bên trong còn có người. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào khu biệt thự đổ nát rồi nói. Điều đó là không thể. Bên trong không thể nào còn có người. Phương Trung Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng nói. Tôi nói có thì có. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Phương Trung Thiên, sau đó hắn lóe người đi đến bên cạnh biệt thự, hắn đi vài vòng xung quanh, sau đó vung tay đánh ra vài chưởng, vỗ lên biệt thự. Ầm ầm. Nghe thấy những âm thanh khủng bố vang lên thì nhiều cảnh sát xoay đầu nhìn lại, sau đó cả đám trợn mắt há mồm. Trước đó tuy biệt thự đã bị nổ bom nhưng tốt xấu gì thì kết cấu cơ bản còn chưa bị phá hoại sạch sẽ, nhưng bây giờ biệt thự đã đổ vỡ, hoàn toàn biết thành phế tích. Không ai thấy rốt cuộc vì sao ngôi biệt thự kia sụp đổ, với năng lực của bọn họ thì căn bản không thể thấy động tác của Hạ Thiên, nhưng bọn họ có thể thấy Hạ Thiên đứng trên đống phế tích. Này, tên ngốc ở bên dưới, chú muốn tự leo lên hay để anh kéo lên? Hạ Thiên lúc này lớn tiếng hỏi một câu.
Đám cảnh sát Hong Kong nghe nói như vậy thì tưởng Hạ Thiên bị điên, phía dưới sao có thể còn người nào được. Dù thật sự có người thì sợ rằng đã sớm bị đè chết, nào còn bò ra được. Người này là ai? Không biết, chỉ thấy đứng cùng người phụ nữ kia. Người phụ nữ nào? Chính là người phụ nữ xinh đẹp kia, nghe nói đến từ nội địa, địa vị rất lớn. Sao 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 chó, người nội địa khi nào thì quản chuyện của cảnh sát Hong Kong chúng ta? Lời này phải hỏi thủ trưởng. Một đám cảnh sát nghị luận ồn ào với nhau, mà Phương Trung Thiên cũng không nhịn được phải nói với Ninh Khiết. Ninh tiểu thư, phía dưới không thể có người được. Đội trưởng Phương, chồng tôi nói có người, như vậy sẽ không sai. Ninh Khiết thản nhiên nói, tất nhiên ở phương diện này thì nàng rất tin tưởng Hạ Thiên. Phương Trung Thiên không nói gì, trong lòng lại không cho là đúng, tuy nàng không cùng liên hệ với Hạ Thiên nhưng cũng biết tên. Trước kia hắn từng bị Hạ Thiên mắng ở Hứa gia, tất nhiên khi đó cũng có chút khó chịu. Lúc này đội trưởng bắt hắn phải nghe theo lệnh của Ninh Khiết, vì vậy bây giờ cũng mặc kệ Hạ Thiên. Tôi không tin tiểu tử kia sẽ tìm được người sống. Phương Trung Thiên thầm nghĩ, khốn nổi hắn nói không tin nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên đang đứng trên đống phế tích, muốn xem đối phương làm quái quỷ gì. Không riêng gì Phương Trung Thiên đang nhìn Hạ Thiên, tất cả cảnh sát cũng nhìn vào chằm chằm. Bọn họ muốn xem tiểu tử từ nội địa đang làm gì. Nhưng bọn họ lập tức choáng váng, trong tích tắc bọn họ chợt đứng đờ như bị điểm huyệt, vì bọn họ thấy một tình cảnh thật sự rung động, khó thể tưởng nổi. Chỉ thấy Hạ Thiên đứng trên đống phế tích, hai tay tùy ý vẽ một vòng tròn, nhìn thì có vẻ không có gì khác thường, nhưng điều làm người ta rung động chính là gió lốc bùng lên. Lúc này gió lốc khủng bố vần quanh người hắn, cuộn vào trong đống phế tích, sau đó cuốn tất cả đất đá bên dưới lên. Cát đá đầy trời chợt bao quanh Hạ Thiên, mọi người đã không còn nhìn rõ hình bóng của hắn. Hạ Thiên giống như đã bị cát đá bao phủ, có vài tên cảnh sát hô lên kinh hoàng nhưng không ai dám tiến lên. Ninh tiểu thư, điều này. Phương Trung Thiên cũng kịp phản ứng, hắn không dám tiến lên, cũng không muốn bị cát đá chôn vùi. Đội trưởng Phương, anh không cần lo lắng, anh đứng xem là được. Ninh Khiết lại rất bình tĩnh, nàng biết rõ cơn lốc vừa rồi do Hạ Thiên làm ra. Sao hắn có thể để chính mình bị chôn vùi dưới đống đất đá? Thậm chí với năng lực của Hạ Thiên thì thật sự bị chôn dưới đống đất đá cũng sẽ không có vấn đề gì, vì vậy Ninh Khiết có thể nói là không có gì lo lắng. Khi Ninh Khiết nói thì đống phế tích cũng có biến đổi, mọi người chợt phát hiện gió lốc đã ngừng, hình bóng của Hạ Thiên lại hiện ra, hắn vẫn đứng đó bình yên vô sự. Nhưng lúc này Hạ Thiên không phải đứng trên đống phế tích, hắn đứng trên một vùng đất bằng phẳng, ít nhất thì phạm vi ba thước quanh người hắn đã sạch sẽ. Không còn chút cát đá nào. Còn bà nó, thằng kia là người sao? Đám cảnh sát Hong Kong lúc này có ý nghĩ như vậy, điều này vượt xa phạm vi hiểu biết của bọn họ thật sự không nằm mơ đấy chứ. Hay là lạc vào khu phim trường. Nhưng điều làm cho bọn họ khiếp sợ còn chưa chấm dứt, Hạ Thiên đột nhiên dẫm lên mặt đất, một tiếng nổ lớn vang lên, dưới chân hắn chợt sụp đổ tạo nên một lỗ hổng lớn. Hầu như cùng thời gian này hắn đã rơi xuống, biến mất trong lỗ hổng. Đám cảnh sát còn chưa kịp lên tiếng thì Hạ Thiên đã xuất hiện trong tầm mắt, nhưng lúc này đám cảnh sát bắt đầu kinh hoàng, vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, Hạ Thiên không còn xuất hiện một mình, vì trên tay hắn còn xách theo một người. Thật sự có người ẩn nấp dưới mặt đất. Thấy tình cảnh như vậy thì đám cảnh sát dù không chịu thừa nhận cũng không phải không tin dưới mặt đất có người, nhưng người đó không phải bị chôn giấu dưới mặt đất, mà thật sự giấu mình dưới mặt đất. Rõ ràng bên dưới là một tầng hầm hoặc là một thiết kế đặc biệt gì đó. Người này làm nổ biệt thự, tự cho rằng mình có thể tránh khỏi một kiếp, lại không ngờ tên tiểu tử từ nội địa đến này có thể kéo hắn ra ngoài. Điều này, sao có thể làm được như vậy? Phương Trung Thiên cũng trở nên si ngốc. Không có gì chồng tôi không làm được. Ninh Khiết nói mà có chút hương vị tự hào, dù người đàn ông này không chỉ thuộc về nàng, nhưng nàng tình nguyện tự hào vì một người như vậy. Lúc này nàng chợt ý thức chồng có nhiều phụ nữ, mà những người phụ nữ kia cũng không đánh nhau. Có lẽ vì nguyên nhân cơ bản nhất này mà thôi. Mỗi người phụ nữ đó đều hiểu chồng, chỉ sợ đều tự hào vì hắn, vì vậy dù có nhiều người nhưng các nàng vẫn không quan tâm. Phương Trung Thiên dùng ánh mắt khó tả nhìn Hạ Thiên, lúc này hắn không thể nào đi nghi vấn câu nói vừa rồi của Ninh Khiết, tất cả vừa phát sinh như thay đổi thế giới hữu quan của hắn, chỉ sợ sau này sẽ khó thể nào sinh ra nghi vấn với những chuyện khó tưởng. Vợ, tôi nghĩ đây mới thật sự là dịch chi ngôn. Hạ Thiên lóe người đến trước mặt Ninh Khiết, hắn thuận tay ném tên kia xuống đất. Lúc này Phương Trung Thiên và Ninh Khiết đều có thể nhìn rõ tướng mạo của tên này, là một người đàn ông hơn 30,
mặt mũi đầy râu, ngoài ra không có gì đặc biệt. Dù hắn bị Hạ Thiên bắt được nhưng rất chấn định, không có chút kinh hoàng. Này, ngu ngốc, có phải chú là Dịch Chi Ngôn không? Hạ Thiên đá tên kia một cước rồi tức giận hỏi. Hạ Thiên, mày sẽ vĩnh viễn không biết được đáp án. Tên đàn ông này chợt nở nụ cười quỷ dị với Hạ Thiên, sau đó hắn chặt răng. Á! Tên đàn ông rên lên một tiếng, cũng không phải vì nguyên nhân chính mình cắn chặt răng, chẳng qua bị Hạ Thiên tát cho một cái hơi mất hai cái răng. Thằng ngu, anh không cho chú chết, chú sẽ không chết, muốn tự sát cũng không dễ như vậy. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên đàn ông, sau đó hắn nhìn Phương Trung Thiên. Trong hai chiếc răng kia có một cái chứa chất độc, tìm ra cho tôi. Vâng, Hạ Tiên Sinh. Phương Trung Thiên lúc này khá khách khí, hắn đã ý thức được Hạ Thiên có năng lực thần kỳ, người như vậy dù có bối cảnh gì cũng không nên đắc tội. Phương Trung Thiên nhanh chóng tìm được hai cái răng, hắn lại từ trong số đó tìm ra một chiếc răng có chứa một viên thuốc nhỏ, vì vậy càng thêm bội phục Hạ Thiên. Hạ Tiên Sinh, tìm được thuốc rồi. Phương Trung Thiên đưa viên thuốc cho Hạ Thiên. Hạ Thiên tiếp nhận, hắn hít hà rồi lầm bầm. Lát nữa tôi sẽ cho tên này sử dụng. Tôi cần phải hỏi hắn vài vấn đề. Hạ Thiên, tao nhận tội, hãy cho chết một cách thống khoái. Vẻ mặt tên đàn ông khẽ biến đổi, lúc này hắn đã khó thể nào chấn định. Chú có phải là Dịch Chi Ngôn không? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Đúng vậy, tôi là Dịch Chi Ngôn, tôi là kẻ cho người bắt cóc mẹ Liễu Mộng, cũng cho người ám sát Vệ Hiểu Đồng, Dịch Chi Ngôn chính là tôi. Giọng điệu của tên Dịch Chi Ngôn có vẻ khá tự hào. Này! Vì sao chú luôn gây khó khăn cho anh? Hạ Thiên lại hỏi. Hạ Thiên, là mày luôn gây khó cho tao mới đúng chứ? Tao đã cố gắng tránh mặt mày, nhưng mày khinh người quá đáng, tao đã không còn đường lui, nào biết không tránh được mày. Dịch Chi Ngôn tức giận nói. Anh không có tâm tình gây khó cho chú, là chú uy hiếp vợ anh, vì vậy anh mới xử chú. Hạ Thiên tức giận nói, sau đó hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Dịch Chi Ngôn. Không đúng. Chú sao lại nghe lời như vậy? Anh còn chưa bức cung mà. Dịch Chi Ngôn, anh bao nhiêu tuổi rồi? Ninh Khiết ở bên cạnh chợt hỏi một câu. 32. Dịch Chi Ngôn hào sảng trả lời. Anh xác nhận mình 32. Ninh Khiết tiếp tục truy vấn. Nói nhảm, chẳng lẽ cô nghĩ rằng tôi 42? Dịch Chi Ngôn khẽ hừ một tiếng. Nếu anh thật sự là Dịch Chi Ngôn, vậy anh ít nhất cũng 42. Ninh Khiết khẽ hừ một tiếng. Sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Chồng, người này chưa hẳn là Dịch Chi Ngôn. Chương 1097, tôi muốn tra tấn tên ngốc này. Hạ Thiên sững sờ, hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ninh Khiết. Vợ quỷ keo kiệt, sao chị biết hắn không phải thật sự? Tuy tôi cũng thấy hắn giống như không phải Dịch Chi Ngôn thật sự, nhưng chị cũng chưa từng được gặp mặt hắn mà. Chồng, Hứa lão tiên sinh cũng biết Dịch Chi Ngôn. Tuy không quen nhưng vẫn có thể xác định người này hơn 20 năm trước từng xuất hiện, nếu hắn mới 32 tuổi thì sao có thể là Dịch Chi Ngôn? Hắn không thể nào làm tất cả khi mới mười mấy tuổi được. Hừ, tuy tôi mười mấy tuổi đã rất thông minh, nhưng tên ngốc này sợ rằng mười mấy tuổi còn chưa làm được những thứ như vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn tung một đá lên người Dịch Chi Ngôn. Này, thằng ngu, chú có phải muốn nếm thử tư vị sống không bằng chết? Hạ Thiên! Sống không bằng chết tao đã từng được hưởng, mày không dọa được tao đâu. Dịch Chi Ngôn cười nhạt một tiếng. Mày tin hay không tin đều được, tao thật sự là Dịch Chi Ngôn, rơi vào tay mày là tao không may, nhưng mày tin tao đi, cuộc sống của mày sẽ bắt đầu chẳng có gì tốt đẹp, có câu làm việc có chừng mực, mày nên thu tay lại. Á! Dịch Chi Ngôn chợt kêu lên thảm thiết, Hạ Thiên đột nhiên lấy ngân châm đâm vài cái lên người hắn. Chỉ vài châm đơn giản nhưng tên này chợt sinh ra cảm giác như đau đớn liên tục sinh ra. Ngu ngốc, nói mau, Dịch Chi Ngôn chính thức đang ở đâu? Hạ Thiên rất mất vui, đã mất nhiều thời gian nhưng hắn vẫn chưa tìm ra Dịch Chi Ngôn thật sự, điều này làm hắn khó thể chịu được. Tao nói, tao thật sự là Dịch Chi Ngôn chính thức. Á! Dịch Chi Ngôn cố nén đau, cuối cùng lại nói ra một câu như vậy, nhưng nói xong thì Hạ Thiên nổi giận. Hắn cầm ngân châm đâm vài lượt lên người Dịch Chi Ngôn, lúc này Dịch Chi Ngôn càng kêu gào kinh thiên động địa. May mà nơi này là bờ biển tương đối trống trải, ngoài đám cảnh sát Hong Kong thì cũng không còn ai khác, nhưng đám cảnh sát nghe được tiếng gào thảm thiết của Dịch Chi Ngôn cũng sinh ra cảm giác kinh hoàng. Bọn họ biết có kẻ đang bức cung trước mặt mình, nhưng bọn họ không dám tiến lên ngăn cản, đúng là không có biện pháp,
ai bảo những gì Hạ Thiên đã từng làm đã để cho bọn họ cực kỳ sợ hãi. Hạ Thiên, mày dù tra tấn tao thế nào cũng vô dụng thôi, tao con bà nó thật sự là Dịch Chi Ngôn. Dịch Chi Ngôn khẽ cắn miệng, cảm giác đau đớn nơi miệng giống như làm giảm bớt những nỗi đau trên người, nói chung là lấy độc trị độc. Điều này, Hạ Tiên Sinh, có nên đổi địa điểm thẩm vấn không? Phương Trung Thiên lúc này cẩn thận nói một câu, hắn sợ đắc tội Hạ Thiên, lại cảm thấy làm vậy là không tốt, nếu để truyền thông khui ra, rõ ràng là nhiều cảnh sát mà không quan tâm đến tình cảnh một nghi phạm bị tra tấn, như vậy bọn họ cũng dừng công tác là vừa. Chồng, nhìn bộ dạng của hắn thì có vẻ như không nói dối, sợ rằng trong chuyện này có chút cổ quái, nếu không cậu dùng biện pháp ổn thỏa hơn xem thế nào. Ninh Khiết lúc này khẽ nhắc nhở Hạ Thiên, cái gọi là phương pháp ổn thỏa hơn, tất nhiên là thôi miên, như vậy sẽ biết rõ người này có phải là Dịch Chi Ngôn hay không. Tôi biết, tôi chỉ muốn tra tấn tên ngốc này một chút mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ninh Khiết lập tức hết chỗ nói, thì ra chồng đã nghĩ đến việc dùng biện pháp thôi miên. Nhưng hắn muốn tra tấn Dịch Chi Ngôn một lúc, rõ ràng là cố ý bức cung. Đội trưởng Phương, anh đưa người của anh rời khỏi nơi đây đi, chỗ này không còn việc của các anh. Một lát sau Ninh Khiết nói với Phương Trung Thiên. Vâng, Ninh tiểu thư, chúng tôi sẽ về đồn trước. Phương Trung Thiên vội vàng gật đầu, nếu đã không còn cách nào ngăn cản Hạ Thiên bức cung, như vậy bọn họ dứt khoát xem như không biết, dù truyền thông có chụp được hình ảnh thì bọn họ cũng không có trách nhiệm gì. Đội trưởng Phương, chuyện không nên nói, tốt nhất không nên nói ra, anh nên hiểu ý tôi. Ninh Khiết bổ sung một câu. Vâng, Ninh tiểu thư, chúng tôi tuyệt đối sẽ không mở miệng. Phương Trung Thiên vội vàng gật đầu. Phương Trung Thiên nhanh chóng đưa thủ hạ bỏ đi, đám cảnh sát thấy mình được đi thì cảm thấy như được đại xá, chỉ trong vài phút mà vài chục tên cảnh sát Hong Kong đã biến mất sạch. Lúc này một bãi biển rộng chỉ còn lại Hạ Thiên và Ninh Khiết, cũng có một Dịch Chi Ngôn đã bị giày vò đến bất tỉnh. Hừ, tôi cũng không muốn tiếp tục tra tấn tên ngốc này, trước tiên tôi sẽ thôi miên hắn, hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên cuối cùng cũng không tra tấn Dịch Chi Ngôn, hắn cầm lấy ngân châm, bắt đầu áp dụng phương pháp thôi miên. Bây giờ Hạ Thiên muốn dùng ngân châm thôi miên một người bình thường thì tương đối dễ dàng, vì lúc này công lực của hắn rất hùng mạnh, đối phó với người bình thường căn bản không có vấn đề, cũng không cần mất nhiều thời gian. Đây là lần thôi miên đầu tiên của hắn trong thời gian gần đây. Hắn thấy dùng thủ đoạn bức cung cũng không nhanh bằng phương pháp thôi miên. 10 phút sau Dịch Chi Ngôn tỉnh lại, mà ngân châm thôi miên của Hạ Thiên cũng đã phát huy tác dụng. Chú em tên gì? Hạ Thiên bắt đầu hỏi thăm Dịch Chi Ngôn. Tôi không có tên, số hiệu của tôi là 113. Dịch Chi Ngôn trả lời, hắn đã không còn tự xưng mình là Dịch Chi Ngôn mà xưng danh hiệu là 113. Biết ngay chú em không phải là Dịch Chi Ngôn. Hạ Thiên rất bực bội. Sau đó hắn tiếp tục hỏi. Chú biết Dịch Chi Ngôn ở đâu không? Tôi chính là Dịch Chi Ngôn. Tên khốn 113 lại đưa ra một đáp án ngoài ý muốn của Hạ Thiên. Hạ Thiên nổi giận, hắn đá văng tên khốn 113. Chú không phải nói mình không có tên chữ sao? Tên khốn kia bò lên, vẻ mặt có chút đau khổ, còn có chút hoảng sợ. Tôi không có tên, nhưng Dịch Chi Ngôn thật ra cũng không phải là tên, chỉ là một cái danh hiệu, tôi là Dịch Chi Ngôn. Nhưng không phải một mình tôi là Dịch Chi Ngôn. Chúng tôi là một tổ chức có rất nhiều người, mà trong tổ chức chúng tôi thì mỗi người đều là Dịch Chi Ngôn. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì chợt ngẩn ngơ, thì ra hắn tìm Dịch Chi Ngôn nhưng đó không phải là một người. Hèn gì ngay cả Tiểu Yêu Tinh cũng tìm không ra, thì ra không có người này. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó hắn thuận miệng hỏi một câu. Này, tổ chức của các chú rốt cuộc là làm cái gì? Chúng ta là một bộ phận của CIA nước Mỹ. Tên Dịch Chi Ngôn chợt nói ra một câu, mà Hạ Thiên nghe xong thì có hơi sững sờ, xem ra đây là một tổ chức gián điệp khá lớn. Ninh Khiết cũng ngây người, chồng nàng hình như vô tình tìm được một tổ chức tình báo nước ngoài tồn tại vài chục năm trong nước. Tổ chức này thật sự không có tên, chỉ có một danh hiệu, đó là hạng mục 9527 của CIA. Vài chục năm trước một vị trưởng phòng của CIA làm ra một hạng mục như vậy. Sau một khoảng thời gian dài thì hạng mục này hầu như bị lãng quên, nhưng sau đó một vị trưởng phòng tiền nhiệm vô tình phát hiện ra nó, cảm thấy nó rất tốt, vì vậy mới tiếp tục áp dụng. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện hạng mục này căn bản chưa từng bỏ dở, hơn nữa vận hành tương đối tốt, thậm chí có thể nói là một hạng mục rất tốt của CIA. Phương án vận hành của hạng mục này tương đối đơn giản,
là dùng người Trung Quốc đánh chém người Trung Quốc, cụ thể thì tìm một đám cô nhi người Hoa bồi dưỡng làm gián điệp, sau đó cho bọn họ lẻn vào Trung Quốc, tìm cách phá hoại. Bọn họ không cần CIA trợ giúp kinh phí, bọn họ tự thông qua các loại thủ đoạn để kiếm kinh phí, giúp đỡ các thế lực. Mà bây giờ phần lớn các thế lực khủng bố nhằm vào Trung Quốc đều cơ bản được tổ chức này chống lưng. Vài chục năm qua tổ chức này lợi dụng phương án ám sát, uy hiếp, trưng thu mà tích lũy được rất nhiều tài chính, quan hệ, vì thế mà thế lực càng ngày càng to lớn, đủ để vượt quá sự tưởng tượng của bất kỳ người nào. Dù là Hạ Thiên cũng không ngờ, Thái Bằng Trình trước đó bị mình bắt, còn có cả Ngụy Gia Hoa bị hắn xử lý ở Canada đều nằm trong sự khống chế của tổ chức này. Nhưng dù là Thái Bằng Trình hay Ngụy Gia Hoa cũng chỉ là nhân viên bên ngoài của tổ chức mà thôi, mà tên 113 trước mặt này mới thật sự là nhân viên hạch tâm. Nhưng dù tên này là nhân viên hạch tâm của tổ chức thì cũng không thể biết được thân phận thật sự của các nhân viên khác, vì tổ chức này làm rất tốt công tác bí mật, hai bên gặp mặt nhau cũng chưa chắc đã nhận ra. Dù bất kỳ tên nào gặp chuyện không may thì tổ chức vẫn hoạt động như thường. Chồng, có muốn giao hắn cho cảnh sát hay cục an toàn quốc gia? Ninh Khiết thật sự không nhịn được phải hỏi thăm Hạ Thiên, nàng thấy đây là chuyện lớn, hơn nữa tác dụng của đối phương là rất lớn, nếu trực tiếp xử lý thì quá đáng tiếc. Tôi sẽ gọi điện thoại. Hạ Thiên suy nghĩ rồi bấm số của Mộc Hàm. Mộc Hàm nhận được điện thoại của Hạ Thiên mà cảm thấy có chút bất ngờ, sau khi nghe xong câu chuyện thì nàng cảm thấy mừng rỡ. Chồng, cậu thật sự lập đại công, sau sự kiện Ngụy Gia Hoa lần trước thì chúng ta thật sự chú ý đến tổ chức này rồi, nhưng thật sự không có đột phá gì, cũng không ngờ chồng vô tình tìm được tin tức quan trọng như vậy. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi nói. Chồng, cậu đừng nên giết hắn. Chúng ta cần phải dùng hắn làm kẻ nằm vùng, lần này cần phá hủy hoàn toàn tổ chức này mới được. Thành phố Cảng Thành, một biệt thự bên bờ bên. Tiểu thư, có tin tốt. A Cửu hưng phấn chạy vào phòng ngủ. Tin tức gì tốt? Y Tiểu Âm bình tĩnh nói, đối với nàng thì bây giờ rất khó có tin tốt. Bệnh viện, tên Dịch Chi Ngôn kia đã đồng ý chuyển nhượng tất cả bệnh viện cho chúng ta, hắn sẽ làm người thay mặt, để cho tiểu thư tiếp nhận thủ tục. Mà tất cả văn kiện đã chuẩn bị xong, tiểu thư chỉ cần hạ bút ký là được, như vậy tất cả bệnh viện sẽ thuộc về tiểu thư. A Cửu dùng giọng có chút hưng phấn nói, đây là nguyên nhân nàng đến Cảng Thành, bây giờ nếu làm thỏa đáng thì đại biểu cho nàng có thể rời khỏi đây, mà rời khỏi Cảng Thành là sự kiện mà nàng rất mong đợi. Chương 1098, hắn chắc chắn không có lòng tốt. Có việc này sao? Y Tiểu Âm hơi sững sờ. Trước đó bọn họ còn đối phó với chúng ta. Thậm chí còn có người muốn di rời tài sản sao? Vì sao bây giờ lại tình nguyện chuyển bệnh viện cho chúng ta? Bọn họ có phải có điều kiện gì đó không? Tiểu thư, điều kiện thì có, nhưng điều kiện rất kỳ quái. Trên gương mặt đẹp của A Cửu có vài phần cổ quái. Điều kiện gì? Y Tiểu Âm hỏi. Điều này, tên Dịch Chi Ngôn kia nói ngoài bệnh viện thì hắn còn có chút tài sản, cũng có chút tiền mặt ở ngân hàng, hy vọng chúng ta có thể tiếp thu. A Cửu trả lời, nàng thật sự cảm thấy điều này rất quỷ dị, làm sao có thể đưa tiền tặng người khác? Sao lại có thể như vậy? Y Tiểu Âm nhíu mày, điều này thật sự khó thể tưởng, nhìn qua giống như có âm mưu gì đó vậy. Tiểu thư, em cũng cảm thấy kỳ quái, em lo lắng bọn họ có âm mưu gì đó, vì vậy yêu cầu bọn họ đưa văn kiện đến, nhưng bọn họ đã đồng ý, mà em còn chưa nói cho bọn họ biết địa chỉ. A Cửu khẽ nói. Tiểu thư. Chị xem có nên nói địa chỉ cho bọn họ biết không? Đừng vội, để hiểu rõ có việc gì xảy ra rồi nói sau. Y Tiểu Âm lắc đầu. Trước đó Dịch Chi Ngôn liều mạng không buông những bệnh viện kia, bây giờ lại hào phóng như vậy, đúng là quá khác thường, nếu không có âm mưu thì nhất định phải có nguyên nhân đặc thù. Đúng lúc này thì điện thoại của Y Tiểu Âm chợt vang lên, nàng cầm điện thoại lên xem, sau đó gương mặt có chút tức giận. Tiểu thư, là ai điện thoại đến vậy? A Cửu nhìn không được phải hỏi. Là tên khốn kiếp kia. Y Tiểu Âm cắn răng, sau đó nàng hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng mới nhận điện thoại, nàng dùng giọng bình tĩnh nói. Cậu tìm tôi có việc gì? Vợ Y, có chuyện muốn nói với chị. Đầu dây bên kia vang lên giọng cười hì hì của Hạ Thiên. Dịch Chi Ngôn sẽ đưa tất cả bệnh viện cho chị, còn có thể cho chị một ít tài chính, chị tiếp nhận hết đi. Cái gì? Y Tiểu Âm chợt sững sờ. Sau đó nàng hiểu ra. Là cậu làm. Tất nhiên là tôi rồi, vợ Y, chị muốn gì tôi cũng làm được, tóm lại chị cứ yên tâm tiếp nhận thứ chị muốn, tôi còn có việc, cũng không thể tiếp tục gọi điện thoại.
Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại. Y Tiểu Âm ngây người nửa ngày, nàng rõ ràng suy nghĩ không sai, sự khác thường của Dịch Chi Ngôn là vì nguyên nhân đặc thù, nhưng nàng dù sao cũng không ngờ nguyên nhân này đến từ Hạ Thiên. Trước đó nàng tạo áp lực khắp nơi, dùng đủ mọi loại thủ đoạn nhưng Dịch Chi Ngôn không chịu khuất phục, mà bây giờ Hạ Thiên lại giúp nàng làm được, điều này không khỏi làm tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp. Nàng không muốn tiếp nhận ân huệ của tên khốn kia, nhưng vấn đề là hắn hoàn toàn biết rõ nàng cần gì, hắn cho nàng ân huệ, và nàng không thể nào từ chối. Dù trước đó hắn tẩy tủy cho nàng hay bây giờ giúp có được bệnh viện, nàng đều khó thể từ chối. Tiểu thư, tên khốn kiếp kia, hắn lại muốn làm gì? A Cửu khẽ hỏi. Là hắn ép Dịch Chi Ngôn phải đưa bệnh viện cho chúng ta. Y Tiểu Âm khẽ nói, giọng điệu có vài phần bất đắc dĩ. Sao, là hắn? A Cửu chợt kinh hoàng. Tiểu thư, hắn chắc chắn sẽ không có lòng tốt. Chị biết. Y Tiểu Âm khẽ gật đầu, nàng biết rất rõ, Hạ Thiên chỉ muốn nàng mà thôi. Thật ra sự việc rất đơn giản, điều duy nhất làm nàng không thể ngờ chính là Hạ Thiên không dùng thủ đoạn hèn hạ với nàng, cũng không dùng thủ đoạn cưỡng chế thân thể của nàng, lại bắt đầu dùng phương pháp tạo ơn. Không đúng, dù Y Tiểu Âm rất căm hận Hạ Thiên, nhưng nàng thật sự không thể không thừa nhận, ân huệ của hắn cho nàng không phải là nhỏ, mà là cực lớn. Tiểu thư, chúng ta có nhận những bệnh viện kia không? A Cửu cũng có mâu thuẫn, nàng cũng không muốn những thứ mà Hạ Thiên đưa đến, nhưng nàng biết tiểu thư rất cần những bệnh viện này. Tất nhiên là muốn, nếu không chúng ta đến Cảng Thành làm gì? Y Tiểu Âm thản nhiên nói. A Cửu, em liên lạc với người đại diện của Dịch Chi Ngôn, để bọn họ sắp xếp đưa văn kiện đến đây, mặt khác em cũng sắp xếp, chúng ta chuẩn bị về thủ đô. Tiểu thư, em sẽ đi sắp xếp ngay. A Cửu đồng ý, sau đó nàng nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ. Y Tiểu Âm thở dài một hơi, cuối cùng cũng có thể rời khỏi vùng đất ác mộng này. Khi Hạ Thiên quay lại khu biệt thự Hồ Hương Tuyết thì đã là trạng vạng tối, tên Dịch Chi Ngôn tất nhiên đã được tự do, mà tự do cũng chỉ là hai chữ tương đối, phải nói bây giờ hắn là thành viên nằm vùng của ám tổ. Bây giờ những việc cụ thể thì Mộc Hàm đã sắp xếp tốt, không cần Hạ Thiên phải đi quan tâm, hắn chỉ căn bản khống chế tài sản ném cho Y Tiểu Âm mà thôi. Tên Dịch Chi Ngôn kia vốn sử dụng kế kim tiền thoát xác, và Mộc Hàm tiếp tục để hắn làm như vậy, vì thế dù tài sản bị xâm chiếm thì hắn cũng không làm cho tổ chức nghi ngờ. Đồng thời hắn cũng là nhân viên trung tâm, thực tế tài sản đều nằm dưới sự khống chế của hắn, những người khác không thể nào biết rõ ràng. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến những vấn đề này, đối với hắn thì sự việc của Dịch Chi Ngôn xem như đi được một đoạn đường, hắn cũng không có ý tiếp tục quan tâm, những vấn đề tiếp theo ám tổ sẽ tự ra tay, không cần hắn nhọc lòng. Chỉ cần không còn tên Dịch Chi Ngôn nào tiếp tục uy hiếp hắn hoặc vợ hắn, như vậy hắn sẽ không thèm quan tâm đến đám Dịch Chi Ngôn xử lý không hết kia. Ninh Khiết và Hạ Thiên cùng quay về Cảng Thành, sự kiện Dịch Chi Ngôn đã được giải quyết, tất nhiên nàng sẽ không tiếp tục ở lại Hong Kong. Hạ Thiên cũng rất vui vẻ, lúc này hắn đã làm cho vợ Y một chuyện tốt, lại có thể đảm bảo mình quay về Giang Hải trước Tết. Hạ Thiên đi vào biệt thự thì nghĩ rằng chỉ cần giúp tên Đàm Uy tìm được bạn gái. Sau đó hắn có thể quay về với vợ cảnh sát tỷ tỷ ở Giang Hải được rồi. Nhưng sau khi vào biệt thự thì Hạ Thiên chợt buồn bực, tiểu tử Đàm Uy đâu? Sao không thấy gì cả? Không riêng gì Đàm Uy, ngay cả cha của hắn là Đàm Học Vũ cũng không thấy đâu. Chồng, bọn họ đâu? Ninh Khiết có chút buồn bực, trước khi về nhà thì nàng cũng được Hạ Thiên kể cho nghe chuyện của Đàm Uy, vì thế mà nàng có chút tinh thần trượng nghĩa chợt tức điên. Đặc biệt là sau khi nghe nói bạn gái của Đàm Uy bị người ta đưa đi tiếp khách ở hộp đêm thì cực kỳ tức giận, đám người kia đúng là đáng chết, coi trời bằng vung. Tôi cũng không biết, để gọi điện thoại thử xem. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, buổi sáng hắn đã điện thoại cho Đàm Học Vũ, vì vậy trong máy của hắn có số của Đàm Học Vũ. Hạ Thiên còn chưa kịp điện thoại thì chuông điện thoại của Ninh Khiết đã vang lên. Sử Kinh Tùng điện thoại đến, chắc có chuyện. Ninh Khiết nhìn màn hình điện thoại. Nàng giải thích một câu với Hạ Thiên, sau đó nghe máy. Khi thấy Ninh Khiết tiếp điện thoại thì Hạ Thiên cũng quyết định đợi một lát nữa hãy điện thoại cho Đàm Học Vũ, mà hắn cũng nhanh chóng biết mình không cần điện thoại cho Đàm Học Vũ, vì hắn đã biết lúc này Đàm Uy và Đàm Học Vũ ở nơi nào, vì Sử Kình Tùng gọi đến cũng liên quan đến cha con Đàm Học Vũ. Cha con Đàm Học Vũ vốn ở biệt thự chờ Hạ Thiên quay về, nhưng chờ cả ngày mà không thấy đâu, mà Hạ Thiên cũng không đãi khách. Sáng hắn đi ăn sáng cũng không mua thứ gì về cho cha con Đàm Học Vũ. Vì vậy cha con bọn họ chờ cả ngày, tất nhiên đói bụng cồn cào, vì thế đêm đến bọn họ thấy Hạ Thiên chưa quay về thì không chịu nổi,
quyết định ra ngoài tìm gì đó lấp đầy bụng. Nhưng Đàm Uy gần đây rõ ràng là bi kịch, hắn xui xẻo có thể so với Ninh Khiết năm xưa, hắn chỉ đi dùng cơm nhưng lại gặp vài tên cảnh sát, mà trong đám cảnh sát này có Lý Tư nổi danh thần thám tử khắp Cảng Thành. Càng không may chính là Lý Tư vừa mới biết Đàm Uy, vì vậy lấy cớ bắt cha con Đàm Học Vũ về cục cảnh sát. Tất nhiên Đàm Uy tuy xui xẻo như Ninh Khiết năm xưa nhưng lại có lúc khá tốt, rõ ràng không thua gì Ninh Khiết, khi hắn bị bắt vào cục cảnh sát, lúc tức giận có hô lên một câu anh rể Hạ Thiên, vì vậy mà những lời đó có ngay hiệu quả. Chị mày là Đông Thiên à? Khi Lý Tư nghe được câu nói này thì trực tiếp đạp vào người Đàm Uy, rõ ràng hắn không biết Hạ Thiên là ai. Nhưng Lý Tư không biết thì chẳng phải người khác cũng không biết, ví dụ như Sử Kình Tùng. Nói ra cũng khéo. Khi đó Sử Kình Tùng vô tình đi ngang qua phòng thẩm vấn, sau đó nghe được những lời nói kia. Phải biết rằng hắn biết Tiểu Thiên còn được gọi là Hạ Thiên, đồng thời cũng biết cái tên Hạ Thiên đủ dọa cho vài tên sát thủ chuyên nghiệp phải bỏ chạy. Cũng vì vậy mà Sử Kình Tùng rất coi trọng điều này, hắn hỏi thăm tình huống của Đàm Uy, sau đó lập tức điện thoại cho Ninh Khiết, muốn hỏi xem Đàm Uy có quan hệ với Hạ Thiên hay không. Không thể nghi ngờ Sử Kình Tùng điện thoại đến rất đúng chỗ. Ninh Khiết nghe nói cha con Đàm Học Vũ bị bắt vào cục cảnh sát, tất nhiên nàng sẽ bảo Sử Kình Tùng thả ra. Dù Sử Kình Tùng không phải là kẻ bắt người nhưng vẫn đáp ứng, hắn cũng có lòng tin thu phục chuyện này, cùng lắm thì hắn sẽ kéo cục trưởng ra mặt. Anh chờ chút, đừng cúp điện thoại. Ninh Khiết đột nhiên nhớ ra một chuyện, nàng nói một câu với Sử Kình Tùng, sau đó nàng đặt điện thoại xuống nhìn Hạ Thiên. Chồng, chuyện bạn gái của Đàm Uy, có nên để Sử Kình Tùng giải quyết luôn không? Nếu anh ta đi làm sẽ thích hợp hơn. Được rồi, để anh ta đi làm cũng được. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến vấn đề này, dù sao Đàm Uy kia cũng là em họ của Vân Thanh, cũng không phải sự việc liên quan đến Vân Thanh, hắn cũng không thật sự quan tâm, nếu có người có thể xử lý thì hắn cũng nhường nhiệm vụ cho. Ninh Khiết nói hết lời với Sử Kình Tùng thì cúp điện thoại, nàng vừa đặt điện thoại xuống thì lập tức cảm thấy vòng eo bị siết chặt, cơ thể ngã vào lòng Hạ Thiên. Thực tế đây mới là nguyên nhân Hạ Thiên cho Sử Kình Tùng làm việc thay, bây giờ hắn căn bản không muốn đi giúp Đàm Uy, hắn muốn làm việc với Ninh Khiết hơn. Chương 1099, hay là tự mình đi thôi. Màn đêm buông xuống, trong phòng khách biệt thự 118 ở khu Hồ Hương Tuyết, cặp chân dài của Ninh Khiết bắt đầu biểu diễn nhiều thế múa khác biệt. Khi những tư thế liên tục thay đổi thì tiếng nhạc cũng vang lên, dù đó không phải là lời ca của ca sĩ. Nhưng dù sao đó cũng là tiếng nhạc cực kỳ dụ hoặc phát ra từ miệng nàng, đồng thời ghế salon cũng liên tục vang lên những âm thanh cọt kẹt như đệm nhạc cho nàng. Thời gian trôi qua khá nhanh, vô tình đã vài giờ trôi qua, lúc này đã đến chương nhạc cuối, tất cả dần trở nên yên tĩnh, chỉ mơ hồ vang lên tiếng thở dốc mà thôi. Ninh Khiết lặng lặng ghé lên người Hạ Thiên, nàng cảm nhận được khí tức trên người hắn nhưng toàn thân lại không còn chút sức lực. Dù bây giờ nàng có thể chất rất tốt nhưng cũng khó thể chống lại thế công của người đàn ông này. Nhưng Ninh Khiết cũng nhanh chóng được hưởng thụ cảm giác vô lực, vì nàng phát hiện mình thật sự rất thích cảm giác mất hết sức lực và ghé lên người Hạ Thiên, không cần nghĩ bất cứ chuyện gì, cũng không cần phải làm bất cứ điều gì, cảm giác rất buông lỏng. Thậm chí nàng còn ngạc nhiên phát hiện, đối với nàng thì sự việc vốn tiêu hao thể lực này lại giống như một lần vận động và được nghỉ ngơi vậy. Đáng tiếc là cảm giác thoải mái của Ninh Khiết đã nhanh chóng bị một chiếc điện thoại phá vỡ, nàng cầm lấy điện thoại, nàng vô tình phát hiện bây giờ đã hơn 10 giờ, mà người điện thoại đến chính là Sử Kình Tùng. Tổ trưởng Sử, sự việc đã xong chưa? Ninh Khiết mở miệng hỏi, trong lòng cảm thấy không đúng, làm một việc nhỏ như vậy cũng không cần lâu như thế chứ. Quả nhiên đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút xấu hổ của Sử Kình Tùng. Thật xin lỗi, Ninh tiểu thư, có chút phiền toái. Chúng tôi bị đám bảo vệ ở câu lạc bộ Thiên Vương chống lại, tạm thời hai bên đang giằng co, chúng tôi yêu cầu trợ giúp nhưng người đến lại là Lý Tư, tên này đứng về phía câu lạc bộ Thiên Vương, yêu cầu chúng ta quay về cục. Cục trưởng cũng không có biện pháp, nói người bên trên tạo áp lực, điều này. Ninh tiểu thư, cô xem có nên để Tống Thần Y ra mặt gọi điện thoại hay gì đó không? Sử Kình Tùng đã nói quá rõ, hậu trường của câu lạc bộ Thiên Vương quá cứng, hắn cũng không làm gì được. Cần phải để Hạ Thiên ra mặt thu phục hậu trường của câu lạc bộ Thiên Vương. Vậy anh chờ chút, tôi sẽ điện thoại lại. Ninh Khiết có chút mất vui, lúc này nàng cũng cảm thấy đám cảnh sát vô dụng, về phương diện khác lại cảm thấy nơi này quá ghê gớm, bảo vệ hộp đêm mà dám chống lại cả cảnh sát. Ninh Khiết cúp điện thoại và khẽ hỏi Hạ Thiên. Chồng, cậu có cần điện thoại cho ai để giải quyết chuyện này không? Thôi khỏi,
để tôi tự ra tay, đám cảnh sát kia chẳng làm gì ra hồn. Hạ Thiên có chút buồn bực, việc này cuối cùng chính hắn cũng phải ra tay. Chồng, tôi đi với cậu không? Ninh Khiết thật ra cũng không phải muốn đi, vì bây giờ nàng còn muốn được hưởng cảm giác tra tấn, cảm giác toàn thân mất hết sức lực. Không cần, chỉ cứ ở đây nghỉ ngơi, tôi đi thu phục và sẽ quay lại. Hạ Thiên lắc đầu, tất nhiên hắn có thể thấy Ninh Khiết cần nghỉ ngơi, mà chuyện này cũng không cần để Ninh Khiết phải đi theo, hắn có thể thu phục được. 10 giờ tối thật sự là khoảng thời gian phồn hoa nhất của câu lạc bộ Thiên Vương, đây là câu lạc bộ xa hoa nhất thành phố Cảng Thành, nơi đây đêm nào cũng náo nhiệt, đêm nay cũng không ngoại lệ. Ngày thường thì đứng ở con đường trước cổng câu lạc bộ sẽ là những mỹ nữ mặc sườn xám, nhưng hôm nay lại là một đám bảo vệ cầm vũ khí trong tay và một đám cảnh sát cầm súng. Đám bảo vệ bị súng chĩa vào người nhưng không hề sợ hãi, vì bọn họ tin đám cảnh sát sẽ không dám nổ súng. Rõ ràng đám bảo vệ này tự tin cũng chẳng phải không có lý do, thực tế đám cảnh sát mà Sử Kình Tùng đưa đến dù không nhượng bộ nhưng thật sự không dám nổ súng. Lúc này hắn thật sự có chút hối hận, không nên đưa cảnh sát đến đây, nhưng việc đã đến nước này thì hắn không còn đường lui, hắn chỉ có thể đánh cuộc một lần và tiếp tục cứng nhắc. Nếu hắn rút lui thì tương lai sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Nếu không lùi thì vẫn có thể hy vọng vào vị Hạ Thiên thần y thần bí kia. Sử Kình Tùng, anh làm gì vậy? Chủ tịch Lam đã nói rồi, lập tức cho người rút đi. Lý Tư cực kỳ tức tối, vì hắn nếu không ép đám cảnh sát này đi thì thật sự không biết nói sao cho phải. Hắn là người của thất huynh đệ hội, tất nhiên sẽ làm việc vì thất huynh đệ hội, dù thế nào cũng không cho đám cảnh sát này tiến vào câu lạc bộ Thiên Vương. Bên trong câu lạc bộ có rất nhiều kẻ với thân phận không thể bộc lộ. Vì vậy mà đám bảo vệ mới cứng rắn dùng vũ khí chống trả. Nếu đám người bên trong không bị khui ra, câu lạc bộ dù chống lại cảnh sát cũng không có vấn đề, nhưng nếu bọn họ bị phát hiện, câu lạc bộ sợ rằng sẽ tan tành, mà thất huynh đệ hội sợ rằng cũng sẽ bị liên quan. Nếu câu lạc bộ Thiên Vương không còn đường lui thì Lý Tư chắc chắc sẽ chẳng còn đường lui, vì vậy mà cục diện mới giằng co. Lý Tư, khi tôi làm cảnh sát thì cậu còn đang chơi đất, tôi không cần cậu chỉ dạy. Tôi không nhận được điện thoại của Chủ tịch Lam, tôi chỉ vâng lệnh cục trưởng đến đây tra án. Sử Kình Tùng thật sự không yếu thế, hắn cũng thật sự không nhận được điện thoại của Chủ tịch Lam, nguyên nhân rất đơn giản, khi Chủ tịch Lam điện thoại thì hắn quyết định không nghe máy. Bây giờ hắn lại nói ra Tạ Chính Khôn, nguyên nhân rất đơn giản, muốn Tạ Chính Khôn giúp mình chia sẻ chút hỏa lực. Tất nhiên Sử Kình Tùng cũng biết rất rõ, Tạ Chính Khôn đã sớm tắt điện thoại, cố ý giả vờ chẳng biết gì. Anh ít nhất cũng hiểu rõ hậu quả. Lý Tư dùng ánh mắt căm tức nhìn Sử Kình Tùng, gần đây một cảnh sát ngôi sao như hắn không được như ý, đầu tiên là thiếu chút nữa bị người ta giết chết, sau đó quay lại cục cảnh sát thì thấy sự việc càng ngày càng không thích hợp, Sử Kình Tùng càng ngày càng tỏ ra trâu chó, không coi hắn ra gì. Nếu tôi không biết rõ hậu quả thì đã chẳng đến nơi này. Sử Kình Tùng tỏ ra không chút yếu thế, hắn bây giờ dù bất cứ giá nào cũng phải trụ vững, tất nhiên hắn đã báo cho Ninh Khiết. Hắn tin không bao lâu nữa mình sẽ chiếm thượng phong. Tiểu Uy, tình huống không quá tốt, có nên tính lại không? Đàm Học Vũ đứng cách đó không xa cũng khẽ khuyên Đàm Uy. Hậu trường của câu lạc bộ này quá cứng, ngay cả cục trưởng cục công an thành phố cũng không thể vào, còn có thể được như thế này là may lắm rồi, nếu cứ tiếp tục thì bố sợ rằng sẽ không tốt. Không bằng chúng ta nhanh chóng quay về huyện Mộc Dương, tại đó không ai dám trêu chọc Đàm gia chúng ta. Cha! Chu Lam đã bị liên lụy vì con, vì vậy mới gặp kết cục này, con không thể để mặc cô ấy được. Giọng điệu của Đàm Uy rất kiên quyết. Đừng lo, anh rể sẽ đến giúp chúng ta, tên cảnh sát kia là người của anh rể, nếu hắn không làm được thì nhất định sẽ tìm anh rể, con vừa thấy anh ta gọi điện thoại. Tiểu Uy, Chu Lam bị đưa đến đây, sợ rằng đã trải qua nhiều chuyện không tốt, con cần chuẩn bị tâm lý. Đàm Học Vũ có chút chần chừ rồi nói. Bố, con biết rõ. Những ngày này con làm tên ăn mày, con đã thấy nhiều chuyện, dù cô ấy có phát sinh vấn đề gì thì vẫn là bạn gái của con, là con hại cô ấy phải như vậy, con sẽ phụ trách. Đàm Uy biết rõ bạn gái rơi vào địa phương này thì tất nhiên sẽ có nhiều chuyện không tốt phát sinh, nhưng bây giờ hắn không ngại, hắn chỉ hy vọng bạn gái còn sống mà thôi. Con có thể suy nghĩ như vậy là tốt. Đàm Học Vũ khẽ gật đầu. Mà bên kia Lý Tư và Sử Kình Tùng còn đang khắc khẩu. Sử Kình Tùng. Tôi lặp lại lần cuối, anh lập tức đưa người cút đi ngay. Lý Tư đã bắt đầu thở hổn hển. Lý Tư, muốn cút thì ngươi cút đi. Sử Kình Tùng lại có vẻ rất chấn định. Anh đừng ép tôi ra tay.
Lý Tư tức giận đến mức sắp rút súng. Nếu ra tay thì cậu còn chưa phải là đối thủ của tôi. Sử Kình Tùng tỏ ra khinh thường. Được, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lợi hại. Lý Tư đã gần như nổi điên, hắn tiến lên một bước, muốn ra tay, nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì đã có người ra tay trước. Lúc này bụng truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, Lý Tư không khỏi hét lên thảm thiết. Á, lại là thằng ngu này. Một âm thanh bất mãn truyền vào trong tai Lý Tư. Lý Tư dùng một tay bụng lấy bụng, khi nghe được âm thanh này thì hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó đã cực kỳ tức giận. Là mày. Nói nhảm, tất nhiên là tao. Người đến đúng là Hạ Thiên, hắn rõ ràng không có ý muốn tiếp tục nói nhảm với Lý Tư, một đá được phóng ra, Lý Tư bay ngược ra phía sau đó tên này đập đầu xuống đất, ngất xỉu. Dừng tay. Mày làm gì vậy? Vài tiếng gầm vang lên cùng lúc, là đám cảnh sát mà Lý Tư mang đến, trong đó có vài tên định rút súng, nhưng động tác của bọn họ không nhanh bằng Hạ Thiên. Chỉ thấy bóng người lóe lên, đám người này ngã xuống đất không tiếng động. Sử Kình Tùng lại trợn mắt há mồm, đám người xung quanh thì thật sự rung động, người này quả nhiên rất khủng bố. Anh rể. Đàm Uy rất mừng rỡ, hắn vội vàng chạy đến. Tống Thần Y. Sử Kình Tùng nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Gọi tôi là Hạ Thần Y, tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Sử Kình Tùng. Hạ Thần Y. Sử Kình Tùng vội vàng đổi giọng, hắn đã hiểu, Hạ Thiên không muốn tiếp tục mai danh ẩn tính. Các người canh cửa, đừng cho bọn họ ra ngoài, tôi vào bên trong xử lý. Hạ Thiên nói một câu với Sử Kình Tùng rồi nhìn Đàm Uy. Vào thôi, vào tìm bạn gái của chú. Vâng, anh rể. Vâng, Hạ Thần Y. Sử Kình Tùng và Đàm Uy hầu như đồng thời lên tiếng, cùng lúc này Hạ Thiên nhấc chân bước vào bên trong. Đám bảo vệ câu lạc bộ như gặp đại địch, nhưng bọn họ vẫn ngăn cản không lui. Một giây sau Sử Kình Tùng và đám cảnh sát được đưa đến đã nghe thấy những tiếng gào thét đau đớn và âm thanh hỗn loạn, ngay sau đó bọn họ phát hiện đám bảo vệ ngã hết xuống đất, không ai đứng lên. Hạ Thiên đi vào câu lạc bộ, hắn liên tục đập phá, sau đó hô lên. Này! Thằng ngu nào là ông chủ ở đây, lăn ra cho tao. Câu lạc bộ vốn rất ồn ào chợt yên tĩnh trở lại, tất cả âm thanh bị tắt đi, ô ột phút sau mới có một đám người từ trên lầu đi xuống. Tôi là ông chủ ở đây, xin hỏi vị huynh đệ này là ai? Đi đầu là một tên đàn ông có vết đao trên mặt, giọng điệu của hắn có vẻ rất hòa khí. Chương 1100, anh khinh người quá đáng thì thế nào? Anh không phải anh em của chú. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên đàn ông mặt thẹo. Anh không muốn nói nhảm với chú mau đưa bạn gái của nó ra đây. Hạ Thiên nói đến đây thì đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn quay đầu nhìn Đàm Uy. Đúng rồi, bạn gái của chú tên gì? Anh rể, cô ấy là Chu Lam. Đàm Uy vội vàng trả lời. Này, Chu Lam, có nghe không, mau đưa Chu Lam ra, nếu không anh phá nát câu lạc bộ này. Hạ Thiên tiếp tục trừng mắt nhìn tên mặt thẹo. Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, trong câu lạc bộ của chúng tôi có rất nhiều phụ nữ, nhưng thật sự không có ai tên là Chu Lam. Tên đàn ông mặt thẹo lắc đầu. Người nào ở thành phố Cảng Thành này cũng biết lão ngũ mặt thẹo này trước nay chưa từng nói láo, hai vị mời về. Á, tên đàn ông mặt thẹo còn chưa kịp nói xong thì đã im mồm, vì hắn bị người ta chụp cổ, khoảnh khắc này hắn cảm thấy rất khó thở. Anh nói rồi, anh không muốn nói nhảm với chú, nói mau, nếu không anh bóp chết bây giờ. Người bóp cổ tên lão ngũ chính là Hạ Thiên, hắn không nhẫn nại ở đây nói nhiều lời, vì vậy trực tiếp dùng biện pháp vũ lực. Buông ngũ ra ra, mau buông tay. Hơn 10 tiếng thét vang lên, đồng thời có vài chục người từ bên trên phóng xuống bao quanh Hạ Thiên và Đàm Uy. Đừng làm phiền anh. Hạ Thiên bất mãn nói một câu, sau đó những tiếng kêu thảm liên tục vang lên, vài chục tên vây quanh đều ngã xuống đất, mà đám người đứng xem căn bản lại không thấy Hạ Thiên ra tay. Hắn vẫn đứng bóp chặt cổ lão ngũ mặt thẹo, bộ dạng giống như có thể bóp chết đối phương bất cứ lúc nào. Còn không chịu nói sao? Hạ Thiên tăng thêm chút lực, lúc này gương mặt lão ngũ đỏ bừng bừng, nhưng lại không có ai dám tiên lên hỗ trợ. Họ Tống, mày đừng khinh người quá đáng. Á, tên lão ngũ mặt thẹo nói vài chữ rồi lại hét thảm, Hạ Thiên cuối cùng cũng buông ra, đồng thời tung một đá đạp ngã đối phương xuống đất. Chú xem ra cũng biết anh. Hạ Thiên giẫm một cước lên đầu lão ngũ. Nhưng anh nói cho chú biết hai vấn đề, anh không phải họ Tống, anh là Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông,
thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên. Thứ hai, anh khinh chú quá đáng thì sao? Chú làm đếch gì được anh? Hạ Thiên lại tung một cước đá văng Lão Ngũ lên không, trực tiếp đụng vào hệ thống đèn trang trí trên trần nhà. Những âm thanh ầm ầm vang lên, Lão Ngũ mặt thẹo đánh vỡ đèn rồi rơi xuống, nhưng còn chưa đụng đất thì lại bị Hạ Thiên đá lên người, lại bay lên. Thằng ngu, trên này có mười mấy ụ đèn, anh sẽ cho chú đập nát chúng nó. Hạ Thiên rất bất mãn. Nếu chú còn không chịu nói, anh sẽ hủy câu lạc bộ này, sẽ chôn vùi đám ngu ngốc ở trong này. Á. Lão Ngũ mặt thẹo liên tục gào thét, tuy hắn có vẻ rất cứng miệng nhưng đáng tiếc lại không thể nào chịu đựng được sự tra tấn của Hạ Thiên. Bên trong câu lạc bộ yên tĩnh không một tiếng động, dù là những tiểu thư ăn mặc khêu gợi hay đám đàn ông dạng chó hình người hoặc đàn em của câu lạc bộ, lúc này thậm chí không ai dám thở mạnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người dám tra tấn Lão Ngũ mặt thẹo nổi tiếng khắp thành phố Cảng Thành. Ngừng. Lão Ngũ cuối cùng cũng không chịu được sự tra tấn của Hạ Thiên, hắn bắt đầu tỏ ra yếu thế. Lúc này Hạ Thiên thật sự ngừng lại, dù là vậy thì Lão Ngũ vẫn rơi nặng nề từ trên không xuống đất, đau đến mức trợn mắt há mồm, trong lòng thầm mắng Hạ Thiên vô số lần. Chú đã chịu nói Chu Lam ở đâu rồi sao? Hạ Thiên bất mãn hỏi. Tôi thật sự không biết ai là Chu Lam. Lão Ngũ thở hổn hển nói. Chú muốn lừa anh sao? Hạ Thiên cho Lão Ngũ mặt thẹo một đá. Những chuyện nhỏ nhặt thế này tôi sao có thể tự mình đi xử lý? Tôi cần tìm người hỏi rõ tình huống, hoặc tôi có thể gọi tất cả phụ nữ ở đây đi ra, các người tha hồ tìm. Lão Ngũ thầm mắng Hạ Thiên vô số lần, nhưng hắn cũng chỉ dám mắng trong lòng, vì hắn biết đối phương không nên động vào. Lúc nãy hắn cứng miệng vì muốn tạo chút uy thế, không ngờ Hạ Thiên chẳng cho hắn cơ hội, cũng không nể mặt, trực tiếp làm hắn không xuống đài không được. Là hắn, anh rể, là hắn. Đàm Uy đột nhiên chỉ vào một tên đàn ông rồi nói. Hắn là một tên trước đó đã tham gia tra tấn tôi và Chu Lam. Tên tiểu tử tóc vàng này à? Hạ Thiên nhìn về phía Đàm Uy chỉ tay, hắn thấy một tên thanh niên hơn 20 nhuộm tóc vàng, vì vậy mở miệng hỏi. Đúng vậy, chính là hắn, cô không riêng gì tra tấn, còn muốn làm nhục Chu Lam trước mặt tôi. Đàm Uy nghiến răng nghiến lợi nói. Này, đừng nói nhảm, tao căn bản không biết mày. Tên tóc vàng lập tức phủ nhận nhưng một giây sau lại giống như nhớ ra điều gì đó. Mày là tiểu tử họ Đàm. Mày không phải. Mày tưởng dao đã bị què và câm rồi sao? Đàm Uy dùng ánh mắt oán hận nhìn tên tóc vàng, hắn chợt sinh ra xúc động muốn tiến lên cho đối phương một trận. Tên tóc vàng nhìn Hạ Thiên rồi chợt xoay người bỏ chạy. Đừng chạy. Đàm Uy cuối cùng cũng không nhịn được mà chạy theo. Phản ứng của Đàm Uy không tính là chậm nhưng Hạ Thiên rõ ràng là nhanh hơn, vì vậy Đàm Uy vừa mới bắt đầu chuyển động thì Hạ Thiên đã đến trước mặt tên tóc vàng, hắn đạp tên này văng ngược trở lại, hơn nữa còn ngã xuống ngay trước mặt Đàm Uy. Không phải nó đánh gãy chân chú sao? Chú đánh gãy chân nó cho anh. Hạ Thiên lười biếng nói một câu với Đàm Uy, còn thuận tay đưa một cây gậy cho Đàm Uy. Dùng cái này mà đánh. Vâng, anh rể. Đàm Uy lần này không chút do dự. Hắn nhận lấy cây gậy rồi đập xuống đầu gối tên tóc vàng. Á! Tên tóc vàng gào lên kinh thiên động địa. Cứu mạng, đại ca cứu em, ngũ gia cứu em. Đàm Uy lại đập xuống một gậy, tên tóc vàng càng kêu lên thảm thiết, nhưng lúc này hắn đã không thể nào tiếp tục hô cứu mạng, vì hắn biết không ai có thể cứu mình, vì vậy hắn bắt đầu cầu xin tha thứ. Tha mạng, đại ca tha mạng, em chỉ là tiểu nhân, thật sự không liên quan đến em chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Ông chủ Lam nói em ra mặt, anh có thể đi tìm hắn, thật sự không liên quan đến em. Á, đại ca xin anh đừng đánh, em biết bạn gái của anh ở đâu, anh tha cho em. Đàm Uy nghe được câu cuối cùng thì dừng tay. Chu Lam ở đâu? Đi tìm Lam đến. Van xin cô, đi nhanh lên. Tên tóc vàng nhìn về phía một cô gái trẻ cách đó không xa. Cô gái kia có chút do dự, ngay sau đó Lão Ngũ mặt thẹo đã gầm lên. Đi nhanh lên. Ngũ gia, em sẽ đi ngay. Cô gái kia chợt hoảng sợ, nàng vội vàng chạy lên lầu. Vài phút sau cô gái đưa một người phụ nữ ăn mặc rách rưới và trang điểm rất đậm đến trước mặt mọi người. Người phụ nữ này có gương mặt tái nhợt giống như đã rất lâu rồi chưa thấy ánh sáng mặt trời. Rõ ràng giống như có bệnh, đi đứng cũng không ổn, liêu siêu lẹo xẹo. Chu Lam. Dù người phụ nữ này có biến đổi rất lớn nhưng Đàm Uy vẫn có thể liếc mắt đã nhận ra, đó chính là bạn gái của hắn. A Huy,
Hai mắt Chu Lam vốn xám như tàn tro, nhưng khi nghe được âm thanh của Đàm Uy thì hai mắt chợt có thần, nàng ngẩng đầu nhìn Đàm Uy, nước mắt chợt chảy ra. "A Uy, thật sự là anh sao?" Đàm Uy cưỡng chế chua xót trong lòng, hắn vội vàng chạy đến ôm Chu Lam vào lòng. "Chu Lam, là anh đến cứu em, đừng sợ, không có gì rồi, mọi chuyện đã qua rồi, anh sẽ đưa em rời khỏi đây ngay." "A Uy, bọn họ đối với em..." Hu hu. Chu Lam chợt bật khóc. "Không cần phải nói, anh biết rồi, em yên tâm, chúng ta sẽ báo thù." Đàm Uy cắn răng, không cần phải nói thì hắn cũng có thể đoán ra Chu Lam bị làm gì. "Không, anh không biết, bọn họ đã ép em dùng ma túy, bây giờ em đã nghiện, em thật sự xong rồi, cả đời này em sẽ không có ngày tốt lành." Hu hu hu. Chu Lam gào khóc có vẻ rất thương tâm, hậu quả của việc nghiện hút thì ai cũng biết. Nếu nói có thể từ bỏ thì hầu như là không thể. "Này, hai người đừng khóc sướt mướt như vậy nữa, làm chuyện chính quan trọng hơn." Hạ Thiên lúc này mở miệng mất vui. "Chỉ là nghiện ma túy mà thôi, tôi có thể giúp các người chữa tốt, đến lúc đó sẽ như người thường, không có gì phải lo lắng." Anh nói. Chu Lam nghe được lời nói của Hạ Thiên thì có vẻ bớt khóc, nàng quay đầu nhìn rồi bắt đầu nhớ ra. "Chu Lam, anh ấy là Hạ Thiên, là anh rể của anh. Nếu anh ấy đã nói có thể giúp em chữa bệnh, như vậy em đừng lo lắng, anh rể rất lợi hại, không gì không làm được." Đàm Uy vốn cũng sinh ra cảm giác tuyệt vọng, nhưng khi nghe Hạ Thiên nói như vậy thì hắn lập tức sinh ra hy vọng. "Nhưng, em đã nghiện ma túy." Chu Lam vẫn hoài nghi, vì nàng nghe nói nghiện ma túy căn bản khó thể nào chữa tốt. "Chu Lam, em cứ tin anh rể, em cẩn thận nghĩ lại xem, lúc đó anh bị đánh gãy chân, họng cũng bị phỏng, coi như thành người câm. Nhưng em xem có phải bây giờ anh đã rất tốt rồi không? Đây đều là do anh rể giúp anh, chỉ cần một buổi tối là đã chữa trị xong, anh rể không gì không làm được, dù điều gì cũng có thể làm được." Đàm Uy nhanh chóng nói, hắn thật ra cũng không thật sự khẳng định như vậy, nhưng vì an ủi Chu Lam mà hắn bây giờ chỉ có thể nói như thế mà thôi. Tất nhiên, thực tế thì hắn cũng có 8 phần tin tưởng Hạ Thiên có thể làm được như vậy, bây giờ hắn thật sự rất bội phục y thuật của Hạ Thiên. "Hạ Thiên, đã tìm được người, các người đi được chưa?" Đúng lúc này lão ngũ mặt thẹo lại nói một câu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1100.